Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 18. Anh ta thấy loại đá này ở Gia Cát Gia nhiều rồi, được Gia Cát Gia dùng làm trang sức, giá cả cao hơn hồng bảo thạch một chút. So với bảo vật chân quý ngàn năm của Gia Cát Gia, tảng đá này như đống rác rưởi. Lúc ấy Gia Cát Gia đưa cho anh ta vài tảng đá để chế tạo trang sức, anh ta tiện tay ném đi. Dù gì anh ta cũng là thái tử gia của Lạc Gia ở Bắc Xuyên, vậy mà chỉ tặng loại đá rách nát này cho anh ta, tất nhiên anh ta không nhận. Mạc Phàm đánh giá những tảng đá này, khóe miệng hơi nhếch lên. Loại đá này đối với người không biết tác dụng của nó, quả thật không có chỗ lợi gì. Tảng đá này tên là hỏa nguyên thạch, là hỏa nguyên khí ngưng tụ mà thành, đối với tu sĩ hệ hỏa mà nói, chân quý hơn linh thạch rất nhiều. Nhưng nếu không biết phương pháp lấy hỏa nguyên khí trong đó, tảng đá này không khác tảng đá bình thường, chỉ có thể làm vật phẩm trang sức. Hắn thân là y tiên, luyện đan chế thuốc cần chân hỏa tương trợ, hắn nắm mồi lửa trong tay, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, sao có thể không biết phương pháp lấy hỏa nguyên khí ra. Hắn đã sớm nghĩ đến chuyện ngưng tụ chân hỏa, nhưng không có thiên tài địa bảo thích hợp làm dẫn, hỏa nguyên thạch này là một trong những thứ ngưng tụ chân hỏa. Nếu có thể xin tí lửa nguyên thạch ngưng tụ thành chân hỏa, thực lực của hắn còn có thể tăng lên nhiều trong thời gian ngắn, Tần Kiệt nhướn mày, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ. Sư phụ, có cần con bảo Gia Cát Gia mang thêm đá này đến không? Nếu Mạc Phàm nói như vậy, chắc chắn tảng đá này có tác dụng. Dù sao tảng đá này để ở Gia Cát Gia cũng lãng phí, bảo Gia Cát Gia mang nhiều tới cũng không sao. Cũng được, đợi cậu đến chút cơ kỳ lại dùng, chuyện này cậu xem rồi làm đi. Mạc Phàm gật đầu nói. Sau khi đến trúc cơ, có thể ngưng tụ chân hỏa, một khi ngưng tụ chân hỏa, không chỉ giúp tăng tu vi, còn hơn pháp thuật thần thông, đối với Tần Kiệt chỉ có lợi không có hại. Tần Kiệt rời khỏi phòng Mạc Phàm, vội vàng đi làm chuyện này. Mạc Phàm vươn một tay ra, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, một lực hút tự nhiên xuất hiện, trong đó một tảng hỏa nguyên thạch bay về phía hắn, hắn nắm trong tay. Hắn thi triển huyền phù thuật lên khối hỏa nguyên thạch này, tảng đá này bay trên không trung. Hắn nhắm hai mắt, chú ngữ quen thuộc truyền từ trong miệng hắn ra, hỏa nhiệt chi khí từ huyết mạch tỏa ra quanh hắn. Chú ngữ kết thúc, hắn mở to mắt, ngọn lửa màu đỏ xuất hiện trong mắt, trôi nổi ở bên trong. Không phải thứ gì khác, đúng là hồng liên nghiệp hỏa của hắn. Muốn lấy hỏa nguyên khí trong hỏa nguyên thạch ra, có thể sử dụng pháp thuật, nhưng hơi phiền phức, phải trải qua 36 lần thi triển pháp thuật, cuối cùng lấy phàm hỏa nung khô. Nhưng phương pháp trực tiếp nhất là dùng dị hỏa nung khô, hồng liên nghiệp hỏa là một trong những dị hỏa. Đốt! Hắn nhìn chằm chằm hỏa nguyên thạch nói. Một chữ vang lên, ngọn lửa màu cam xuất hiện bùng cháy trên hỏa nguyên thạch. Rắc rắc, hỏa nguyên thạch vỡ ra thành mảnh, phần lớn bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu thành cho tàn. Một lát sau, khối hỏa nguyên thạch to bằng đầu người chỉ còn lại bằng nắm tay, vẫn không thấy bóng dáng của hỏa nguyên khí. Hắn cũng không sốt ruột. Khống chế hồng liên nghiệp hỏa tiếp tục nung khô. Lúc hỏa nguyên thạch chỉ còn lại bằng quả táo. Rầm một tiếng, quả táo bị nghiền nát, một bóng dáng màu đỏ bay ra. Bóng dáng này vừa ra, nhiệt độ trong phòng ngủ lập tức tăng lên liên tục. Bốp, bóng dáng màu đỏ đụng vào vách tường, trên vách tường chớp lóe bạch quang, bắn bóng dáng màu đỏ trở về. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, may mà hắn bày tụ linh trận, mỗi căn phòng đều có trận pháp bảo vệ. Nếu không không biết hỏa nguyên khí này sẽ trốn đi đâu, công phu của hắn uổng phí rồi. Hắn giơ tay nắm lấy bóng dáng màu đỏ trong tay, tuy chỉ lớn bằng hạt đậu, nhưng nộ khí bên trong lại hết sức kinh người. Một chút hỏa nguyên khí như vậy, nếu đặt nó ở Bắc Cực, ít nhất có thể hòa tan sông băng dài cây số. Không biết hỏa nguyên khí này là loại lửa nào hình thành. Mạc Phàm nhìn chằm chằm bóng dáng màu đỏ nói. Cùng là lửa, cũng có ngàn vạn loại. Nam Minh Ly Hỏa, Cửu U Minh Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa, vân vân, nhiều chủng loại đến mức hắn không liệt kê được. Lửa khác nhau, ngưng kết thành hỏa nguyên khí cũng khác nhau. Ngoài ra sau khi hỏa nguyên khí khác biệt ngưng kết thành hỏa diễm, cũng khác nhau rất lớn. Có khi là phàm hỏa bình thường, có khi giống như nghiệp hỏa của hắn, thuộc loại dị hỏa, uy lực không giống bình thường. Nhưng rốt cuộc là loại hỏa diễm nào phải đợi ngưng kết xong mới biết được. Hiện giờ nhìn cũng không nhìn ra. Nếu là hỏa diễm bình thường, sau này tìm hỏa diễm khác xung hợp là được. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công,
linh khí vây quanh hỏa nguyên khí này, kéo vào trong đạo cơ ở thức hải. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ xuống, nhưng trong thức hải hắn lại thành biển lửa, nước biển sôi trào kêu ủng ục ủng ục. Mạc Phàm vừa nhắm mắt lại, thần thức tiến vào trong thức hải. Hắn nhìn chằm chằm đốm lửa trên đạo cơ, hai tay không ngừng tạo kết ấn, một đám pháp ấn đánh vào trong đốm lửa kia. Mỗi lần đánh một pháp ấn, hỏa nguyên khí thu nhỏ lại một chút, nhiệt độ trong thức hải cũng giảm xuống. Pháp ấn cuối cùng đánh vào trong hỏa nguyên khí, hắn thầm quát một tiếng. Ngưng! Bất chợt hỏa nguyên khí chớp lóe, từ màu đỏ biến thành đỏ như máu, ngọn ngửa cỡ hạt đậu xuất hiện, bộ dạng có thể tắt bất cứ lúc nào. Mạc Phàm nhìn thoáng qua ngọn lửa, khóe miệng nhếch lên, lộ ra tươi cười vui vẻ. Nhất muội trong tam muội chân hỏa. Sát hỏa, dục hỏa, nộ hỏa, ba loại hỏa diễm dung hòa vào nhau sẽ thành tam muội chân hỏa, tách ra là nhất muội chân hỏa. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là ngọn lửa bình thường, ai biết là nộ hỏa trong tam muội chân hỏa. Hắn rời khỏi thức hải, dùng hồng liên nghiệp hỏa luyện hóa toàn bộ hỏa nguyên thạch còn lại, nhất muội chân hỏa trên đạo cơ từ to bằng hạt đậu biến thành nắm tay, ổn định rất nhiều. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, trên ngón tay xuất hiện ngọn lửa màu máu, nhiệt độ cả căn phòng tăng lên hơn 20 độ. Hắn thổi tắt ngọn lửa này, cười khẽ. Bây giờ chân hỏa còn yếu, nhưng đã ngưng tụ thành công, mỗi ngày dùng linh khí ôn dưỡng, không lâu sau có thể lửa giận ngập trời. Hoàng gia, hãy đợi đấy. Mạc Phàm nhìn về phía Tấn Châu ở phương Bắc, lạnh lùng nói. Vậy mà hoàng gia hạ cổ cha, còn âm thầm để người ta tu luyện hỗn nguyên nhất khí công, giết hại nhiều đứa bé như vậy, đợi lửa giận diệt tộc đi. Mấy ngày tiếp theo, hắn đều ở trong biệt thự. Ngoại trừ ôn dưỡng chân hỏa, đó là chỉ điểm Chu Hiệt, Tần Kiệt, Tiểu Ngọc và Tiểu Vũ tu luyện. Tần Kiệt và Chu Hiệt trước sau thành công đến trúc cơ, Tần Kiệt đã có công pháp, hắn giao diễn thiên thần quyết của thần Nông Tông cho Chu Hiệt. Thỉnh thoảng hắn sẽ bồi cha, chú ba uống rượu, bồi lão mẹ đi dạo phố, cuộc sống cũng coi như khoan thai, bình yên. Một tuần sau, di động của hắn vang lên, là một dãy số lạ gọi tới. Mạc Phàm nghe máy, giọng nói sợ hãi rụt rè truyền đến. Mạc tiên sinh, tôi là Mộc Phong Nhạc, tôi ở bên ngoài Vân Trung Thự, hội giao dịch của Hoàng gia sẽ diễn ra vào ngày mai, có phải chúng ta nên xuất phát hay không? Đợi một lát tôi sẽ đi xuống. Mạc Phàm gật đầu, tắt điện thoại, trong mắt lóe lên hàn quang. Đến lúc đến tổ địa Hoàng gia một chuyến rồi. Hắn nói với người nhà một tiếng, dặn dò đám Chu Hiệt vài câu, lúc này mới mang tiểu hồ ly rời đi. Lần này hắn phải đi giết người, diệt yêu, không phải đi tìm thiên tài địa bảo, vốn không định mang theo tiểu hồ ly. Hắn để đan dược và một số thảo dược lâu năm lại, tiểu hồ ly vẫn không muốn ở yên trong biệt thự, hắn không có biện pháp đành phải mang nó theo. Mộc đầu, nếu ngươi không mang ta theo, ta sẽ buồn bực mà chết thật đó. Tiểu hồ ly đứng trên vai Mạc Phàm, bộ dạng như nghĩ mà sợ, giống như sợ bị Mạc Phàm để lại. Ta thấy ngươi sẽ không buồn bực mà chết, béo chết thì có. Mạc Phàm tức giận liếc mắt nhìn tiểu hồ ly một cái nói. Mấy ngày nay, tiểu hồ ly rảnh rỗi không có việc gì làm liền kéo tiểu vũ và tiểu ngọc, bảo hai người mang nó đi ăn ngon, ngay cả linh dược cũng chẳng tìm hắn đòi. Chỉ cần có người rời khỏi biệt thự hay tiến vào biệt thự, nếu không mang tiểu hồ ly đi ăn ngon, nó sẽ túm ống quần của người nọ, trên cơ bản mỗi ngày nó đều ở trong đống mỹ thực. Không lâu sau nó sẽ trở thành tiểu hồ ly béo nhất trong lịch sử Thanh Khâu nhất tộc. Sao có thể, bộ dạng người ta đáng yêu như vậy, đâu ngu ngốc như thế, làm mình béo chết. Tiểu hồ ly bĩu môi, bất mãn nói. Mạc Phàm không cười nữa, không để ý đến tiểu hồ ly đi về phía cửa biệt thự. Cửa Vân Trung Thự, Mộc Phong Nhạc đứng bên cạnh xe Mercedes-Benz GAMG màu đen nhập khẩu, nhìn thấy Mạc Phàm đi ra vội vàng mở cửa xe, khuôn mặt tươi cười đến đón. Mạc tiên sinh, đã đến lúc rồi, chúng ta đi thôi. Mộc Phong Nhạc nhìn thoáng qua tiểu hồ ly trên vai Mạc Phàm, cười nói. Mạc Phàm gật đầu, mang theo tiểu hồ ly lên xe. Chiếc xe này rất cao, trong xe cũng rất rộng, ở một vị trí khác đặt mấy cái hộp tinh xảo. Mạc tiên sinh, đây là linh dược của Mộc gia chúng tôi mang đến cho cậu hết rồi, cậu nhìn xem. Mộc Phong Nhạc cười nói, trong lòng đau xót. Kho bảo bối của Mộc gia anh ta không dám động, những linh dược này đều là bảo bối anh ta cất giữ, mỗi thứ đều giá trị ngàn vạn. Lập tức tặng hết Mạc Phàm,
trên cơ bản anh ta lại quay về lúc trước, chỉ còn lại cái mạng ở trong tay Mạc Phàm. Mạc Phàm không giơ tay nhận lấy, hai mắt tiểu hồ ly sáng lên, nhảy xuống dưới xung xoe đi mở. Mạc Phàm lắc đầu, chỉ cười không nói gì, nhìn lướt qua đồ trong hộp. Hai củ sâm 100 năm, hoàng tinh 200 năm, tất cả có vẻ quý trong đám dược liệu bình thường, phú hào bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ cướp đoạt, dù sao cũng là thứ hiếm có, nhưng trong mắt hắn chỉ là đồ ăn vặt của tiểu hồ ly. Hắn đã tới trúc cơ trung kỳ, những thảo dược này nếu không tới 500 năm thậm chí ngàn năm, không có tác dụng lớn với tăng tu vi của hắn. Hắn vung tay lên, những linh dược này đều được hắn cho vào trong nhẫn chữ vật. Xe lái băng băng chở hắn và tiểu hồ ly tới sân bay thành phố Đông Hải, bọn họ lên một chiếc phi cơ trực thăng. Tân Châu cách thành phố Đông Hải hơn 1.000 km, nếu lái xe đi ít phải mấy chục tiếng. Mộc Phong Nhạc vì lấy lòng Mạc Phàm, điều một chiếc phi cơ trực thăng từ Mộc gia tới, đưa bọn họ tới Tân Châu. Gần trạng vạng, phi cơ trực thăng đáp xuống khu đất trống một thôn trang. Thôn trang này không lớn lắm, dưới chân mấy ngọn núi, giữa mấy ngọn núi là một cái hồ nhỏ. Tuy đã gần tháng 12, sắp bước vào mùa đông, nhưng nơi này vẫn có tiếng chim hót mùi hoa thơm như trước, ý xuân rào rạt, giống như thế ngoại đào nguyên. Dưới chân núi, bên cạnh hồ, một tòa biệt thự to lớn, cấp bậc và thưởng thức không chỉ không kém khu biệt thự ở thủ đô, trái lại còn cao hơn một chút. Phi cơ trực thăng của bọn họ hạ xuống khu đất trống, không chỉ có một chiếc phi cơ đỗ ở đó. Những cái khác không phải là phi cơ trực thăng, thì là xe sang giá trị xa xỉ, Bugatti Veyron, Rolls-Royce Phantom, vân vân. Rõ ràng chỉ là một thôn trang nho nhỏ, lại có xe sang hiếm có. Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc mới xuống phi cơ, hai đệ tử hoàng gia mặc trang phục đánh dấu hoàng gia, vẻ mặt kiêu ngạo đi tới. Hoan nghênh hai vị tới tổ địa hoàng gia chúng tôi, xin hỏi hai vị là người gia tộc nào, có mang thiệp mời hay không? Hai người vô cùng khách sáo hỏi Mạc Phàm. Tôi là Mộc Phong Nhạc Mộc gia ở Giang Nam, thay mặt Mộc gia tới tham gia hội giao dịch, vị này là Phạm Công Tử Đại Sư giám định bảo vật của nhà chúng tôi. Mộc Phong Nhạc lấy ra hai tấm thiệp mời, cười nói. Mộc Phong Nhạc. Vừa nghe thấy tên Mộc Phong Nhạc, hai đệ tử hoàng gia không hẹn mà cùng nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh, rất nhanh lại biến mất. Hai vị đi theo tôi, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho khách xong rồi. Một người khoát tay với hai người, lạnh lùng nói. Giọng điệu và thái độ so với vừa rồi, kém không chỉ một chút. Mộc Phong Nhạc nhíu mày, cũng không tức giận, vẻ mặt áy náy nhìn Mạc Phàm. Mộc gia bọn họ là gia tộc chữa bệnh ở Giang Nam, nhưng so với hoàng gia Đông Y Thế Gia ở Hoa Hạ, kém không chỉ nửa chút. Thái độ của người hoàng gia như vậy cũng quá bình thường, dù sao anh ta không phải là gia chủ của Mộc gia, chỉ là đại diện. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, đi theo hai đệ tử hoàng gia tới phòng dành cho khách. Nửa tiếng sau, hai đệ tử hoàng gia dẫn bọn họ đến trước một phòng ngủ, cạch một tiếng cửa được đẩy ra. Cửa này chỉ có một cánh, nhỏ hơn ở khách sạn một chút, chỉ có một chiếc giường đơn. Ngoại trừ đồ dùng đơn giản, không còn những vật dụng khác. Cửa mở ra, mùi mốc phả vào mặt, không biết không có người ở bao lâu rồi. Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Mộc Phong Nhạc nheo mắt, giận dữ lập tức hiện lên trên mặt anh ta. Bọn họ một đường đi tới, những người khác tham gia hội giao dịch không phải ở nhà hai tầng, thì ở phòng gần hồ phong cảnh hợp lòng người, bên trong không chỉ có mỹ nữ hầu hạ, ôn tuyền gì cũng có. Bọn họ thì hay rồi, hai người một phòng, một cái giường, còn cũ nát như thế, đang phát cơm thừa sao. Cho dù Mộc gia bọn họ không bằng hoàng gia, cũng là gia tộc chữa bệnh ở Giang Nam, tài sản 100 triệu. Không đến mức ở nơi chim không bay qua này. Chuyện này không khác gì tát vào mặt anh ta. Hai vị tiểu ca, các anh chắc chắn đây là phòng an bài cho Mộc gia chúng tôi sao, có phải chúng ta đi nhầm nơi không? Hai đệ tử hoàng gia nhìn nhau, cười khinh thường. Mộc công tử, anh đừng tức giận, hội giao dịch lần này có quá nhiều người tới, vượt qua dự tính của hoàng gia chúng tôi, cho nên chỉ có thể ấm ức Mộc công tử ở trong này một tối, nếu như còn phòng trống, tôi có thể đổi giúp anh. Vượt qua dự tính, Mộc Phong Nhạc không phải kẻ ngốc, thiệp mời hội giao dịch đều là hoàng gia gửi, giới hạn mỗi tấm thiệp mời là một người, người tới chỉ ít chứ không nhiều, sao có thể vượt dự tính của hoàng gia. Hai vị, hai người đang sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi sao? Mộc Phong Nhạc trầm giọng hỏi, trong mắt đều là tức giận.
Mục Phong Nhạc mới mở miệng, hai đệ tử hoàng gia không sợ hãi, sắc mặt trầm xuống. Mục công tử, anh có ý gì đây, anh đang hoài nghi thành ý, hay là hoài nghi danh dự của hoàng gia chúng tôi? Một người trong đó lạnh lùng nhìn Mộc Phong Nhạc chăm chú, trầm giọng hỏi. Người khác sợ Mộc gia, hoàng gia bọn họ không nằm trong danh sách đó. Bệnh viện Mộc gia, đa số phải dựa vào y thuật hoàng gia bọn họ, hàng năm Mộc gia đều phải trả số tiền lớn này cho hoàng gia. Nhất là ở tổ địa hoàng gia, ai dám làm càn. Nếu người nào dám dương oai ở đây, đám cá trong hồ cũng không phải để chơi. Mộc Phong Nhạc nhíu chặt mày. Hai mắt gần như phun ra lửa. Nói thế nào anh ta cũng là chính thống của Mộc gia, lại bị đám người hầu của hoàng gia nhục nhã. Tôi không dám nghi ngờ hoàng gia, nhưng hai người chúng tôi ở một phòng, ở thế nào được? Mộc Phong Nhạc tức giận nói. Một đệ tử hoàng gia liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 16. 17 tuổi là đại sư giám định bảo vật, nghĩ mắt anh ta bị mù sao, giám định cái giám. Chỉ là mỗi lần hoàng gia bọn họ tổ chức hội giao dịch, đều có loại đại sư che mắt người khác như vậy trà trộn vào bên trong. Không phải vị này là đại sư giám định bảo vật anh mang đến sao, để đại sư ngủ bên ngoài, Mộc công tử ngủ trong phòng, như vậy là được rồi. Đương nhiên nếu hai người không ngại, anh và đại sư đều có thể ngủ chung. Một đệ tử hoàng gia khác cười nói, trong mắt đều là trêu tức. Cái gì? Mắt Mộc Phong Nhạc mở to, ước gì có thể đi lên diệt hai tên người hầu mắt chó nhìn người thấp này. Thế nào, có vấn đề gì sao? Một người trong đó cao giọng hỏi. Không có vấn đề gì. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn tới hoàng gia báo thù, ở nơi nào cũng không sao. Mộc Phong Nhạc thấy Mạc Phàm không có ý kiến gì, anh ta nuốt nước bọt, lựa chọn câm miệng. Nhưng ánh mắt nhìn hai đệ tử hoàng gia như nhìn người chết. Hai người kia nhục nhã anh ta không có biện pháp làm gì, ai bảo hai người này họ hoàng. Hai người này dám thất lễ với Mạc Phàm như vậy, đợi chết đi. Vậy là được rồi, vẫn là vị Phạm công tử này dễ nói chuyện hơn, nếu có chỗ ở tôi sẽ cho người sắp xếp, nhưng mà tốt nhất anh đừng hy vọng gì, người tới thật sự nhiều lắm, hai người nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi đi trước. Một đệ tử hoàng gia vỗ bả vai Mạc Phàm nói, biểu cảm như trẻ con dễ dậy, cười rời đi. Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc đi vào trong phòng. Cửa mới đóng lại, một quyền của Mộc Phong Nhạc đánh lên trên bàn, bộ dạng vô cùng phẫn nộ. Đám người hoàng gia đúng là khinh người quá đáng, vậy mà sắp xếp cho chúng ta ở nơi rách nát như vậy, căn phòng này hẳn là căn phòng kém nhất ở hoàng gia. Mạc Phàm nhíu mày, trên đường bọn họ tới nhiều biệt thự, biệt viện như vậy. Quả thật nơi này là kém nhất. Mạc tiên sinh, có phải chúng ta bị hoàng gia phát hiện rồi không? Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc thay đổi, nhỏ giọng hỏi. Mạc Phàm giết Hoàng Thiếu Thiên, lại lẻn vào hoàng gia, nếu bị hoàng gia phát hiện, tình cảnh của bọn họ nguy hiểm rồi. Sẽ không, nếu bị phát hiện, sẽ không ở nơi đơn giản như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Như vậy mà chưa kỳ lạ sao? Mộc Phong Nhạc nghi ngờ nói. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta tới hoàng gia, trước kia không có đãi ngộ kém như vậy, vậy mà hiện giờ ở nơi kém cỏi nhất, ngay cả người hầu hoàng gia cũng làm anh ta mất mặt. Không có gì kỳ lạ, Hoàng Thiếu Thiên đã chết, anh còn sống, bọn họ không ném anh vào trong hồ đã vô cùng khách sáo rồi. Mạc Phàm nói, lúc này Mộc Phong Nhạc mới hiểu ra, khuôn mặt anh ta trắng bệch. Mạc Phàm không nói anh ta không phát hiện ra, bây giờ nghĩ lại. Anh ta tới hoàng gia căn bản không khác chui đầu vô lưới. Hoàng Thiếu Thiên đã chết, hoàng gia nhất định cho rằng anh ta gây khó dễ từ trong hại chết Hoàng Thiếu Thiên. Với hiểu biết của anh ta về hoàng gia tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta. Phịch, Mộc Phong Nhạc quỳ trên mặt đất, kéo quần Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, cậu nhất định phải cứu tôi. Anh không có bệnh, tôi cứu thế nào? Mạc Phàm cười nói. Tôi liều chết tới với cậu. Hoàng gia nhất định sẽ không tha cho tôi, cậu không cứu tôi thật sự không cứu được. Anh không cần lo lắng về chuyện này, hoàng gia không có cơ hội làm gì anh, một đám người chết không tha cho anh thế nào. Mộc Phong Nhạc nghĩ đến mục đích Mạc Phàm tới đây, lúc này sắc mặt mới chuyển biến tốt hơn chút. Mạc tiên sinh, cậu nhất định phải thành công. Mạc Phàm cười đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Thôn này nhìn không khác gì thôn bình thường.
thực ra từng ngọn cây cọng cỏ đều bố trí dựa theo trận pháp. Bên ngoài chỗ ở bọn họ không có gì, tự do hoạt động là vấn đề không lớn lắm. Nhưng đệ tử hoàng gia, người bình thường ở trong thôn không cẩn thận sẽ sa vào trận pháp. Nhưng tổ địa thế gia ngàn năm có bộ dạng này sao? Nơi này là tổ địa hoàng gia sao? Mạc Phàm hỏi. Trong thôn có hơi thở tu sĩ, nhưng tu vi không cao, hơn nữa không có hơi thở của mẫu cổ cảnh giới tiên thiên. Nơi này là chỗ ở của chi thứ hoàng gia, tổ địa ở trên ngọn núi này, chưa tới ngày mai bắt đầu giao dịch, không thể đi lên ngọn núi này. Mộc Phong Nhạc giải thích. Anh ta tới tổ địa hoàng gia vài lần, có chút hiểu biết với hoàng gia. Hả? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía ngọn núi. Trên núi bao phủ bởi rừng cây, ở nơi cao 20, 30 mét được một tầng mây mù đầy sương mù, căn bản không thể thấy rõ cảnh vật bên trong, làm cho người ta có cảm giác tiên khí mênh mông. Lam quang ở trong mắt hắn chớp lóe, mây mù lập tức biến mất, hình dáng ngọn núi xuất hiện trước mắt hắn. Ngọn núi này không cao lắm, khoảng gần 200 mét, trên đỉnh núi lờ mờ có thể thấy được hơn 10 kiến trúc dạng cung điện màu trắng. Những cung điện này hơn nửa ngọn núi, đều được một tầng như thủy tinh bao phủ. Hộ sơn đại trận, vậy mới có chút dáng vẻ. Mạc Phàm nhếch miệng cười nói. Đường đường là thế gia ngàn năm, có thể nuôi mẫu cổ tới cảnh giới tiên thiên, nếu ngay cả hộ sơn đại trận cũng không có, vậy không xứng với danh xưng rồi. Mạc tiên sinh, không phải cậu muốn xông vào ngọn núi này đấy chứ, cửa núi không mở, không thể đi lên núi này, ngàn vạn lần không thể xông vào. Mộc Phong Nhạc thấy Mạc Phàm nhìn tổ địa hoàng gia chăm chú đến xuất thần, vội vàng nói. Lúc trước có vị công tử nhìn chúng một cô gái hoàng gia, không quan tâm lời quản gia khuyên bảo, đi lên núi. Kết quả đi 3 ngày 3 đêm lên núi, cuối cùng đói đến choáng váng ở bậc thang, khi được phát hiện chỉ cách 20 bậc thềm đường anh ta lên núi. Quả thật ngày đó Mạc Phàm thần thông kinh người, nhưng muốn lên ngọn núi này, không đơn giản như vậy. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Ở tu chân giới, hắn xông qua không ít hộ sơn đại trận ở tổ địa hoàng gia như giấy trước mặt hắn, hắn chậm rãi nhắm hai mắt có thể đi lên. Hắn không sốt ruột, nếu ngày mai cửa núi mở, đến lúc đó là thời gian tối đa của đệ tử hoàng gia, để hoàng gia sống thêm một đêm cũng được. Buổi tối có sắp xếp gì không? Mộc Phong Nhạc thấy Mạc Phàm không kích động, lúc này mới yên lòng. Lát nữa sẽ có liên hoan, người tới tham dự hội giao dịch đều đến tham gia, sau khi cơm nước xong sẽ có hội giao dịch nhỏ, ai cũng có thể tham gia. Mộc Phong Nhạc nói, hội giao dịch hàng năm cơ bản đều là sách võ thuật, anh ta quen rồi. Lúc này một giọng nói chói tai truyền từ cửa đến. Mộc Thiếu, Phạm Công Tử, đã đến giờ liên hoan rồi, tôi dẫn hai người tới đó. Cửa phòng mở ra, một người hơi béo trong hai đệ tử hoàng gia lúc trước đứng ở cửa. Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc ra khỏi phòng, đi theo đệ tử hoàng gia này dọc theo đường nhỏ bên hồ, đi đến nhà hàng trên hồ. Mộc Thiếu, Phạm Công Tử, hai người cảm thấy căn phòng kia được không? Đệ tử hoàng gia này vừa đi vừa cười hỏi, vẻ mặt nghiền ngẫm. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, đánh giá cảnh sắc xung quanh. Mộc Phong Nhạc nhíu mày. Lạnh lùng đáp trả đệ tử hoàng gia này một câu. Cảm ơn hoàng gia đã chiêu đãi, chỗ ở anh cung cấp, tôi cũng vô cùng hài lòng. Rõ ràng tiểu tử này biết còn cố hỏi, loại nơi đó cho dù cho ăn xin ở, đều cảm thấy thối tha, huống chi là anh ta. Sao đệ tử hoàng gia này không nghe ra nộ khí trong lời nói, cũng không tức giận, giả mù sa mưa nói. Mục Thiếu hài lòng là tốt rồi, nếu có chỗ nào bất mãn, anh có thể nói với tôi. Từ trước đến nay hoàng gia chúng tôi đối với khách luôn là hữu cầu tất ứng. Giọng điệu không còn cương quyết như trước, nhưng làm người ta tức giận. Mộc Phong Nhạc tức đến mức nghiến răng, ước gì có thể đạp bay tên đệ tử hoàng gia này vào trong hồ cho ba ba ăn. Đệ tử hoàng gia này đúng là hết mũi lên mặt. Không có chỗ nào không hài lòng. Mộc Phong Nhạc nghiến răng nói. Vậy là được rồi. Đệ tử hoàng gia cười đắc ý, rời mắt nhìn Mạc Phàm điềm nhiên như không. Phạm Công Tử, cậu cũng là người Giang Nam sao, tôi nhớ hình như Giang Nam không có gia tộc nào là Phạm gia, xin hỏi đại danh của Phạm Công Tử. Tuy anh ta là người hầu của Hoàng gia, nhưng anh ta đều biết gia tộc nổi tiếng ở Hoa Hạ, quả thật Giang Nam không có một Phạm gia nổi tiếng nào. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trước khi hắn tới đã bàn bạc với Mộc Phong Nhạc xong xuôi, xưng hắn là Phạm Công Tử được rồi.
Người hầu hoàng gia lại nghĩ rằng hắn họ Phạm, không phải Phạm, như vậy giảm bớt cho việc hắn phải giải thích. Tôi tên là Phạm Nhất Trần, Phạm gia chúng tôi chỉ có mấy trăm hộ ở tỉnh Giang Nam, làm chút buôn bán nhỏ, anh không biết cũng rất bình thường. Mạc Phạm bình tĩnh nói. Phạm Nhất Trần là một bạn học học cùng đại học với hắn, là tâm phúc bên cạnh Lâm Khuynh Thiên kẻ địch lớn nhất của hắn, nhà mở cửa hàng đá quý tên Ngọc Thạch, ánh mắt rất độc ác, ngoại hiệu là người đa mưu. Thủ đoạn mà Lâm Khuynh Thiên dùng trên người hắn, phần lớn là Phạm Nhất Trần giúp anh ta bày mưu tính kế. Hắn dùng cái tên này, hẳn là không có vấn đề gì. Đệ tử hoàng gia này cười kiêu ngạo, sau đó thoải mái hơn. Ngay cả chính thống của Mộc gia cũng bị anh ta dẫm dưới chân, anh ta không biết một tiểu gia tộc ở Giang Nam cũng rất bình thường. Xác định thân phận của Mạc Phàm không bằng Mộc Phong Nhạc, anh ta nâng cao cằm, giọng điệu rét lạnh vài phần. Nếu là như vậy, vậy tôi phải nhắc nhở Phạm công tử một câu, tới nơi này tham gia hội giao dịch không chỉ có người bình thường, có một số người hoàng gia chúng tôi không đắc tội nổi, nếu đắc tội những người khác, hoàng gia chúng tôi chưa chắc đã bảo vệ được cậu, cho nên Phạm công tử cố gắng cẩn thận chút, có đôi khi nhìn trái lại là hành động sáng suốt. Mạc Phàm khẽ nhếch miệng, cười nhạt một tiếng, không nói gì. Hắn không tức giận, tiểu hồ ly trốn trong túi áo hắn lại tức đến nghiến răng. Mộc đầu, có cần ta cắn chết người đó không? Mạc Phàm lắc đầu, chỉ là con chó ỷ thế người mà thôi, giết anh ta không bằng giết chủ nhân của anh ta. Mộc Phong Nhạc lạnh lùng liếc nhìn đệ tử hoàng gia một cái, trong mắt đều là lửa giận. Vậy mà tên tiểu nhân nịnh nọt này cứ thích châm chọc Mạc Phàm, đợi ngày mai thân phận Mạc Phàm lộ ra, không biết đệ tử hoàng gia này còn cười đắc ý được không? Đệ tử hoàng gia này cũng không để ý tới Mạc Phàm, một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, hoàn toàn không cần để ý tới. Không lâu sau, ba người đi đến cửa nhà hàng Liên Hoan. Nhà hàng xây ở giữa hồ, cao 3 tầng, hoàn toàn theo phong cách kiến trúc cổ xưa, có chút tương tự đình Hồ Tâm, khắp nơi đều treo đèn lồng. Mỹ nữ phục vụ ra vào đều mặc sườn xám màu trắng có hoa xanh, ngực cao ngất, khẽ mở miệng lộ ra hàm răng tuyết trắng, phía dưới xẻ tà lộ ra cái đùi tuyết trắng mượt mà. Mặt mỗi người đều nõn nã, như sứ thanh hoa cảnh Đức Trấn tạo ra, đoan trang lại không mất đi mị hoặc. Nơi Liên Hoan ở trong sảnh yến hội lớn nhất. Liên Hoan ở bên trong, hai người vào đi, thân phận của tôi quá thấp, chỉ có thể đưa đến đây. Đệ tử hoàng gia cười nói, trong mắt hiện lên chút giảo hoạt. Mộc Phong Nhạc nghe thấy câu này, lập tức liếc đệ tử hoàng gia một cái, cười đắc ý. Cuối cùng cũng biết thân phận của mình là gì rồi hả? Mạc Phàm nhíu mày, nhìn lướt qua người hầu hoàng gia tiếp khách ở cửa. Người này không phải ai khác, đúng là đệ tử hoàng gia gầy hơn đón bọn họ từ trên phi cơ đến nơi ở. Đệ tử hoàng gia này hơi nhếch môi cười bất thiện, nhìn chằm chằm Mộc Phong Nhạc và Mạc Phàm. Hắn và Mộc Phong Nhạc vừa mới đi tới cửa, muốn vào nhà hàng. Ngại quá, Mộc thiếu, Phạm công tử, vị trí bên trong đầy rồi, cho nên nếu hai người muốn tham gia liên hoan mà nói, chỉ có thể đợi khách rời đi mới có thể vào, nếu không vào trong chỉ có thể đứng. Hai người là khách quý của hoàng gia chúng tôi, đâu thể để hai người đứng được, mời hai vị đợi một lát. Đệ tử hoàng gia này cười nói. Mạc Phàm nheo mắt, hai mắt lóe lên hàn quang. Chó cắn người cũng phải có mức độ, hắn tới đây giết chủ nhân bọn họ, không ngại giết thêm cả chó luôn. Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc sửng sốt, mãi mới phản ứng kịp, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Để bọn họ ở nơi kém cỏi nhất còn chưa tính, ngay cả liên hoan cũng chắn bọn họ ở ngoài cửa. Sốt cuộc hai người các anh muốn làm gì? Hai đệ tử này cười đắc ý, Mộc Phong Nhạc làm việc giúp hoàng gia bọn họ, chỉ anh ta không sao, hoàng thiếu bọn họ lại chết ở Đông Hải, Mộc Phong Nhạc này có can đảm tới hội giao dịch, còn ngu ngốc hỏi bọn họ muốn làm gì. Hôm nay chỉ gây khó dễ cho Mộc Phong Nhạc, đợi hội giao dịch ngày mai, xem gia chủ thu thập anh ta thế nào. Còn Phạm Nhất Trần bên cạnh này, nếu theo Mộc Phong Nhạc đến, chỉ có thể cùng bị khinh bỉ như Mộc Phong Nhạc. Ai bảo cậu ta không có mắt đi cùng Mộc Phong Nhạc làm chi, còn không phải danh môn vọng tộc gì. Mộc thiếu, anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, không phải chúng tôi cố ý gây khó dễ, thật sự bên trong ngồi đầy rồi, anh là thiếu gia của Mộc gia, chúng tôi chỉ là người hầu của hoàng gia, cho dù có 10 lá gan cũng không dám lừa anh. Đệ tử hoàng gia này cười gian nói. Chuyện này là lỗi tại tôi, chúng tôi nên sớm đi gọi hai người tới tham gia liên hoan, đến sớm một chút chắc chắn còn chỗ. Một đệ tử hoàng gia khác giả mù sa mưa nói,
ngoài miệng thì nói là lỗi tại anh ta, nhưng trên mặt không có chút áy náy nào. Ai nói không phải chứ, đến sớm một chút chắc chắn có vị trí, giờ thì hay rồi. Nhìn dáng vẻ đắc ý của hai người, Mộc Phong Nhạc tức đến mức nghiến răng. Sao anh ta có thể không nhìn ra, rõ ràng hai người này muốn đùa giỡn anh ta, hơn nữa là hoàng gia bày mưu đặt kế, nếu không hai người kia không dám làm càn như vậy. Anh ta thay mặt Mộc gia tham gia hội giao dịch không ít lần, có khi nào chịu tức như vậy? Các anh tránh ra, chúng tôi vào đó xem, nếu không còn chỗ trống, chúng tôi lập tức rời đi. Chuyện này không được đâu, Mộc thiếu như vậy là làm khó chúng tôi rồi, nhỡ đâu có người nhìn thấy anh đứng ăn cơm, chúng tôi sẽ bị dọa sợ mất. Đệ tử hoàng gia hơi gầy kia tội nghiệp nói. Anh, Mộc Phong Nhạc nắm lấy áo đệ tử hoàng gia này, hai mắt gần như phun ra lửa. Lúc này có đám người đi từ xa tới, một người nhìn thấy ánh mắt giết người của Mộc Phong Nhạc, khóe miệng cong lên nụ cười tà mị. Ôi, đây không phải là Mộc thiếu sao, chuyện gì làm anh tức giận như thế, vậy mà chút giận lên người hoàng gia, đúng là càng ngày càng có bản lĩnh rồi. Mộc Phong Nhạc nheo mắt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái, lông mày nhíu lại, buông lỏng đệ tử hoàng gia kia ra, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm người thanh niên này. Tiêu Dật Trần, anh dám tới nơi này sao? Nhà Tiêu Dật Trần buôn bán dược liệu nhiều thế hệ, rất nổi tiếng ở Hoa Bắc và gần thủ đô, thực lực ngang bằng Mộc gia bọn họ. Bởi vì Mộc gia bọn họ làm buôn bán về chữa bệnh, có lui tới với Tiêu gia, khó trách xung đột va chạm. Trong hội giao dịch năm trước, anh ta đoạt được hoàng tinh trăm năm từ tay Tiêu Dật Trần. Tiêu Dật Trần vì khối hoàng tinh này ghi hận anh ta trong lòng, dùng thân phận thiếu phu nhân của Tiêu gia tán bạn gái anh ta. Sau khi Tiêu Dật Trần ngủ xong hôm sau ném cho thuộc hạ, còn gửi đoạn video clip thiếu nhi không nên xem cho anh ta. Lúc ấy anh ta vô cùng tức giận, thiếu chút nữa thuê người giết Tiêu Dật Trần. Tiêu Dật Trần nhìn thoáng qua mấy người mặc trang phục luyện võ đứng sau anh ta, sờ sờ mũi, cười thoải mái. Đây không phải là hội giao dịch Mộc gia các anh tổ chức, vì sao tôi không thể tới, trái lại lá gan của anh không nhỏ đâu, tôi nghe nói anh khiến Hoàng Thiếu Thiên chết ở Đông Hải. Còn dám ra tay với người hầu của hoàng gia ở hoàng gia, tôi thấy anh không muốn sống về Mộc gia nữa rồi. Hừ, sắc mặt Mộc Phong Nhạc trầm xuống, không để ý đến Tiêu Dật Trần. Quả thật vừa rồi anh ta quá kích động, kết cục đắc tội hoàng gia, anh ta là người hiểu rõ nhất. Nếu Mạc Phàm có thể diệt hoàng gia, giết sạch hoàng gia là tốt nhất, nếu không giết được, anh ta cũng gặp tai họa rồi. Khả năng sau, theo ý anh ta không nhỏ đâu. Đệ tử hoàng gia kia chỉnh quần áo, cười cung kính với Tiêu Dật Trần. Cảm ơn Tiêu thiếu khuyên bảo. Nhấc tay chi lao, không đáng nhắc tới. Tiêu Dật Trần khoát tay nói. Tiêu thiếu tới tham gia liên hoan đúng không, mời vào trong, vị trí của anh đã sớm giữ cho anh rồi. Đệ tử hoàng gia này cung kính làm tư thế mời. Mắt Mộc Phong Nhạc mở to, quả đấm nắm chặt vang lên tiếng răng rắc. Không phải anh nói bên trong không còn chỗ rồi sao? Là không còn chỗ cho Mộc thiếu và Phạm công tử, nhưng sao có thể thiếu vị trí của Tiêu thiếu được? Đệ tử hoàng gia không kiêng nể gì nói, lại nói với Tiêu Dật Trần. Tiêu thiếu, mời vào trong. Tiêu Dật Trần nhướn mày, thấy vẻ mặt Mộc Phong Nhạc âm u, mỉm cười nói. Hóa ra Mộc thiếu tức giận là vì không còn chỗ, hay là như vậy đi, tôi tặng cho anh một vị trí, chuyện tôi ngủ với bạn gái anh lúc trước, chúng ta xóa bỏ nhé. Tiêu Dật Trần không nhắc đến thì không sao, vừa nhắc tới chuyện này mắt Mộc Phong Nhạc muốn phun lửa, xuất hiện sát ý. Có gan anh lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Anh ta tự nhận mình không phải là người tốt, nhưng thật lòng với bạn gái, nếu không xảy ra chuyện đó, có khả năng bọn họ đã kết hôn rồi. Ô ô, Mộc thiếu tức giận, xem ra anh không định hòa giải với tôi, đúng lúc tôi cũng nghĩ như vậy. Tiêu Dật Trần không sợ hãi, cười trêu tức nói. Mộc Phong Nhạc đoạt khối hoàng tinh của anh ta ngủ với bạn gái của Mộc Phong Nhạc, anh tới tôi đi, công bằng công chính, anh ta lại không sai, vì sao phải hòa giải? Huống chi không biết ngày mai Mộc Phong Nhạc còn sống hay không? Anh ta cười khẽ, đi vào trong nhà hàng với mấy tên thuộc hạ vây quanh. Một chân anh ta mới bước vào nhà hàng, lại quay đầu, cười liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Phạm công tử đúng không, bàn của tôi còn chỗ trống. Cậu có nể mặt đi vào cùng tôi hay không? Nếu muốn trêu đùa Mộc Phong Nhạc, vậy phải đùa giỡn Mộc Phong Nhạc Sơn cùng Thủy Tận mới vui. Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc ngẩn ra,
lửa giận trong mắt lại dâng thêm vài phần, nhưng không có biện pháp, Mạc Phàm không phải là người anh ta có thể thao túng. Đệ tử Hoàng gia thấy Tiêu Dật Trần vươn cành ô, Lưu gia với Mạc Phàm, một tên béo hơn vội mở miệng nhắc nhở. Phạm công tử, cậu không nghe thấy sao, Tiêu Thiếu dẫn cậu vào trong đó, còn không nhanh cảm ơn Tiêu Thiếu rồi vào với anh ấy, cậu đi theo Mộc Thiếu, không biết lúc nào mới được ăn cơm đâu. Anh ta đã biết lai lịch của Mạc Phàm, một gia tộc vô danh làm ăn buôn bán nhỏ, tới nơi này tham gia hội giao dịch, không phải là tới thấy người xác bắt quàng làm họ sao. Tiêu Dật Trần vì muốn làm Mộc Phong Nhạc mất mặt, mượn sức Mạc Phàm, chuyện này đối với Mạc Phàm mà nói tuyệt đối là một cơ hội. Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Bị gọi là Phạm công tử, hắn thật sự không thích ứng, có cảm giác như làm người khác. Chắc nơi này không có Phạm công tử thứ hai đâu, thế nào, Phạm công tử, không chịu cho Tiêu Dật Trần tôi mặt mũi sao? Tiêu Dật Trần hơi bất mãn nói. Tiêu Dật Trần anh ta là ai chứ? Có không biết bao nhiêu phụ nữ muốn lên giường với anh ta, có bao nhiêu đệ tử thế gia muốn bám víu vào anh ta nữa? Anh ta muốn dẫn Mạc Phàm đi vào, hoàn toàn là ôm tâm tư trêu chọc Mộc Phong Nhạc, nếu không anh ta đã không thèm liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm còn giả ngu trước mặt anh ta, đúng là buồn cười. Thế chỉ sợ anh không có mặt mũi lớn như vậy, bảo tôi nể mặt anh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tất nhiên là hắn biết Tiêu gia, long đầu về dược liệu, hơn 50% dược liệu ở Hoa Hạ từ Tiêu gia mà ra. Xưởng dược nhà bọn họ làm buôn bán thuốc. Hắn cũng hiểu biết một chút về những chuyện này. Nhưng mặt mũi Tiêu gia còn chưa đủ lớn. Những lời này vừa vang lên, gần như mọi người ở cửa nhà hàng khiếp sợ. Hai đệ tử Hoàng gia cười lạnh lùng, Phạm gia đúng là nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả Tiêu Dật Trần Tiêu Thiếu gia cũng không biết. Một cơ hội tốt như thế, không chỉ lãng phí vô ích, có khi sau này Phạm gia còn gặp tai họa, dám làm Tiêu Dật Trần mất mặt. Vài thuộc hạ bên cạnh Tiêu Dật Trần cười khinh thường. Mặt mũi của Tiêu Thiếu bọn họ không đủ lớn, khẩu khí của tiểu tử này thực không nhỏ. Được lắm, vậy cậu ở bên ngoài đợi xem, có cơ hội chúng ta lại tâm sự. Sắc mặt Tiêu Dật Trần hơi trầm xuống, lập tức khôi phục bình thường, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy thâm ý một cái, đi vào trong. Một tiểu tử gia tộc vô danh, vậy mà dám làm anh ta mất mặt, đợi hội giao dịch kết thúc, xem anh ta thu thập thế nào. Chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đám Tiêu Dật Trần mới tiến vào, hai đệ tử Hoàng gia híp mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, âm dương quái khí nói. Vừa rồi Phạm công tử đúng là rất trượng nghĩa, vậy mà vì Mộc Thiếu ngay cả mặt mũi Tiêu Thiếu cũng không cho, nếu tôi là cậu, tôi sẽ lập tức đi tìm Tiêu Thiếu quỳ xuống xin lỗi, nếu không chỉ sợ Phạm công tử sẽ hối hận cả đời. Đầu năm nay trượng nghĩa có tác dụng rắm gì, đắc tội Tiêu Thiếu sẽ không có trái cây ngon để ăn. Tôi không biết tôi có hối hận hay không, nhưng tôi biết hai người nhất định sẽ hối hận vì chuyện hôm nay. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hôm nay hai người này luôn đâm sau lưng hắn, thực sự nghĩ Mạc Phàm hắn không giết người sao? Hai đệ tử Hoàng gia nhíu mày, lắc đầu cười. Khẩu khí của Phạm công tử càng lúc càng lớn, trái lại cậu để chúng tôi nhìn xem, vì sao chúng tôi lại hối hận? Một người trong đó vênh mặt nói. Nơi này là địa bàn của Hoàng gia bọn họ. Cho dù bọn họ là hạ nhân của Hoàng gia, nhưng không phải ai cũng có thể ra tay với bọn họ được. Tới tham gia hội giao dịch có người làm được, nhưng không phải là Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc. Ngón tay Mạc Phàm khẽ cử động, muốn sử dụng pháp thuật, một đám người đi tới. Một người trong đó nhìn thấy Mạc Phàm, vẻ mặt ngẩn ra, bộ dạng vô cùng khiếp sợ. Đây không phải là... Mạc Phàm nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc, hắn liếc mắt nhìn người đến một cái. Trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ. Có sáu đại hán áo đen vây quanh một người, trong mắt mỗi người lóe lên tinh quang, hai người trong đó đã luyện đến nội kình, ánh mắt như đao. Ở giữa là một người đàn ông béo đầu bóng loáng, mặc tây trang giá trị xa xỉ, rõ ràng là ông chủ Lỗ hắn gặp ở Hoàng gia Cửu Hào lúc trước. Gặp được ông chủ Lỗ ở đây, hắn đúng là không ngờ tới. Hai đệ tử Hoàng gia thấy là ông chủ Lỗ, hai mắt sáng lên. Không để ý tới Mạc Phàm nữa, vội vàng đi tới nghênh đón, giống như chó nhìn thấy chủ nhân, vẫy đuôi chào. Ông chủ Lỗ, cuối cùng ông cũng đến rồi, mời vào trong, chúng tôi đã giữ một phòng VIP cho ông rồi. Ông chủ Lỗ nhìn Mạc Phàm, không lập tức nói tên Mạc Phàm, chỉ vào Mạc Phàm hỏi. Bọn họ thì sao? Bọn họ ấy hả?
Một đệ tử hoàng gia lạnh lùng liếc hai người một cái, ngả ngớn nói. Vị này là Mộc Phong Nhạc Mộc Thiếu Mộc gia ở Giang Nam, vị bên cạnh chắc ông chủ Lỗ không biết đâu, Phạm Nhất Trần Phạm công tử Phạm gia ở Giang Nam, cũng như Mộc Thiếu, nhà làm mua bán nhỏ. Phạm công tử, ông chủ Lỗ thầm than trong lòng, may mà vừa rồi ông ta không gọi tên Mạc Phạm gia. Nếu Mạc Phạm dùng tên giả là Phạm Nhất Trần, chắc chắn là có dụng ý của cậu ấy, nếu vừa rồi ông ta nói thẳng thân phận của Mạc Phạm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ông chủ Lỗ quen hai người này sao? Đệ tử hoàng gia thấy vẻ mặt ông chủ Lỗ hơi kỳ lạ, thuận miệng hỏi một câu. Anh đùa giỡn gì thế, sao ông chủ Lỗ có thể quen hai người này được? Một đệ tử hoàng gia khắc nịnh nọt nói. Ông chủ Lỗ là ai, được xưng là Lỗ Lão Hổ ở Hoa Bắc, nắm giữ lượng lớn mỏ than chất lượng tốt và nhiều loại khoáng sản ở Hoa Bắc. Không nói đến một số quặng kim loại hiếm có, chỉ riêng than đã được gọi là hắc kim, đã một lời bốn. Than gầy trong tay ông chủ Lỗ, lại càng là than đá trong tinh phẩm, nghe nói còn tiêu thụ sang những quốc gia khác. Bất luận là thân phận, địa vị Mộc Thiếu, Tiêu Thiếu cũng không thể so sánh được, là khách quý hoàng gia bọn họ mời tới, gia chủ cố ý an bài nhất định phải chiêu đãi cẩn thận, cho dù bọn họ chết cũng phải chiêu đãi ông chủ Lỗ thật tốt. Thân phận của ông chủ Lỗ như vậy, ngay cả Mộc Phong Nhạc đều không có tư cách quen, càng không nói đến Phạm công tử. Ông chủ Lỗ cười lạnh lùng, nếu là bình thường hai đệ tử hoàng gia này nói như vậy, ông ta nhất định rất hưởng thụ, còn thưởng cho bọn họ chút tiền, dù sao ai mà chẳng thích được vuốt mông ngựa. Nhưng người đứng trước mặt ông ta là Mạc Phàm, ông ta chỉ có thể cười ha ha rồi. Không phải bọn họ là khách của hoàng gia sao, vì sao không mời bọn họ vào, còn bắt bọn họ đứng ở đây? Là thế này. Ông chủ Lỗ, bởi vì người tới tham gia hội giao dịch vượt qua dự tính, không đủ chỗ ngồi, hai người bọn họ lại không có trong dự tính, đành phải để hai người đợi một lát, đợi có vị trí trống sẽ mời hai người bọn họ vào. Một đệ tử hoàng gia gầy hơn cười hì hì giải thích. Thật vậy sao? Ông chủ Lỗ nhíu mày hỏi. Bộ dạng ông ta nhìn thật thà phúc hậu, nhưng không có nghĩa là không có đầu óc, hội giao dịch lần này có tổng cộng hơn 200 người tới. Nhà hàng lớn như vậy, sao có thể không chứa nổi 200 người? Cho dù cho chúng tôi 100 lá gan, cũng không dám lừa gạt ông. Một đệ tử hoàng gia cười nịnh nọt nói, không lo lắng chút nào. Đương nhiên bên trong còn chỗ trống, nhưng nếu không phải quan hệ rất tốt, ai sẽ quản chuyện này? Tốt nhất là cậu không gạt tôi, nếu không tôi sẽ ném hai người vào trong hồ cho cá ăn. Ông chủ Lỗ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người một cái, đi đến bên cạnh Mạc Phàm. Vẻ mặt hai đệ tử hoàng gia sửng sốt, mờ mịt. Chẳng lẽ ông chủ Lỗ có quan hệ rất tốt với Mộc Thiếu? Không phải chứ. Hai đệ tử hoàng gia còn chưa suy nghĩ ra là vì sao, ông chủ Lỗ đã tới bên cạnh Mạc Phàm. Ông chủ Lỗ chỉnh quần áo, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy cung kính. Lần trước sau khi ông ta từ Đông Hải quay về Hoa Bắc, vẫn luôn chú ý tới Mạc Phàm. Hơn hai tháng ngắn ngủi, Mạc Phàm cứu sống Tần lão gia tử. Chữa khỏi ung thư, đối địch với Tần gia, chữa khỏi bệnh truyền nhiễm, Tần gia thần phục, đánh bại tên cuồng đồ nước ngoài, trở thành Mạc đại sư của Đông Hải, vân vân. Thế lực của Mạc Phàm chỉ có thể dùng nổ mạnh để hình dung, ông ta chưa từng gặp bất luận người trẻ tuổi nào quật khởi nhanh như Mạc Phàm. Cho dù ông ta được xưng là Lỗ Lão Hổ của Hoa Bắc, cũng phải bái phục Mạc Phàm. Với tốc độ này của Mạc Phàm, chưa đến vài năm, tên Mạc Phàm có thể truyền khắp Hoa Hạ, không ai có thể trêu chọc. Lúc Mạc Phàm đại chiến tên cuồng đồ nước ngoài, ông ta vụng trộm đến Đông Hải nhìn thoáng qua, ba chiêu vô cùng khí phách, đến nay mỗi lần ông ta nghĩ lại sẽ nổi da gà toàn thân, trong lòng còn sợ hãi. Cho dù hiện giờ Mạc Phàm ở Tấn Châu Hoa Bắc, ông ta cũng không thể trêu vào. Phạm công tử, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Một câu này vang lên, ở cửa khách sạn, cho dù là Mộc Phong Nhạc hay đệ tử hoàng gia, tất cả đều sửng sốt. Đây là tình huống gì thế? Mộc Phong Nhạc biết thân phận của Mạc Phàm, nhưng thân phận của Mạc Phàm cao tới đâu, cũng chỉ giới hạn ở Đông Hải, đến Giang Nam đã không thể dùng được, càng không nói đến Tấn Châu Hoa Bắc cách tỉnh Giang Nam ngàn dặm. Ông chủ Lỗ này là đại lão tiếng tăm lừng lẫy ở Hoa Bắc, cho dù hoàng gia cũng phải cung kính với ông ta, không dám có một chút thất lễ. Ông chủ Lỗ lại khách sáo với Mạc Phàm như vậy, đâu còn là Lỗ Lão Hổ của Hoa Bắc, rõ ràng giống như chó Nhật. Chuyện này, làm sao có thể?
Trong mắt hai đệ tử hoàng gia tràn đầy vẻ khó tin, miệng há to, mãi mà không nói nên lời. Bọn họ không ngờ ông chủ Lỗ lại quen Phạm công tử, hơn nữa dáng vẻ vô cùng cung kính với Phạm công tử này. Rốt cuộc Phạm gia này làm cái gì? Hai người mờ mịt nghĩ. Cũng tạm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn ông chủ Lỗ một cái, lạnh nhạt nói. Ông chủ Lỗ, có phải ông lầm rồi không? Phạm công tử này chỉ là người của một gia tộc vô danh. Một đệ tử hoàng gia vội nói. Nếu Phạm công tử này có quan hệ tốt với ông chủ Lỗ, vậy sẽ như lời Mạc Phàm vừa nói, bọn họ thật sự sẽ hối hận. Ông chủ Lỗ nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn đệ tử hoàng gia một cái. Cậu nói mắt tôi bị mù sao? Không phải, tôi không có ý đó. Đệ tử hoàng gia này vội vàng giải thích, mặt xám như cho tàn. Ông chủ Lỗ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhiệt tình nói với Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, hai người ở biệt thự số mấy, chỗ tôi có mấy hũ rượu Tấn Châu trăm năm, đợi lát nữa tiệc liên hoan kết thúc, tôi bảo người mang qua đó một ít. Nếu gặp được Mạc Phàm ở đây, kiểu gì cũng phải nịnh bợ một phen. Đợi Mạc Phàm đứng đầu nước, ông ta muốn bám víu cũng khó có khả năng. Số 123, nhưng mà ông chủ Lỗ đừng mang nhiều quá, chỗ của tôi nhỏ, không chứa nổi. Mạc Phàm cười nói. Số 123. Ông chủ Lỗ sửng sốt, lúc tới đám mỹ nữ hoàng gia tiếp đón từng nói với ông ta, biệt thự hoàng gia từ số 1 trong hồ đến cuối cùng, tổng cộng có 123 cái, từ nhỏ đến lớn, phòng càng ngày càng nhỏ, cấp bậc cũng càng ngày càng kém. Thậm chí phòng cuối cùng còn không bằng khách sạn thuê ở ngoài, bình thường không có người ở, nếu có người ở, hẳn là người này đắc tội hoàng gia, Mạc Phàm lại được sắp xếp tới số 123, phòng kém nhất. Ông chủ Lỗ nhướng mày, trong mắt hiện lên giận dữ. Hoàng gia các cậu chiêu đãi khách như vậy sao? Vẻ mặt hai đệ tử hoàng gia ngẩn ra, sắc mặt vô cùng khó coi, giống như gan heo bị phơi nắng vài ngày, trên mặt không còn đắc ý khi trêu đùa đám Mạc Phàm nữa. Ông chủ Lỗ, chúng tôi không biết Phạm công tử là bạn của ông. Một người trong đó cẩn thận nói, thở cũng không dám thở mạnh. Nếu biết Mạc Phàm có giao tình với ông chủ Lỗ, còn rất sâu, chắc chắn bọn họ không dám để Mạc Phàm ở nơi đó, còn ngăn cản Mạc Phàm ở bên ngoài nhà hàng. Hiện giờ biết rõ rồi chứ, biết nên làm thế nào chưa? Ông chủ Lỗ lạnh lùng nói. Hai người thoáng nhìn nhau, cùng hiểu ngầm đi đến bên cạnh Mạc Phàm. Cúi đầu không dám nhìn Mạc Phàm. Phạm công tử, chúng tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong cậu đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với đám hạ nhân chúng tôi. Hai người này luôn cúi đầu, Mộc Phong Nhạc ở bên cạnh Mạc Phàm như chút được giận, lạnh lùng nhìn hai người này chằm chằm. Hôm nay hai người này luôn gây khó dễ cho anh ta, ở nơi tồi tàn, con mẹ nó cơm cũng không cho ăn, anh ta đã sớm không chịu nổi. Không phải vừa rồi rất hung hãn sao? Sao không hung hãn tiếp đi? Phạm công tử, cậu xem xử lý hai người này thế nào, ở đây tôi còn có chút tư cách nói chuyện. Ông chủ Lỗ vỗ ngực, tự tin nói. Ông ta ở Đông Hải xấu mặt mà về, nhưng ở Tấn Châu Hoa Bắc, Lỗ lão hổ ông ta giống một tiếng, ngay cả tổ địa hoàng gia cũng sẽ rung chuyển, chỉ là hai thuộc hạ của hoàng gia mà thôi, cho dù giết bọn họ, hoàng gia cũng không dám làm gì. Hai đệ tử hoàng gia vừa nghe ông ta nói vậy, sắc mặt tái mét. Phạm công tử tha mạng, chúng tôi đều là hạ nhân, chỉ phụng mệnh làm việc, tôi lập tức đổi biệt thự khác cho hai người. Đúng vậy, chúng tôi sẽ đổi ngay lập tức, mong Phạm công tử thương xót đám hạ nhân chúng tôi. Một người khác nói theo, bộ dạng vô cùng đáng thương. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, trên mặt không có một chút thương hại. Khi Phạm sai lầm thì cao cao tại thượng, khi biết sai nói một câu mình là thuộc hạ, tự hạ thấp thân phận sẽ xong sao? Vậy chẳng phải nói chó cắn người, thừa nhận mình là chó có thể không chịu trách nhiệm nữa. Nghĩ rất đơn giản, chọc hắn, phải trả giá thật nhiều. Ông xem rồi thu thập đi, ông chủ Lỗ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hai hạ nhân của hoàng gia, còn chưa đến mức tự hắn phải ra tay. Được. Ông chủ Lỗ cười gật đầu, khoát tay với đại hán áo đen sau lưng. Đánh gãy chân hai người này. Rồi ném vào trong hồ. Dạ, lão đại. Hai đại hán áo đen không chút do dự đi tới, đi về phía hai đệ tử hoàng gia. Cơ thể hai đệ tử hoàng gia run rẩy, giống như bị sét đánh. Trong chớp mắt, ruột đều đã đứt. Hoàng gia ra lệnh cho bọn họ trừng phạt Mộc Phong Nhạc, bọn họ trêu chọc vào Mạc Phàm làm gì chứ?
Cá trong hồ cũng không phải là ngồi không. Phạm công tử tha mạng, tha mạng. Hai đại hán kéo hai đệ tử hoàng gia đi đến bên hồ. Chỉ trong phút chốc, hai tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên. Bùm bùm, hai người bị ném vào trong hồ nước. Phạm công tử, tôi ở biệt thự hai tầng, nếu cậu không chê, tối nay ở chỗ tôi nhé. Ông chủ lỗ nhiệt tình nói. Cũng được. Mạc Phàm gật đầu. Về chỗ ở, hắn không có yêu cầu gì, ông chủ lỗ nhiệt tình như vậy, không phải hắn không nhìn ra được. Ông chủ lỗ cảm thấy vui vẻ, vội vàng ra lệnh với hai thuộc hạ. Lập tức bảo người hoàng gia dọn dẹp phòng ngủ chính ở tầng 2, dọn dẹp sạch sẽ một chút. Dạ. Hai người cung kính gật đầu, xoay người rời đi. Phạm công tử, chúng ta vào thôi, lần trước đi vội quá không kịp tạm biệt, còn chưa nhận lỗi với cậu hẳn hoi, nếu cậu đến Tấn Châu, nhất định không cần khách sáo. Ông chủ lỗ cười hì hì nói, vô cùng khách sáo với Mạc Phàm. Mạc Phàm cười nhạt, nếu ông chủ lỗ này biết hắn tới diệt hoàng gia, không biết còn nhiệt tình như vậy không? Bọn họ còn chưa tiến vào nhà hàng, di động của ông chủ lỗ vang lên, ông ta lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, vẻ mặt thay đổi. Phạm công tử, tôi đi nhận điện thoại. Ừm, Mạc Phàm đáp. Ông chủ lỗ đi sang một bên nghe điện thoại, một lát sau vẻ mặt áy náy đi tới. Phạm công tử, thật xin lỗi, tạm thời tôi có việc gấp phải xử lý, tôi sẽ bảo thuộc hạ đưa hai người vào, đợi tôi xong việc sẽ lập tức tới tìm hai người. Không sao, ông đi bận việc của ông đi. Mạc Phàm nhíu mày, nói. Ông chủ lỗ gật đầu, vội vàng dẫn hai cao thủ cấp bậc nội kình rời đi. Có hai thuộc hạ đi theo, Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc vào trong nhà hàng, đi vào trong phòng VIP ở trên tầng dùng rèm tre và bình phong vây quanh. Nơi liên hoan ở tầng 2, ở giữa là sân khấu, có một số mỹ nữ mặc váy dài đang nhảy múa, người liên hoan ngồi vây quanh sân khấu. Hai người Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc mới tiến vào phòng VIP, trong một căn phòng đối diện. Bên cạnh Tiêu Dật Trần, một người thân hình gầy khô, ánh mắt sáng ngời dị thường nhíu mày, tiến đến bên cạnh Tiêu Dật Trần. Thiếu gia, Mộc Phong Nhạc và Phạm công tử kia đến đây, ở phòng VIP đối diện. Hả? Tiêu Dật Trần đang nói chuyện phiếm với đám đại thiếu hoa gia, nghe thấy thuộc hạ nói, khẽ nâng mí mắt nhìn phòng VIP đối diện, lông mày nhíu lại, lập tức cười nói. Nhanh như vậy đã được vào, hai người này giẫm cứt chó sao? Anh ta tưởng rằng ít nhất phải đợi một tiếng, đợi anh bọn họ ăn xong đã, hai người này mới có thể tiến vào, anh ta cũng đùa giỡn một phen. Hẳn là vệ sĩ của anh ta đuổi hai đệ tử hoàng gia đi, có cần chúng tôi giáo huấn hai tên tiểu tử kia không? Người đàn ông gầy khô nhìn lướt qua đại hán áo đen bên cạnh Mạc Phàm nói. Mộc Phong Nhạc thì không cần phải nói, là kẻ địch với Tiêu Thiếu bọn họ. Còn Mạc Phàm, một tên vô danh tiểu tốt cũng dám không cho Tiêu Thiếu bọn họ mặt mũi, đúng là ăn tim gấu mật hổ, tất nhiên không thể tha thứ. Bên cạnh hai người chỉ có hai vệ sĩ, đều là người bình thường, ngay cả nội kình cũng chưa luyện đến, bên bọn họ chọn bừa một cao thủ nội kình hay trúc cơ kỳ, có thể dễ dàng giáo huấn hai người kia. Không cần sốt ruột, để hai người đó ăn gì lót dạ trước đã, dù sao tối nay còn dài, còn nhiều thời gian để giáo huấn bọn họ mà. Tiêu Dật Trần thu hồi ánh mắt, uống một hớp rượu, cười đắc ý nói. Hội giao dịch lần trước do Mộc gia tổ chức, anh ta không thể làm gì được, lần này ở Hoàng gia, dựa vào bản lĩnh, hai người có thể lật được cành hoa nào. Dạ, người đàn ông gầy khô gật đầu, trong mắt lóe sáng, lóe lên ánh sáng lạnh lạnh lùng nhìn hai người. Mạc Phàm vừa ngồi xuống, giống như cảm nhận được ánh mắt của thuộc hạ Tiêu Dật Trần nên liếc mắt một cái, cười khinh thường. Tiêu Dật Trần. Mộc Phong Nhạc nhìn theo ánh mắt Mạc Phàm, trong mắt hiện lên giận dữ. Ăn cơm đi. Mạc Phàm cười nói. Mộc Phong Nhạc nghiến răng, bắt đầu ăn cái gì, biểu cảm trên mặt ước gì có thể xé xác Tiêu Dật Trần thành tám mảnh, nuốt vào. Tiểu Hồ Ly vừa nghe Mạc Phàm nói ăn cơm, nhảy từ trong túi ra, bắt đầu liếc nhìn đồ ăn trên bàn. Một tiếng sau, trong nhà hàng bắt đầu có người rời đi, Mạc Phàm cũng ăn cơm xong. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi, có rất nhiều người ngăn ở cửa, đúng là Tiêu Dật Trần. Ngoại trừ anh ta ra, còn có mấy công tử đại tiểu thư cùng đi đến. Mộc Thiếu, Phạm công tử, hai người muốn đi đâu, không phải là muốn đi về ngủ đấy chứ, không tham gia hội giao dịch nhỏ sao? Chúng tôi đi hay không hẳn là không liên quan đến anh. Mộc Phong Nhạc nghiến răng nói.
hai mắt hung dữ nhìn Tiêu Dật Trần chăm chú. Đương nhiên là có liên quan, nếu các anh đi đến hội giao dịch nhỏ, đúng lúc chúng tôi cũng cùng đường, nếu anh quay về ngủ, vậy anh sẽ bỏ qua một thứ tốt, ở chỗ tôi còn có một video clip thiếu nhi không nên xem, gần đây tình hình kinh tế khó khăn, chuẩn bị đổi lấy ít tiền trong hội giao dịch, bên trong đều có đủ loại hình ảnh hạn chế. Chẳng lẽ anh không muốn lấy hết những ảnh chụp đó về? Tiêu Dật Trần lấy ra một xấp đĩa, khóe miệng nhếch lên, cười dâm nói. Mấy phú nhị đại ở bên cạnh sáng mắt lên, đều lộ ra ánh mắt cực nóng. Là giáo viên sao, cô Thương hay cô Vũ vậy? Vẻ mặt Chu Hoa đại thiếu Chu gia tương đối bị ổi tò mò hỏi. Cô Thương hay cô Vũ có gì đẹp mà đấu giá, phố lớn ngõ nhỏ chỗ nào mà chẳng mua được, trong tay tôi là một đại mỹ nữ nổi tiếng ở Giang Nam, đợi các anh đấu giá được sẽ biết, đảm bảo kích thích hơn cô Thương, cô Vũ gì đó, nói không chừng cầm video clip này còn ngủ được với đại mỹ nữ đó, số lượng không nhiều lắm, ai tới trước thì được. Tiêu Dật Trần nhìn Mộc Phong Nhạc, cười đắc ý nói. Thật vậy sao, vậy tôi ra 100 tệ. Chu Hoa vươn một tay ra, cười trêu tức nói. 100 nhiều quá, ít thôi, tôi ra 50. Một tên nhà giàu khác ồn ào theo. Tiêu Dật Trần, con mẹ nó anh là tên khốn nạn, không phải anh nói đã tiêu hủy những video clip đó rồi sao? Mộc Phong Nhạc tức đến mức toàn thân phát run, giận dữ hét. Cho dù dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, anh ta cũng biết nữ chính bên trong là ai, chắc chắn là bạn gái cũ của anh ta. Lần trước Tiêu Dật Trần này dùng video clip áp chế, lừa Hoàng Tinh trăm năm đi, lúc ấy Tiêu Dật Trần luôn miệng nói đã tiêu hủy video clip, ai biết lại mang ra ở hội giao dịch này. Đã tiêu hủy, tôi cũng không biết mình sao mấy cái đĩa này khi nào, trước khi tới hội giao dịch đúng lúc được tôi tìm thấy, tôi liền mang đến cho anh. Tiêu Dật Trần vô tội nói. Anh, Mộc Phong Nhạc tức giận đến mức không nói nên lời, Tiêu Dật Trần này đúng là quá đê tiện vô liêm sỉ. Bây giờ anh đi theo chúng tôi được chưa? Tiêu Dật Trần cười nói. Tôi đi tham gia hội giao dịch nhỏ với các người. Mộc Phong Nhạc nắm chặt tay thành quả đấm nói. Nếu những video clip rơi vào trong tay đám nhà giàu, không biết bạn gái cũ của anh ta sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù Mạc Phàm không đi, anh ta cũng phải đi một chuyến. Vậy là được rồi, chúng ta đi thôi. Biểu cảm của Tiêu Dật Trần như trẻ con dễ dậy, vỗ bả vai Mộc Phong Nhạc. Mộc Phong Nhạc nhíu chặt mày, muốn rời đi với Tiêu Dật Trần, bỗng nhiên Tiêu Dật Trần vỗ đầu mình, rời mắt nhìn Mạc Phàm đứng một bên. Thiếu chút nữa đã quên mất, ở đây còn có Phạm Công Tử xuất thân cao quý, Phạm Công Tử, anh có nể mặt theo chúng tôi tham gia hội giao dịch nhỏ hay không? Tiêu Dật Trần vừa nhắc tới mấy chữ Phạm Công Tử, đám nhà giàu đều nhíu mày. Phạm Công Tử, Phạm gia có vẻ lợi hại ở Hoa Hạ sao? Tôi chưa từng nghe nói đến. Những người khác cũng lắc đầu. Còn không phải sao, nghe nói vừa rồi ở bên ngoài Phạm Công Tử nói mặt mũi của Tiêu Thiếu chúng ta không đủ lớn, không nể mặt Tiêu Thiếu chúng ta. Bên cạnh Tiêu Dật Trần, Hoa Thiên Tinh thiếu gia Hoa gia nhìn Mạc Phàm chăm chú cười nói. Cái gì, mặt mũi của Tiêu Thiếu chúng ta còn chưa đủ lớn sao, tiểu tử, có phải cậu điên rồi không? Có người kinh ngạc nói với Mạc Phàm. Tiêu Thiếu là con trai độc nhất của gia chủ Tiêu gia hiện giờ, không chỉ có địa vị, còn có cái đầu kinh doanh. Một công ty gần phá sản dưới tay Tiêu gia giao cho anh ta, trong 2 năm liền đạt giá trị 10 triệu. Bởi vì chuyện này, Tiêu Dật Trần được Tiêu gia khâm định làm gia chủ Tiêu gia nhiệm kỳ tiếp. Trong đám người trẻ tuổi, nếu mặt mũi anh ta còn chưa đủ lớn, vậy không có mấy người mặt mũi đủ lớn. Một đứa bé 16, 17 tuổi, không có dòng họ tiếng tăm gì, cũng dám mạnh miệng như thế, không phải bị điên thì là gì. Đừng nói như vậy, nhỡ đâu Phạm Công Tử này thật sự là người của đại gia tộc nào đó, lát nữa chúng ta sẽ mất mặt mất. Cho dù cậu ta lớn, cũng lớn bằng Tiêu Thiếu chúng ta sao? Khóe miệng Tiêu Dật Trần nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Thế nào Phạm Đại Công Tử, lúc trước cậu không nể mặt, lần này nể mặt không? Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn còn chưa mở miệng, sắc mặt hai thuộc hạ ông chủ Lỗ để lại trầm xuống đi tới. Mạc Phàm là khách quý của cha bọn họ, tất nhiên không thể để Mạc Phàm bị đám người này trêu chọc. Các vị, Phạm Công Tử là... Một đại hán trầm giọng nói. Người này còn chưa nói xong, liền bị Mạc Phàm ngăn cản. Ở đây không có chuyện của các anh lui ra đi. Mạc Phàm cười nói. Dạ, Phạm Công Tử.
Hai đại hán áo đen nhíu mày, vẫn cung kính lùi sang một bên, lạnh lùng nhìn Tiêu Dật Trần chằm chằm. Phạm công tử đây là đồng ý theo chúng tôi đến hội giao dịch nhỏ sao? Tiêu Dật Trần cười hỏi. Không có hứng thú. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mục đích tới lần này của hắn là diệt hoàng gia, lấy yêu linh của mẫu cổ, nếu không phải có tác dụng đặc biệt với hắn, hắn không muốn lãng phí thời gian tham gia hội giao dịch nhàm chán. Từ vài thứ Mộc Phong Nhạc cho hắn, cấp bậc của hội giao dịch này sẽ không khá hơn chỗ nào, tất nhiên hắn không có hứng thú. Những lời giống như một bàn tay tát bóp vào mặt Tiêu Dật Trần. Tươi cười trên mặt những người xung quanh lập tức cứng đờ, Tiêu Dật Trần nhíu mày, hàn ý xuất hiện trong mắt anh ta. Tiêu Dật Trần anh ta là ai chứ, có thể nói là nhất hô bá ứng ở Hoa Bắc, lại bị một tên vô danh tiểu tốt vả mặt hai lần, một lát sau sắc mặt anh ta mới dịu đi chút. Phạm công tử chướng mắt vật phẩm chúng tôi giao dịch sao? Tiêu Dật Trần hỏi lại. Tiêu Dật Trần cười lạnh lùng, liếc mắt ra hiệu với một thuộc hạ. Thuộc hạ gầy khô kia lấy một cái hộp trong dương đại hán phía sau cầm ra. Hộp làm từ gỗ tử đàn, tản ra mùi gỗ nhàn nhạt, chỉ riêng cái hộp này cũng có giá trị xa xỉ. Mở hộp ra, bên trong dùng thủy tinh đặc chế phong bế. Trong thủy tinh, một đóa hoa sen tuyết trắng như băng ngọc nở rộ bên trong. Tuy đóa hoa đã được hái xuống, nhưng không khác gì khi nở rộ. Hoa nở 12 cánh hoa, mỗi cánh hoa đều trong suốt như ngọc, tản ra bạch quang nhàn nhạt, giống như đèn hoa. Đây là thiên sơn băng liên trăm năm sao. Băng liên là dị chủng trong tuyết liên chỉ có thể tìm được trên núi tuyết cao 1.800 m so với mặt biển, tuyết liên lâu năm, đóa hoa có màu vàng xanh hay màu vàng rám nắng. Băng liên trăm năm, dưới độ cao 5.000 m so với mặt biển căn bản không tồn tại, nghe nói phải trên 5.000 m mới có. Băng liên mới sinh chỉ có một cánh hoa, thêm 10 năm sẽ có một cánh, đóa hoa óng ánh, trong trắng còn mang theo sáng bóng. Băng liên được xưng là tiên vật trường sinh bất lão. Cho dù không thần kỳ như vậy cũng có thể làm chậm già đi. Thiên sơn băng liên 10 năm trở lên đã khó có được, Tiêu Dật Trần lại lấy ra một đóa hoa hơn trăm năm, không có mấy ngàn vạn đừng nghĩ lấy được. Bọn họ đều mang đến một số thứ tốt, nhưng so với thiên sơn băng liên trăm năm này, đúng là kém quá nhiều. Tiêu thiếu uy vũ khí phách, vậy mà có thể tìm được thiên sơn băng liên trăm năm. Tiêu gia không hổ là long đầu về dược liệu. Một đám người nhao nhao vỗ mông ngựa Tiêu Dật Trần. Khóe miệng Tiêu Dật Trần nhếch lên, cười hưởng thụ. Phạm công tử, băng liên trăm năm này có lọt vào pháp nhãn cậu không? Tiêu Dật Trần vừa nói những lời này, vẻ mặt đám nhà giàu như xem trò hay. Vừa rồi khẩu khí của tiểu tử này lớn như vậy, bây giờ xem cậu ta xuống đài thế nào. Bọn họ không tin tiểu tử này lấy ra được thứ gì chân quý hơn thiên sơn băng liên trăm năm. Mộc Phong Nhạc cũng nhíu này. Nhân sâm trăm năm dễ tìm, băng liên trăm năm không giống vậy, gần như có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tuy giá trị băng liên không bằng dã sơn tham, nhưng ít hơn. Tiêu Dật Trần ra tay ghê gớm thật, vừa giơ tay ra đã lấy thứ chân quý như vậy. Trong số dược liệu trăm năm anh ta đưa cho Mạc Phàm, không có một cái có thể so sánh được với băng liên trăm năm. Lần này Mạc Phàm khó xuống đài rồi. Mộc Phong Nhạc nghĩ thầm, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đóa băng liên trăm năm, cười nhạt. Nếu là huyết liên trăm năm có lẽ hắn còn động tâm vài phần, huyết liên có thể giúp kích phát huyết mạch hồng liên của hắn. Còn băng liên này, bộ dạng chỉ hơi đẹp. Anh chỉ có thứ này sao? Mạc Phàm cười hỏi. Sao thế, Phạm công tử khinh thường băng liên trăm năm của tôi sao? Tiêu Dật Trần hơi sững sờ, lập tức cười nói. Anh ta đã lấy ra thiên sơn băng liên rồi. Vậy mà tiểu tử này vẫn còn đánh anh ta sưng mặt. Mạc Phàm lắc đầu cười, một tay hắn để dưới bàn, nhẫn trên ngón tay sáng lên, một cái vali xách tay như có ma thuật biến đổi xuất hiện trong tay hắn, được hắn để trên bàn. Hai đại hán áo đen ông chủ Lỗ Sai tới hơi sững sờ, lúc Mạc Phàm tới không mang theo cái gì, cái vali này ở đâu ra. Hai người kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng thành thật đứng sang một bên, không nói một lời. Đám Tiêu Dật Trần thấy Mạc Phàm lấy một cái vali ra, nhìn nhau cười. Tiểu tử này muốn múa rìu qua mắt thợ sao? Phải biết rằng nhà Tiêu Dật Trần là long đầu dược liệu ở Hoa Hạ, một tên tiểu tử vô danh có thể so sánh được sao? Chúng ta phải nhìn thật kỹ, Phạm công tử sắp lấy ra thứ càng chân quý hơn băng liên trăm năm rồi. Hoa Thiên Tinh chào phúng.
cậu ta có thể lấy ra được thứ tốt gì? Nếu cậu ta lấy ra được dược liệu 100 năm, tôi sẽ liếm tất cả chén đĩa trong phòng VIP một lần. Hai tay Chu Hoa để trước ngực, cười tự tin nói. Mộc Phong Nhạc lạnh lùng liếc nhìn đám người này, trong mắt lóe sáng giận dữ. Mạc Phàm mở vali ra, cho một tay vào, khi rút tay ra một khối huyết linh chi trăm năm xuất hiện trong tay hắn. Các anh nhìn thứ này xem, có thể so được với băng liên kia không? Tiểu tử, đây là thứ gì, cậu nhặt được nấm độc từ chỗ nào thế? Chu Hoa nhìn lướt qua đồ trong tay Mạc Phàm, khinh thường nói. Thứ trong tay Mạc Phàm màu đỏ sậm, không khác gì nấm hương cỡ lớn phơi khô, thật sự không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt, màu sắc rực rỡ như vậy, hơn phân nửa là có độc. Chẳng trách anh phải liếm chén đĩa, mắt mù như vậy. Mạc Phàm nói. Tiểu tử, cậu quá coi trọng đồ của cậu rồi, nếu thứ này có giá trị 1 vạn, tôi gọi cậu mấy tiếng ông nội. Chu Hoa cười mỉa nói. Chu Hoa vừa mới nói xong, hai mắt người đàn ông gầy khô phía sau Tiêu Dật Trần sáng lên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đây là huyết linh chi trăm năm. Những lời này như tảng đá lớn rơi vào trong hồ nước, tung tóe ngàn tầng hoa. Cái gì, huyết linh chi trăm năm? Nhãn lực của bọn họ không đủ, không biết huyết linh chi trăm năm, nhưng cơ bản biết sự tồn tại của nó. Huyết linh chi trăm năm có thể kéo dài tuổi thọ, dược liệu sinh tử nhân nhục bạch cốt, sớm đã tuyệt tích. Giá trị của nó băng liên không thể so sánh được. Năm trước ở hội giao dịch lớn, một khối huyết linh chi 50 năm được bán đấu giá với giá 1 triệu, bị một người đàn ông thần bí mua đi, vậy mà Mạc Phàm lấy ra huyết linh chi trăm năm. Có nhầm không vậy? Biểu cảm của Chu Hoa hơi mất tự nhiên, không tin hỏi. Không sai được, chắc chắn là huyết linh chi trăm năm. Thuộc hạ của Tiêu Dật Trần nhìn huyết linh chi chăm chú, nói rất chắc chắn. Sắc mặt Chu Hoa trầm xuống, giống như ăn sống một con gà chết. Anh ta mới nói dược của Mạc Phàm không đáng 1 vạn tệ, anh ta sẽ gọi Mạc Phàm là ông nội, bên này có người nói đây là huyết linh chi trăm năm. Vả mặt thật sự quá nhanh rồi, còn bị người một nhà vả mặt. Sắc mặt đám Tiêu Dật Trần cũng không khá hơn chút nào, không ai cười nổi nữa. Nhất là Tiêu Dật Trần, anh ta chau mày, ánh mắt vô cùng âm trầm. Anh ta định mượn băng liên trăm năm tát Mạc Phàm một cái, ai biết lại bị Mạc Phàm tát ngược lại. Cảm giác làm ra vẻ không thành, khiến anh ta ước gì có thể làm thịt Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn người đàn ông gầy khô phía sau Tiêu Dật Trần, cười khẽ. Có chút nhãn lực, vậy anh nhìn thứ này xem. Mạc Phàm lấy một thứ có kích thước chiếc đũa ra, toàn thân màu vàng óng, có chút giống trùng tử, hay giống như thực vật họ đậu gì đó. Đông trùng hạ thảo trăm năm. Người đàn ông gầy khô sửng sốt, nói tên dược liệu này ra. Vẻ mặt đám Tiêu Dật Trần lại khiếp sợ, vẻ mặt cùng thay đổi, như bị tát mạnh một cái. Không sai, nhìn thứ này xem. Mạc Phàm lấy ra một đóa hoa đỏ như máu, đóa hoa to bằng 2 lòng bàn tay, đỏ như ngọn lửa. Thánh khiết hồng đính thiên trăm năm. Người đàn ông kia nuốt nước bọt, tiếp tục nói, bốp. Lại một cái tát đánh vào mặt đám Tiêu Dật Trần. Mạc Phàm cười khẽ. Lấy ra 6-7 loại dược liệu quý hiếm, tàng hồng hoa, tuyết tháp gì gì đó. Bất luận là dược liệu nào đều trên băng liên trăm năm, số năm không dưới trăm năm. 6-7 loại dược liệu như 6-7 cái tát, tát mạnh vào mặt đám Tiêu Dật Trần, tát nhân sinh bọn họ hoài nghi. Ngay cả Mộc Phong Nhạc cũng ngẩn người sửng sốt, những thứ này không phải đồ anh ta đưa cho Mạc Phàm lấy đâu ra những dược liệu chân quý như vậy. Tuy anh ta mờ mịt. Nhưng nhìn đám Tiêu Dật Trần bị ngược thảm như vậy, anh ta cảm thấy rất hả giận. Cho các người hung hãn này. Lấy ra tất cả dược liệu, Mạc Phàm đóng vali lại, liếc mắt nhìn Tiêu Dật Trần một cái. Bây giờ anh cảm thấy chút đồ đó của anh, tôi sẽ để mắt sao? Khóe miệng Tiêu Dật Trần giật giật, nghiến răng, bả vai không ngừng run rẩy, lửa giận thiêu đốt hừng hực trong lòng. Anh ta thân là đại thiếu của Tiêu gia, có khi nào bị ngược thảm như vậy? Nếu bị một số đệ tử đại gia tộc chèn ép, anh ta không còn lời nào để nói. Nhưng chèn ép anh ta là một tiểu tử vô danh, điều này làm anh ta không chịu nổi nhất. Mạc Phàm thấy Tiêu Dật Trần không nói lời nào, cười khẽ. Đi đi, đều là của ngươi, cứ ăn thoải mái. Mọi người sửng sốt vì không rõ chân tướng, chỉ thấy một con tiểu hồ ly toàn thân tuyết trắng, bộ dạng đáng yêu chui từ trong túi Mạc Phàm ra. Nó đi đến bên cạnh đông trùng hạ thảo trăm năm, nuốt đông trùng hạ thảo xuống.
Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, mắt những người khác mở to, tất cả đều sợ ngây người. Sắc mặt đám Tiêu Dật Trần đều trầm xuống, giống như bị trúng đòn nghiêm trọng. Đông trùng hạ thảo trăm năm này có giá trị mấy ngàn vạn đó, rất nhiều người cả đời này đừng nghĩ kiếm được nhiều như thế. Vậy mà Mạc Phàm để một con hồ ly ăn, lông mày không nhăn lại chút nào, ra tay cũng quá hào phóng rồi. Đám bọn họ so với Mạc Phàm, quả thực không bằng đống cặn bã. Vậy mà vừa rồi bọn họ còn không tự mình hiểu lấy coi thường Mạc Phàm, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Chuyện này. Đám người há to miệng, nhưng không thể nói được lời nào. Bất luận là Tiêu Dật Trần hay Mộc Phong Nhạc, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm đều vô cùng khác lạ. Có ghen tị, có phẫn nộ, cũng có tò mò. Lúc này người đàn ông gầy khô phía sau Tiêu Dật Trần mở miệng lần nữa. Đây là linh hồ trăm năm. Trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Cái gì, linh hồ trăm năm? Có người kinh hãi kêu lên. Đám người Tiêu Dật Trần lại sửng sốt, cả đám người nhìn tiểu hồ ly chăm chú, mắt mở to. Người bình thường nuôi sủng vật, nuôi các loại như mèo, chó, thỏ, chim. Kẻ có tiền nuôi chó và chim quý hiếm, thứ nhất là để đỡ cô đơn, thứ hai là biểu lộ thân phận của mình. Người có quyền thế, giống vương tử nước ngoài hay thổ hào đều nuôi một số động vật người bình thường không nuôi được hay không dám nuôi, ví dụ như sư tử, lão hổ, báo và mãnh thú. Ngoại trừ những con này ra, còn nuôi một số sủng vật người thường không biết, đó là linh thú. Linh thú không chỉ toàn thân đều là bảo vật, máu thịt cũng là dược liệu, còn có lực sát thương cường đại. Trùng ngàn năm của hoàng gia, là một ví dụ. Vạn vật đều có linh, linh thú có nhiều chủng loại, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi. Trong mấy trăm vạn thú không nhất định có một linh thú thông minh lanh lợi, mỗi con linh thú đều vô cùng trân quý. Trên hội giao dịch lần trước, từng có người lấy một linh hầu trăm năm ra, tuyên bố chỉ cần là linh dược 500 năm sẽ đổi. Sau đó bị một võ đạo thế gia dùng linh dược 500 năm đổi lấy. Linh dược 500 năm. Tất nhiên giá trị thì khỏi phải nói, mỗi gốc đều vô giá. Vậy mà một con linh thú đổi được linh dược 500 năm, đủ để thấy giá trị của linh thú, có thể nói mỗi linh thú là linh dược còn sống. Linh thú không chỉ rất đáng tiền, chi phí nuôi nấng nó cũng cao dọa người, giống như đông trùng hạ thảo giá trị ngàn vạn tiểu hồ ly vừa ăn, một số đại gia tộc cũng không nuôi nổi. Một lúc lâu sau, đám Tiêu Dật Trần hít vào một hơi khí lạnh, hai mắt tỏa sáng. Trong đó có 3 phần tham lam, 3 phần ghen tị, 4 phần phẫn nộ. Linh dược trăm năm, linh hồ trăm năm, đồ chân quý như vậy lại ở trong tay một tên vô danh tiểu tốt, đúng là lãng phí. Hai tay tiểu hồ ly ôm huyết linh chi trăm năm, lạnh lùng liếc mắt nhìn đám Tiêu Dật Trần một cái. Mộc đầu, ta có thể mộc hóa những người này không? Người ta chỉ mới 16 tuổi, lại bị bọn họ nói thành lão yêu trăm năm. Tiểu hồ ly không hài lòng lắm truyền âm nói. Có thể, nhưng bây giờ không được. Mạc Phàm truyền âm lại. Được rồi. Tiểu hồ ly không làm bừa, tiếp tục tiêu diệt đồ ăn trên bàn. Chỉ trong phút chốc, tất cả những dược liệu Mạc Phàm lấy ra đều chui vào bụng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly sờ sờ bụng, lại nhảy vào trong túi Mạc Phàm. Mộc thiếu, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm cười khẽ, nói với Mộc Phong Nhạc. Tiêu Dật Trần thấy Mạc Phàm muốn rời đi, lông mày nhíu lại. Trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Anh ta chưa từng mất mặt như vậy, bị người ta vả mặt một tới hai, hết hai tới ba, ba lại đánh bốp 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 đến 10, anh ta lại không có năng lực đánh trả. Nhưng anh ta không biết nên ngăn cản Mạc Phàm thế nào, lấy lại những thứ đó trở về. Băng liên trăm năm anh ta dùng để đè Mạc Phàm, ở chỗ Mạc Phàm không đáng một đồng. Thấy Mạc Phàm sắp rời đi, bỗng nhiên hai mắt Tiêu Dật Trần sáng lên, khóe miệng cong lên nụ cười nham hiểm. Phạm công tử, cậu không có hứng thú với đồ trong tay tôi, nhưng trong hội giao dịch có một thứ, cậu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, cho dù cậu không có hứng thú, mỹ nữ trong video clip mà tôi nắm giữ là đại mỹ nữ nổi tiếng ở Giang Nam, người trong lòng của Mộc Thiếu đứng bên cạnh cậu, cậu không muốn xem thử công phu trên giường của mỹ nữ Giang Nam một lần sao, chỉ cần cậu tham gia hội giao dịch nhỏ, tôi sẽ tặng cậu một video clip. Mộc Phong Nhạc vốn đang do dự có nên theo Mạc Phàm rời đi. Hay một mình đi tới hội giao dịch nhỏ. Nghe Tiêu Dật Trần nói vậy, trong chớp mắt lửa giận trong mắt lại dấy lên, trừng Tiêu Dật Trần đầy hung dữ. Tiêu Dật Trần cười, làm như không nhìn thấy Mộc Phong Nhạc. Ở trong mắt anh ta,
Mộc Phong nhạc căn bản không đủ gây sợ. Thế nào, Phạm công tử? Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn có thể hủy diệt tất cả video clip này, căn bản không cần lo nghĩ. Anh nói trên hội giao dịch nhỏ có thứ gì? Tiêu Dật Trần thấy Mạc Phàm có hứng thú, hơi vui vẻ. Vu Sơn Đế Ngọc, không biết Phạm công tử nghe nói đến chưa? Tuy hội giao dịch nhỏ còn chưa bắt đầu, nhưng đều đã tung tin ra những thứ quan trọng, hấp dẫn càng nhiều người tham gia, Đế Ngọc là một trong số đó. Vu Sơn Đế Ngọc, Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Vu Sơn Chi Bắc, Hữu Ngọc danh đế, thực chi bất cơ, thực chi bất chớ, đó là nói Vu Sơn Đế Ngọc. Đế Ngọc không giống những ngọc thạch khác, là tinh khí tiên thiên biến thành, có thể ăn được. Phục dùng Đế Ngọc có thể chống đói, còn không bị nguyền rủa. Đế Ngọc là đồ ăn yêu thích nhất của Thanh Khâu nhất tộc, cũng là một trong những thứ cần để giải nguyền rủa trên người hắn. Không ngờ lại gặp Đế Ngọc ở đây. Trên người hắn có nguyền rủa ngũ quỷ phệ thần, giải càng sớm càng tốt, có Đế Ngọc đi xem cũng không sao cả, tránh để sau này hắn lại phải đi tìm. Chuyện thăm dò mẫu cổ kia, muộn một chút cũng không sao. Không đợi hắn đồng ý, tiểu hồ ly đã truyền âm đến. Mộc đầu, ta muốn ăn Đế Ngọc. Mạc Phàm bĩu môi, nói với Tiêu Dật Trần. Tốt nhất là trong hội giao dịch nhỏ có Đế Ngọc, nếu không có, anh sẽ biết hậu quả, Phạm công tử đi thì biết, tôi đi trước một bước. Tiêu Dật Trần nhếch miệng, rời đi trước. Không chỉ không để lời Mạc Phàm nói ở trong lòng, trái lại còn cười lạnh lùng, nhìn Mạc Phàm giống như con mồi. Một tiểu tử 16, 17 tuổi, có thể làm được gì? Nếu cầm thứ không nên có được, còn muốn mang đi. Những người khác cũng cười nham hiểm, chỉ cần Mạc Phàm đến hội giao dịch nhỏ, còn sợ không lấy lại được mặt mũi sao. Một đám người muốn rời đi. Mạc Phàm cười lạnh lùng, rời mắt nhìn Chu Hoa. Đợi một lát, anh vừa nói rồi, nếu tôi lấy ra được thứ gì trên 100 năm, anh sẽ liếm tất cả chén đĩa một lần, tôi lấy ra được thứ trên 1 vạn, anh nên ăn hết đồ thừa đi, những thứ tôi vừa lấy ra đều đạt yêu cầu cả. Sắc mặt đám Tiêu Dật Trần trầm xuống. Giống như đang vui mừng bị người ta tát trước mặt mọi người. Tiểu tử, mày nghĩ mày là ai, có phải mày muốn gây chuyện không? Chu Hoa nhíu mày, tức giận nói. Cho dù thân phận anh ta không bằng Tiêu Dật Trần, cũng đường đường là Chu thiếu gia, tài sản nhà anh ta có vài tỷ. Thua thì thế nào, sao anh ta có thể liếm chén đĩa, ăn đồ thừa? Gây chuyện sao? Mạc Phàm nheo mắt, hàn quang lóe lên. Muốn chơi xấu với hắn sao? Đâu dễ như vậy. Hắn vẫy tay gọi hai đại hán ông chủ Lỗ để lại. Các anh biết nên làm gì người này rồi chứ? Dạ, Phạm công tử. Hai người đi đến bên cạnh Chu Hoa, mỗi người cầm một tay kéo về, giống như kéo con gà. Anh liếm chén trước, hay ăn đồ thừa trước? Một đại hán trong đó lạnh giọng hỏi. Chu Hoa thấy Mạc Phàm không giống nói đùa, vẻ mặt ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía Tiêu Dật Trần. Tiêu thiếu, cứu tôi. Người đàn ông gầy khô bên cạnh Tiêu Dật Trần liếc nhìn Tiêu Dật Trần như hỏi ý kiến. Tiêu Dật Trần không nhăn mày lại, cũng không để ý tới, xoay người rời đi. Lừa gạt Mạc Phàm tới hội giao dịch nhỏ mới là chính sự, vì Chu Hoa làm chậm trễ chính sự của anh ta, đúng là không đáng giá. Tiêu thiếu. Chu Hoa sửng sốt, trong mắt là khó mà tin nhìn bóng lưng Tiêu Dật Trần, sắc mặt vô cùng khó coi. Đám Hoa Thiên Tinh nhíu mày. Có cảm giác như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Một đám người đều không nói gì, xoay người rời đi theo, để lại Chu Hoa vô cùng hối hận và đám Mạc Phàm. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết truyền từ trong phòng VIP ra. Bên ngoài nhà hàng, nghe thấy tiếng Chu Hoa kêu thảm thiết, trong mắt người đàn ông gầy khô bên cạnh Tiêu Dật Trần lóe lên hàn quang. Tiêu thiếu, có cần ra tay trên đường không? Đừng sốt ruột, đợi hội giao dịch nhỏ kết thúc rồi nói sau. Tiêu Dật Trần lạnh lùng nói. Người đàn ông gầy khô nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Đợi hội giao dịch nhỏ, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Trên hội giao dịch nhỏ, không chỉ đệ tử hoàng gia tham gia, còn có một số phú thiếu thực lực không kém Tiêu Dật Trần chút nào ở đó. Đến lúc đó nếu tin linh hồ 100 năm truyền ra, muốn độc chiếm linh hồ 100 năm là gần như không thể. Anh cho rằng giết tiểu tử kia bây giờ có thể độc chiếm được, đừng quên nơi này là hoàng gia. Giấy không gói được lửa, cho dù linh hồ tới tay, chắc chắn phải chia cho người khác một chút, nhớ đâu tiểu tử kia là đệ tử tông phái nào đó, người ta tìm tới cửa, chúng ta trở thành kẻ chết thay,
nếu không thể độc chiếm linh hồ, vậy thì nhiều thêm vài người, đề phòng ngộ nhỡ. Trong mắt Tiêu Dật Trần hiện lên vẻ thông minh khác hoàn toàn khi ở trong nhà hàng, nói. Nếu nơi này là Tiêu gia bọn họ, vừa rồi khi Mạc Phàm trừng phạt Chu Hoa, anh ta sẽ không do dự bảo người ta ra tay, đáng tiếc nơi này không phải. Nhưng đây đã là tiền trên trời rơi xuống. Một linh hồ trăm năm, dù thế nào cũng đáng giá một linh dược 500 năm. Cho dù không được linh dược 500 năm, cũng không kém quá xa. Nhiều tiền như vậy, nhiều hơn anh ta đau khổ cay đắng kiếm một năm. Lúc này người đàn ông gầy khô mới hiểu ra, trong mắt hiện lên kính nể, quả thật anh ta nghĩ đơn giản quá. Tiêu thiếu cao kiến. Đi thôi, chắc chắn tối nay sẽ kiếm được lời lớn. Tiêu Dật Trần cười tự tin, giống như đã nhìn thấy cảnh linh hồ tới tay. Dạ, Tiêu thiếu. Tiêu Dật Trần mang theo một đám người đi tới hội giao dịch nhỏ. 5 phút sau, Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc ra khỏi nhà hàng, ánh trăng chiếu xuống hồ, hai người chậm rãi đi về phía Tiêu Dật Trần rời đi. Mạc tiên sinh, cẩn thận linh hồ của cậu một chút, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay với linh hồ của cậu. Mộc Phong Nhạc lo lắng nói. Anh ta từng tham gia hội giao dịch nhỏ, anh ta biết không ít chuyện xấu xa trong đó. Nơi diễn ra hội giao dịch nhỏ đều có vẻ hẻo lánh, chuyện này ban tổ chức cũng ngầm thừa nhận. Gần như mỗi lần kết thúc hội giao dịch nhỏ, đều có chuyện không hay xảy ra. Thế lực mạnh một chút còn có thể tìm người ra mặt giải quyết, thế lực kém chỉ có thể nén giận. Đối với chuyện như vậy, ban tổ chức cũng mở một mắt nhắm một mắt. Cho nên rất nhiều thế lực kém sẽ không tham gia hội giao dịch nhỏ, cho dù tham gia cũng không giống Mạc Phàm để lộ đồ vật trắng trợn như vậy. Mạc Phàm lấy ra linh hồ trăm năm trước mặt mọi người, chắc chắn mọi người đã để mắt đến loại linh vật vô giá này, tối nay sẽ không yên bình rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường nói. Nếu bị người ta đoạt đi cũng hay, tôi sắp không nuôi nổi rồi. Hắn vừa mới nói xong, tiểu hồ ly liền nhảy lên vai hắn, nắm lấy tóc hắn vừa kéo vừa cắn, bộ dạng vô cùng tức giận. Mộc Phong Nhạc sửng sốt, không nói gì nữa, lo lắng trên mặt không giảm. Mạc Phàm lơ là như vậy, đợi đến hội giao dịch nhỏ chắc là phải chịu thiệt. Mộc Phong Nhạc giải thích quy củ của hội giao dịch nhỏ với Mạc Phàm, hai người vừa đi vừa nói, đi đến nơi tổ chức hội giao dịch nhỏ. Hội giao dịch nhỏ lần này được tổ chức trong khoang thuyền một du thuyền rất lớn, bên trong trang trí rất tráng lệ, phong cách khác hoàn toàn nhà hàng liên hoan lúc trước. Treo đèn thủy tinh nhập khẩu từ Ý, thảm lông dê màu đỏ tươi ở Bắc Ireland, dụng cụ đồ ăn nước Anh bằng bạc tỏa ra ánh sáng. Đồ ăn và rượu được bày thành hai dãy, cách mỗi thước sẽ có một mỹ nữ tóc vàng nước ngoài mặc lễ phục trễ ngực đứng bên cạnh hầu hạ. Có mấy đệ tử nhà giàu ôm eo thon những mỹ nữ này, cố ý đùa giỡn. Tận cùng khoang thuyền là một cái đài cao, trên đài đặt một cái bàn nhỏ. Nếu người nào muốn giao dịch một thứ gì đó, có thể đi lên đài cao, phía dưới sẽ ra giá, người nào ra giá cao sẽ được, nhưng đều là dùng đồ vật tới đổi, rất ít lấy tiền ra làm giao dịch. Mộc Phong Nhạc giải thích đơn giản. Mạc Phàm gật đầu, tìm một góc đặt chân, đánh giá bốn phía. Hai người bọn họ vừa tiến vào, khóe miệng Tiêu Dật Trần nhếch lên nhìn theo. Anh ta lắc ly rượu vang, đi đến nói chuyện với một người đàn ông bên cạnh, nói nhỏ vài câu. Người thanh niên kia nhớn mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Bộ dạng người thanh niên này hơn 20, không cao lắm, mặc tây trang Hermes màu trắng, đeo đồng hồ Rolex, mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn hơn Tiêu Dật Trần một chút. Anh ta là Hoàng Thiếu Tuấn, thay mặt Hoàng gia tham gia hội giao dịch nhỏ lần này. Tiểu tử này có linh hồ trăm năm, có nhầm không? Hoàng Thiếu Tuấn liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt là không tin tưởng lắm. Linh thú trăm năm rất chân quý, sao một đứa bé 16, 17 tuổi có thể có được? Cho dù là đệ tử tông phái, chắc chắn không có khả năng để một người như cậu ta mang theo linh hồ trăm năm chạy loạn khắp nơi, không có người bảo vệ xung quanh. Nếu Hoàng Thiếu không tin, đợi lát nữa lấy đế ngọc ra thì biết, nếu đến lúc đó nhìn thấy linh hồ trăm năm, phải nhớ ước hẹn giữa hai chúng ta, Tiêu Dật Trần không tức giận. Cười nói. Khi anh ta nhìn thấy Mạc Phàm, cũng có cách nghĩ như Hoàng Thiếu Tuấn. Nhưng quả thật linh hồ trăm năm ở trong tay Mạc Phàm. Hoàng Thiếu Tuấn thấy Tiêu Dật Trần nói chắc chắn như vậy, nhíu mày, lại tin vài phần. Anh ta quen Tiêu Dật Trần không phải ngày một ngày hai, tất nhiên hiểu tính cách của Tiêu Dật Trần. Ở nơi khác Tiêu Dật Trần còn có khả năng lừa gạt anh ta,
ở hoàng gia, Tiêu Dật Trần muốn lừa gạt anh ta cũng không có lá gan này. Xem ra thật sự có linh hồ trăm năm. Nếu thật sự có linh hồ trăm năm, chắc chắn không thể thiếu một phần của anh. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tiêu Dật Trần nhướng mày, vui mừng lộ rõ trên mặt, nâng ly nói. Anh ta đã lôi kéo được Hoàng Thiếu Tuấn, linh hồ trăm năm còn không đến tay sao? Hợp tác vui vẻ. Keng, tiếng ly chạm vào nhau vang lên, hai người nhìn nhau cười. Tôi đi làm một chuyện riêng trước, xin lỗi không tiếp anh được. Tiêu Dật Trần uống một ngụm rượu, cười nho nhã lễ độ nói. Tiêu Thiếu cứ tự nhiên, tôi lập tức bảo người ta lấy đế ngọc. Hoàng Thiếu Tuấn cười nói. Anh ta vốn không định lấy đế ngọc, dù sao đế ngọc là địa bảo vô cùng hiếm có, ở hội giao dịch nhỏ này không có vật phẩm xứng đôi. Đã có linh hồ trăm năm, lấy ra cũng không sao, dù sao cuối cùng đều là của anh ta, một cái cũng không thể thiếu. Tiêu Dật Trần nhìn thoáng qua Mộc Phong Nhạc đứng bên cạnh Mạc Phàm, lấy ra một sấp băng ghi hình, đi lên trên đài cao. Anh ta vừa lên đài cao, trong khoang thuyền lập tức yên tĩnh lại, không ít người nhìn về phía đài cao. Có mấy người quen Tiêu Dật Trần, thấy Tiêu Dật Trần cầm băng ghi hình lên thì cười. Tiêu Thiếu, hội giao dịch này là giao dịch một số vật quý hiếm, cậu lấy băng ghi hình làm gì thế? Không phải băng ghi hình này là bí tịch võ lâm đấy chứ, hay là XXXXX cậu chân quý nhiều năm? Có người ồn ào nói. Nhìn thấy Tiêu Dật Trần, Mộc Phong Nhạc nhíu mày, hai mắt như sắp phun ra lửa, gia hỏa kia thật sự lấy video clip của bạn gái cũ anh ta làm giao dịch. Tiêu Dật Trần hơi nhếch miệng, không quên liếc mắt nhìn Mộc Phong Nhạc một cái. Băng ghi hình của tôi không phải thiên tài địa bảo gì, cũng không phải bí tịch võ lâm, là... Tiêu Dật Trần cố ý dừng lại một lát, thấy phần lớn mọi người đều bắt đầu tò mò, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Đây là video clip của một đại mỹ nữ giang nam, chỉ cần có video clip này, tôi đảm bảo các anh có thể ngủ một tối với đại mỹ nữ giang nam đó. Đại mỹ nữ giang nam. Mắt không ít người sáng lên, trên mặt lộ ra tươi cười kỳ lạ, một video clip có thể khiến một mỹ nữ bồi ngủ, không cần Tiêu Dật Trần nói, bọn họ cũng biết nội dung trong đó là gì. Tiêu Thiếu, có phải một câu mỹ nữ giang nam của anh hơi ít hay không, mỹ nữ giang nam nhiều như vậy, nếu là mỹ nữ vô danh thì không thú vị lắm. Với thân phận của bọn họ, nếu muốn chơi phụ nữ, không phải chỉ chơi siêu mẫu, còn phải chơi người khó tới tay. Mỹ nữ bình thường quá dễ tới tay bọn họ. Chỉ cần lái một chiếc xe sang nào đó, đến cửa trường học là có thể kéo một xe về nhà chơi, còn chưa đến 10 vạn tệ, căn bản không có hương vị lắm. Tiêu Thiếu, anh lại cho chút tin tức đi, nếu không chúng tôi không dễ ra giá. Một người khác cười nói. Tiêu Dật Trần cũng không sốt ruột, cười thần bí. Vị mỹ nữ này là một siêu mẫu, từng tham gia bí mật Romanatic. Phạm vi siêu mẫu vẫn quá rộng, từ xưa Giang Nam đã sinh ra người đẹp, lại là thành phố lớn, siêu mẫu nổi tiếng thật sự quá nhiều. Nhưng Romy là nơi tập hợp siêu mẫu đồ lót nổi tiếng quốc tế. Trong đó có nhiều siêu mẫu từ khắp nơi trên thế giới, mỹ nữ hoa hạ cũng có mấy người ở đó. Tôi đã biết, là Tô. Có người cười dâm nói. Những người khác cũng ngầm hiểu, ánh mắt cực nóng. Nếu trong tay Tiêu Dật Trần là video clip ướt át, có khả năng lấy được video này sẽ ngủ được một tối với người kia. Có một số người biết quan hệ giữa siêu mẫu và Mộc Phong Nhạc, vẻ mặt kỳ lạ liếc nhìn Mộc Phong Nhạc một cái. Dưới đài. Mộc Phong Nhạc nắm chặt tay quá vang lên tiếng răng rắc, cầm lấy một chai rượu vang muốn đi về phía Tiêu Dật Trần. Mạc Phàm nheo mắt, còn chưa đi ngăn cản. Hoàng Thiếu Tuấn lắc lắc ly rượu vang, mang theo hai vệ sĩ mỉm cười ngăn cản trước người Mộc Phong Nhạc. Mộc Thiếu, có cửu oán gì, mà tức giận lớn như vậy? Đương nhiên anh ta biết rõ chuyện giữa Tiêu Dật Trần và Mộc Phong Nhạc. Mộc Phong Nhạc nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Sao anh ta có thể không biết Hoàng Thiếu Tuấn, cháu nội của gia chủ Hoàng gia hiện giờ, địa vị của Hoàng Thiếu Tuấn ở Hoàng gia còn cao hơn Hoàng Thiếu Thiên? Nếu không sao có thể bảo Hoàng Thiếu Thiên đến Đông Hải làm việc, Hoàng Thiếu Tuấn lại ở lại chủ trì hội giao dịch nhỏ. Hoàng Thiếu, chuyện giữa tôi và Tiêu Dật Trần, hẳn là anh biết rõ. Anh ta và Tiêu Dật Trần tranh đoạt khối Hoàng Tinh trăm năm, là do Hoàng Thiếu Tuấn xúi giục. Hoàng Thiếu Tuấn vỗ đầu, bộ dạng như bỗng nhiên nhớ ra. Anh xem đầu óc của tôi này, uống vào chút rượu là quên mất, chuyện đó đúng là Tiêu Dật Trần không đúng, nể mặt tôi, chuyện này cứ vậy thôi.
Mục Phong nhạc nhíu mày, sao anh ta không nhìn ra Hoàng Thiếu Tuấn đang thiên vị Tiêu Dật Trần, anh ta kìm nén lửa giận trong lòng. Hoàng Thiếu, nếu video clip của bạn gái cũ anh bị Tiêu Dật Trần lấy ra bán đấu giá, anh có thể bỏ qua như vậy không? Đương nhiên là không, chỉ là anh đấu giá lại không được sao, chỉ cần tốn chút tiền, dù sao chúng ta quen biết đã lâu, coi như nể mặt tôi. Hoàng Thiếu Tuấn cười nói. Anh ta liếc mắt ra hiệu với một vệ sĩ này cầm lấy chai rượu trong tay Mộc Phong Nhạc. Mộc Phong Nhạc nhìn thoáng qua hai vệ sĩ của Hoàng Thiếu Tuấn, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai người đều là người nước ngoài, mỗi người như một ngọn núi nhỏ, bất luận là ai đều có thể dễ dàng vặn anh ta thành bánh quai trèo. Nếu anh ta không nể mặt Hoàng Thiếu Tuấn, chắc chắn kết cục không khá hơn chút nào. Nếu Hoàng Thiếu đã mở miệng, tất nhiên tôi không thể không cho Hoàng Thiếu mặt mũi. Mộc Phong Nhạc nghiến răng nói. Vậy được rồi, hòa khí sinh tài. Hoàng Thiếu Tuấn vỗ bả vai Mộc Phong Nhạc, cười đắc ý nói. Mộc Phong Nhạc quay về bên cạnh Mạc Phàm, sắc mặt càng thêm khó coi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Hoàng Thiếu Tuấn một cái, nhíu mày, vẫn không nói gì. Trên bàn, Tiêu Dật Trần thấy Mộc Phong Nhạc bị Hoàng Thiếu Tuấn ngăn cản, khóe miệng nhếch lên, tiếp tục nói. Có vị nào cần video clip trong tay tôi không? Có thì nói, bây giờ có thể bắt đầu ra giá. Không đợi mọi người ra giá, một người vẻ mặt trắng bệch, túi mắt phù thủng, tử sắc quá độ kêu lên. Đợi một chút, Tiêu Thiếu, chúng tôi đã biết người trong video clip là ai rồi, nhưng ít nhất phải để chúng tôi kiểm hàng đã chứ, nhớ đâu chúng tôi mua về lại là một người bình thường, vậy chúng tôi đi tìm ai đây? Tôn Thiếu nói không sai, chúng tôi phải kiểm hàng trước. Phú Thiếu này mới mở miệng. Lập tức có người nói theo. Hai mắt Tiêu Dật Trần sáng lên, giả bộ có chút khó xử. Các anh muốn kiểm hàng thế nào? Chuyện này thì đơn giản, không phải ở đây có máy chiếu sao, anh mở video clip này ra cho chúng tôi xem một đoạn, chỉ cần chúng tôi nhìn thấy siêu mẫu Giang Nam anh nói, chúng tôi lập tức ra giá, mọi người nói xem phải không? Tôn Thiếu Tử sắc quá độ cười nói. Lời này vừa nói ra, không ít người giơ ngón cái với Tôn Thiếu. Trong lòng Tiêu Dật Trần cũng vui vẻ, thầm nghĩ Tôn Thiếu này đúng là nhân tài, phương pháp này đúng là khéo. Mọi người cùng nhau xem bạn gái cũ của Mộc Phong Nhạc ở trên giường thế nào, sau đó có người kêu lên, đó không phải là bạn gái của Mộc Phong Nhạc sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Như vậy không được tốt lắm đâu. Trong mắt Tiêu Dật Trần lóe lên ánh sáng hưng phấn, ngoài miệng giả mù sa mưa nói. Có gì mà không tốt, bán hóa kiểm hàng là lẽ đương nhiên. Tiêu Thiếu, không phải video clip của anh là giả đấy chứ? Sắc mặt Tôn Thiếu trầm xuống, hỏi. Tôn Thiếu, anh không tin đạo đức của tôi sao? Tiêu Dật Trần không tức giận nói. Tôi chỉ tin ánh mắt tôi, cho nên Tiêu Thiếu vẫn nên để chúng tôi mở mang tầm mắt tốt hơn. Cũng được, nếu Tôn Thiếu không tin tôi, vậy tôi sẽ cho các anh xem bộ dạng tô nữ thần của chúng ta ở trên giường như thế nào. Tiêu Dật Trần cười, vẫy tay với một thuộc hạ. Nếu thật sự là tô nữ thần, tôi ra 100 vạn. 100 vạn thôi sao, tôi ra 1.000 vạn, 1.000 vạn ngủ với tô nữ thần một đêm cũng đáng giá. Video clip còn chưa truyền ra, phía dưới đã bắt đầu nóng lòng muốn thử, chuẩn bị ra giá. Trong góc sáng sủa, mắt Mộc Phong Nhạc mở to, trơ mắt nhìn Tiêu Dật Trần đưa băng ghi hình cho những người khác, anh ta đã có ý định đồng quy vu tận với Tiêu Dật Trần rồi. Tiêu Dật Trần dám chiếu video clip trước mặt mọi người, nếu như có người quay lại, bạn gái cũ của anh ta thật sự xong rồi. Hoàng Thiếu, đây không phải là tôi không nể mặt anh đâu đó. Mộc Phong Nhạc cầm lấy hai con dao cắt thịt bò, vô cùng phẫn nộ nói. Hoàng Thiếu Tuấn nhíu mày, cười không để ý, không ngăn cản nữa. Nếu Mộc Thiếu cuồng dại như vậy, thì cứ làm đi, nhưng mà anh cũng nên cẩn thận, có khả năng anh còn chưa đến bên cạnh Tiêu Thiếu. Đã bị thuộc hạ của anh ta xử lý rồi, vì một người phụ nữ đê tiện đáng sao. Mộc Phong Nhạc nhìn thoáng qua mấy vệ sĩ đứng bên cạnh Tiêu Dật Trần, do dự một lát. Anh ta biết mấy vệ sĩ này, là cao thủ võ đạo Tiêu gia mời tới, mỗi người đều có tu vị nội kình, chuyên bảo vệ Tiêu Dật Trần. Nhưng anh ta vẫn đi về phía Tiêu Dật Trần. Nếu để Tiêu Dật Trần truyền video clip này ra ngoài, cả đời này anh ta sẽ sống không bằng chết. Cảm ơn Hoàng Thiếu nhắc nhở. Không cần cảm ơn. Hoàng Thiếu Tuấn cười lạnh lùng, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Để Mộc Phong Nhạc chết trên tay Tiêu Dật Trần cũng được,
đã phải để hoàng gia bọn họ tự ra tay. Mục Phong Nhạc vẫn chưa đi được hai bước, một bàn tay vươn tới, vỗ lên vai anh ta. Cứ để anh ta chiến đi. Mục Phong Nhạc nhíu mày, anh ta không có yêu cầu xa vời Mạc Phàm sẽ giúp anh ta, dù sao anh ta cũng là tù nhân của Mạc Phàm. Nhưng anh ta không ngờ Mạc Phàm sẽ đứng ra ngăn cản. Lúc trước anh ta cảm thấy Mạc Phàm là người con có hiếu, thần y Đông Hải, bây giờ xem ra chỉ là tiểu nhân vì tư lợi, anh ta thật sự nhìn lầm người rồi. Phạm công tử, đây là việc riêng của tôi, cậu mặc kệ đi. Bả vai Mộc Phong Nhạc rung lên, trầm giọng nói. Trên người anh ta còn trúng pháp thuật của Mạc Phàm, dù sao cũng chết một lần, không phải chết dưới tay Tiêu Dật Trần, thì chết trong tay Mạc Phàm, chẳng bằng liều mạng vì bạn gái cũ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cũng không tức giận, thần niệm của hắn khẽ động, một đoạn âm thanh truyền vào trong tai Mộc Phong Nhạc. Nếu anh tin tưởng tôi, cứ để anh ta chiếu đi, lát nữa anh sẽ biết, nếu anh không tin, anh đi chịu chết tôi sẽ không ngăn cản. Mộc Phong Nhạc tham dự vào chuyện hạ cổ cha hắn, hắn hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Nhưng nể mặt Mộc Phong Nhạc vì bạn gái cũng ngay cả mạng cũng không cần, coi như là có tình có nghĩa, giúp anh ta một chút cũng không phải không thể được. Mắt Mộc Phong Nhạc mở to, sợ ngây người. Chuyện này, vậy mà giọng nói này không đi từ lỗ tai anh ta vào, mà xuất hiện trong đầu anh ta, giống như truyền âm trên TV. Anh ta quay đầu, nhìn Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ. Anh ta từng thấy đạo thuật của Mạc Phàm rồi, nhưng đạo thuật có thể khiến không chiếu video clip được sao? Mộc Phong Nhạc đảo mắt, trong mắt là do dự. Lựa chọn như thế nào, tự anh nhìn mà làm đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hoàng Thiếu Tuấn thấy Mộc Phong Nhạc bị Mạc Phàm ngăn lại, anh ta nhướng mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Vẫn là Phạm Công Tử có vẻ thức thời, Mộc Thiếu, anh nên học tập Phạm Công Tử thật tốt, anh đã chia tay với Tô Nhã Hân rồi, còn quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Mộc Phong Nhạc nhíu mày, một lát sau liền có quyết định. Cho dù anh ta đi lên, cũng không ngăn được Tiêu Dật Trần, chỉ chết nhanh hơn. Thay vì như vậy, chẳng bằng tin tưởng Mạc Phàm một lần. Anh ta hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Hoàng Thiếu Tuấn, cũng không đi gây sự với Tiêu Dật Trần, cầm lấy một đĩa thịt bò quay về vị trí ban đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Dật Trần với vẻ hung dữ cắt thịt bò. Hoàng Thiếu Tuấn cười, trong mắt hiện lên sắc lạnh, nhanh chóng biến mất không còn. Lúc bọn họ nói chuyện, băng ghi hình được thuộc hạ Tiêu Dật Trần cho vào trong máy chiếu. Tiêu Dật Trần thấy Mộc Phong Nhạc nổi giận đi lên trước vài bước, sau đó lùi lại, đắc ý trên mặt lại dày hơn vài phần, anh ta tiến đến bên cạnh microphone. Sắp bắt đầu chiếu video clip rồi, mọi người mở to mắt mà xem, tôi chỉ chiếu 3 phút đầu thôi, nếu để lỡ đừng trách tôi. Đảm bảo sẽ không bỏ qua một bức hình nào, nhanh chiếu đi, Tiêu Thiếu. Tôn Thiếu kia có chút sốt ruột nói. Nhanh lên đi, Tiêu Thiếu. Một người khác cũng thúc giục. Tô Nhã Hân là người mẫu quốc tế, có rất nhiều fan, thổ hào Giang Nam đều đã xếp thành một hàng dài. Từng có người ra giá 1.000 vạn, bảo Tô Nhã Hân bồi người đó ngủ một tối, kết quả Tô Nhã Hân còn chưa có phản ứng, một fan của cô ném 2.000 vạn ra, bảo người này cút đi. Nếu trong tay Tiêu Dật Trần thật sự là video clip giường chiếu của Tô Nhã Hân, hôm nay kiếm lời rồi. Tiêu Dật Trần thấy bộ dạng những người này gấp gáp như vậy, cảm thấy độ lửa cũng được rồi, cười liếc mắt ra hiệu với thuộc hạ. Thuộc hạ kia gật đầu, ấn vào máy chiếu. Tâm niệm Mạc Phàm khẽ động, thần thức chen trúc ra như thủy triều, tay cho vào trong túi tạo ra mấy pháp ấn, pháp lực yên lặng không tiếng động dao động vây quanh cả khoang thuyền. Trên màn hình lớn sau lưng Tiêu Dật Trần, hình ảnh lập tức biến đổi, tiếng đàn ông thở dốc truyền từ trong ra. Mắt mọi người đều mở to, trong mắt đều là khó mà tin. Tiêu Dật Trần thấy biểu cảm kinh ngạc của những người phía dưới, không thèm nhìn màn hình lớn sau lưng, khóe miệng nhếch lên, cười đắc ý. Thế nào, là Tô Nhã Hân đúng không? Khi nói chuyện, anh ta còn liếc nhìn Mộc Phong Nhạc ở phía xa một cái. Nhiều người cùng xem video clip giường chiếu của bạn gái cũ Mộc Phong Nhạc, lần này không tức chết Mộc Phong Nhạc mới lạ. Anh ta vừa dứt lời, dưới đài cho dù là thuộc hạ của anh ta, hay người tham gia hội giao dịch đều không lên tiếng. Vẻ mặt cả đám vô cùng kỳ lạ nhìn Tiêu Dật Trần. Tiêu Thiếu, không ngờ anh thích khẩu vị này, anh thích khẩu vị này còn chưa tính, còn chiếu trước mặt nhiều người như vậy, muốn làm chúng tôi ghê tởm sao? Tôn Thiếu kia trầm giọng nói. Tiêu Dật Trần nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt.
Tôn thiếu, anh có ý gì đây? Anh ta đã xem những video clip này mấy chục lần, gần như hình ảnh mỗi phút là gì anh ta đều nhớ rõ, chắc chắn lộ mặt Tô Nhã Hân. Tự anh xem thì biết, còn phải hỏi chúng tôi sao? Tôn thiếu tức giận nói. Tiêu thiếu, tôi rất bội phục dũng khí của anh. Một phú thiếu khác nói theo. Sắc mặt Tiêu Dật Trần hơi trầm xuống, chẳng lẽ lấy nhầm video clip? Anh ta tò mò quay đầu, nhìn thoáng qua màn hình lớn. Mắt anh ta mở to, cả người ngây dại. Trên màn hình lớn đâu phải là video clip thiếu nhi không nên xem của Tô Nhã Hân với người đàn ông nào đó, mà là cảnh anh ta và một đại hán cường tráng vành tai tóc mái chạm nhau. Chuyện này. Trong chớp mắt, sắc mặt Tiêu Dật Trần vô cùng khó coi, ước gì có thể tìm cái lỗ chui xuống. Anh ta muốn chiếu video clip giường chiếu của Tô Nhã Hân, ai biết là video gay của anh ta với một người đàn ông nào đó. Sao có thể như vậy, nhất định là nhầm chỗ nào đó. Không chỉ sắc mặt anh ta rất khó coi, Hoàng Thiếu Tuấn cũng nhíu mày, trên mặt không còn đắc ý như trước. Mắt Mộc Phong Nhạc chớp chớp, nhìn màn hình lớn với vẻ khó tin, lại nhìn Mạc Phàm, vô cùng khiếp sợ. Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Anh ta từng xem video clip rồi. Quả thật là video clip của bạn gái cũ và người nào đó. Cho dù Tiêu Dật Trần ngu ngốc đến mấy, cũng không lấy video clip của mình bôi đen ở đây, chắc chắn vấn đề từ Mạc Phàm mà ra. Tuy anh ta không biết Mạc Phàm làm thế nào, nhưng không hiểu sao sảng khoái và hưng phấn lan tràn khắp người anh ta. May mà anh ta tin Mạc Phàm, nếu không chắc chắn không thấy một màn đặc sắc này. Chỉ trong phút chốc, anh ta liền bật cười vì hả giận. Tiêu thiếu. Không ngờ khẩu vị của anh nặng vậy, tôi ra 100 tệ mua video này. 100 nhiều quá, tôi ra 50. Một phú thiếu bình thường hay mâu thuẫn với Tiêu Dật Trần cười nói theo. Tôi ra 10 tệ, Tiêu thiếu có bán không? Tiêu Dật Trần nghe thấy giọng Mộc Phong Nhạc, khuôn mặt âm trầm có thể vặn ra nước. Anh còn thất thần làm gì, nhanh hủy băng ghi hình đó cho tôi, đổi cái khác. Thuộc hạ vội lấy băng ghi hình kia ra, bóp nát, thay cái khác. Trên màn hình lớn lại xuất hiện hình ảnh khác, không còn là Tiêu Dật Trần và một người, lần này là Tiêu Dật Trần với hai người đàn ông. Vẻ mặt Tiêu Dật Trần sửng sốt, có kích động muốn thổ huyết. Lại đổi cái khác cho tôi. Lại đổi một băng ghi hình khác, Tiêu Dật Trần lên giường với N đàn ông. Mãi đến khi đổi hết tất cả băng ghi hình, đều là cảnh Tiêu Dật Trần lên giường với đàn ông, không có một video clip của Tô Nhã Hân. Ánh mắt mọi người ở đây nhìn Tiêu Dật Trần vô cùng kỳ lạ. Tiêu thiếu, không đúng, Tiêu ngoại tình, rốt cuộc cậu có video clip của Tô Nhã Hân không, không có thì đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi. Tiêu ngoại tình, tên rất hay. Sau đó là tiếng cười quái dị. Mặt Tiêu Dật Trần khó coi như gan heo, thông minh như anh ta, lúc này trong mắt cũng tràn ngập khó hiểu. Sao video clip này có thể biến thành video clip gay của anh ta? Anh ta nhìn những thuộc hạ trước mặt mình, vẻ mặt thuộc hạ cũng ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Nhìn cái quỷ, đừng nói anh ta chưa bao giờ làm gay, cho dù làm gay cũng không chiếu video clip của mình như vậy. Lần này xong rồi, cho dù anh ta nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Anh ta đứng trên đài cao, lên cũng không phải, xuống cũng không phải, hoàn toàn không biết nên xuống thế nào. Lúc này một hạ nhân của Hoàng gia cầm một tảng đá màu đen chế thành hộp lớn, đi đến bên cạnh Hoàng Thiếu Tuấn. Thiếu gia, đã mang đế ngọc đến rồi. Hạ nhân kia cung kính nói. Hoàng Thiếu Tuấn gật đầu, mỉm cười nhìn Mạc Phàm. Phạm công tử, nghe nói cậu có hứng thú với đế ngọc, hy vọng chúng ta có thể đạt thành giao dịch. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn thoáng qua cái hộp kia. Hộp dùng tinh thạch núi lửa màu đen chế thành, bên trên có khắc trận văn phong ấn. Phòng ngừa linh khí bay ra. Lam quang hiện lên trong mắt hắn, trận pháp phía trên bị hắn xuyên qua dễ dàng, hắn nhìn rõ đồ bên trong không sót thứ gì. Từng tảng đá to cỡ đá cuội, toàn thân màu trắng, chất ngọc gần như trong suốt, phiếm ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, bên trong giống như có chất lỏng lưu chuyển, rất dễ thấy, đúng là đế ngọc. Chỉ mong là vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nhất định sẽ. Hoàng Thiếu Tuấn cười tự tin. Mang theo hạ nhân đi lên đài cao. Phạm công tử, chắc chắn Tiêu Dật Trần đã nói chuyện linh hồ cho Hoàng Thiếu Tuấn. Mộc Phong Nhạc đang vui vẻ, nghe thấy những lời Hoàng Thiếu Tuấn nói, nhíu mày, lo lắng nói. Nói cho anh ta thì sao, anh cảm thấy anh ta cướp được à?
Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn không cướp đế ngọc đã không tệ rồi, đám người này dám cướp tiểu hồ ly của hắn, ha ha. Hoàng Thiếu Tuấn ở dưới đài lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Dật Trần một cái, sau đó nửa oán trách nửa có lỗi cười nói. Tiêu Thiếu, có phải anh vụng trộm vào thư phòng của tôi, lấy nhầm băng ghi hình đúng không, lấy băng ghi hình tôi trừng trị anh, rồi bỏ quên video clip anh mang đến trong thư phòng tôi. Một câu của Hoàng Thiếu Tuấn làm Tiêu Dật Trần đang không biết nên làm thế nào cho phải, lập tức tìm được bậc thang. Tôi nói rồi mà, sao video clip này lại biến thành như vậy? Tiêu Dật Trần làm như bỗng nhiên nhớ ra gì đó, bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Thiếu, anh cũng không phúc hậu rồi, PS ai cũng được, vậy mà PS tôi thành gay. Ai bảo anh không được tôi cho phép, dám đến thư phòng tôi, còn không nhanh đi tìm video clip của anh về, nhớ đâu bị hạ nhân của tôi ném đi, vậy thực sự không còn rồi. Hoàng Thiếu Tuấn cười nói. Được, mọi người đợi đó, tôi lập tức đi tìm video clip của Tô Nhã Hân. Tiêu Dật Trần nói. Lúc nói chuyện anh ta nhanh chóng xuống đài, lạnh lùng liếc Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc một cái, dẫn thuộc hạ rời khỏi hội giao dịch. Dưới đài, không ít người nghe thấy hai người giải thích, lộ ra vẻ thất vọng. Hóa ra là PS, tôi còn tưởng Tiêu Thiếu thật sự là gay. Nếu Tiêu Dật Trần là gay, cũng có một tin truyền ra bên ngoài, đáng tiếc lại là giả. Hoàng Thiếu Tuấn can thiệp như vậy, ánh mắt không ít người ở dưới đài nhìn Tiêu Dật Trần mới khôi phục như trước. Mộc Phong Nhạc ở bên cạnh Mạc Phàm nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt. Phạm công tử, chẳng lẽ thật sự là Tiêu Dật Trần lấy nhầm băng ghi hình? Tuy Hoàng Thiếu Tuấn và Tiêu Dật Trần diễn rất giả dối, nhưng đáng tin hơn pháp thuật một chút. Anh cảm thấy thế nào? Mạc Phàm cười, không vạch trần, thu hồi thần thức và pháp thuật. Chỉ cần bây giờ Tiêu Dật Trần lại chiếu băng ghi hình, chắc chắn sẽ quay về nội dung ban đầu. Tiêu Dật Trần vừa rời đi, Hoàng Thiếu Tuấn dẫn hạ nhân lên đài. Phần lớn mọi người đều nhíu mày lại, nhìn hộp đá trong tay người hầu hoàng gia. Hoàng Thiếu, đây không phải là đế ngọc trong hội giao dịch lần này của hoàng gia sao? Một phú thiếu nói. Đế ngọc là thứ áp đảo hội giao dịch nhỏ lần này, tin sức sớm đã truyền ra ngoài, dùng để hấp dẫn mọi người tham gia hội giao dịch nhỏ. Gần như tất cả mọi người ở đây đều biết, có không ít người đến vì đế ngọc này. Dù sao cũng là thứ trong truyền thuyết, cho dù không giao dịch được, cũng phải nhìn xem ngọc dùng để ăn có dạng gì. Không sai. Hoàng Thiếu Tuấn cười khẽ, vẫy tay với thuộc hạ. Hộp đá được mở ra, lộ ra 33 khối đế ngọc ở trong. Cùng lúc đó, mùi thơm thấm lòng người truyền ra bốn phía. Lúc trước còn có người không để ý đế ngọc, bây giờ cũng nhao nhao nhìn lại. Thơm quá, đây là đế ngọc sao? Có người hít sâu mấy hơi, vốn còn choáng váng vì uống chút rượu, trong chớp mắt tỉnh táo hơn nhiều. Cho dù không uống rượu, hít vào một hơi cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Đây chỉ là ngửi, nếu đeo đế ngọc bên người lâu dài, hay dùng đế ngọc làm đồ ăn, hiệu quả sẽ thế nào? Chỉ trong chớp mắt, mắt không ít người lộ ra tinh quang. Tiểu hồ ly vốn ở trong túi Mạc Phàm, ngửi thấy mùi thơm này lập tức thò đầu ra, đôi mắt u oán nhìn chằm chằm đế ngọc trong hộp đá, truyền âm làm nũng Mạc Phàm. Mộc đầu, ta muốn ăn đế ngọc, ta muốn ăn đế ngọc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Yên tâm đi, sẽ có đế ngọc. Hắn tới đây để diệt hoàng gia, lấy yêu linh, đã có đế ngọc, há có thể không thu. Hoàng Thiếu, anh muốn đổi đế ngọc lấy thứ gì? Có người không nhịn được hỏi. Hoàng Thiếu, tôi có một gốc dã sơn tham 200 năm ở núi Trường Bạch, có thể đổi hai miếng đế ngọc không? Một phú thiếu khác nói. Phú thiếu này mới mở miệng, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Dã sơn tham 200 năm, ít nhất có thể bán mấy ngàn vạn, chỉ đổi lấy hai viên đế ngọc. Giá trị của đế ngọc này cũng cao dọa người. Nhưng rất nhiều người nhanh chóng thoải mái. Vật hiếm có mới quý. Đế ngọc này xuất hiện lần đầu tiên trong hội giao dịch, lại là thứ thần tiên ăn trong truyền thuyết. Ai chẳng muốn thử thứ thần tiên ăn có tư vị gì? Nghe phú thiếu này nói giá, Hoàng Thiếu Tuấn cười, không trả lời. Những người khác nhíu mày, xem ra dã sơn tham 200 năm không đả động được Hoàng Thiếu Tuấn. Một lát sau, một phú thiếu khác giơ tay, bộ dạng nhất định phải có. Hoàng Thiếu, tôi có hà thủ ô 300 năm, có thể đổi hai khối đế ngọc không? Vẻ mặt không ít người thay đổi, hiện giờ trên địa cầu,
dược liệu 200 năm đã hiếm thấy, vậy mà có người lấy dược liệu 300 năm ra, chỉ đổi hai khối đế ngọc. Hoàng Thiếu Tuấn vẫn thờ ơ như cũ. Hà Thủ Ô 300 năm đổi lấy một khối cũng được, Hoàng Thiếu. Sắc mặt Phú Thiếu kia trầm xuống, có chút không hài lòng. Từng đôi mắt nhìn về phía Hoàng Thiếu Tuấn. Nếu Hà Thủ Ô 300 năm mà không đổi được một khối đế ngọc, bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lúc này Hoàng Thiếu Tuấn hơi nhếch miệng, sau đó mở miệng. Hôm nay tôi không đổi đế ngọc lấy dược liệu. Vậy đổi gì? Chỉ đổi linh thú 100 năm. Hoàng Thiếu Tuấn nhìn về phía Mạc Phàm, nói. Những lời này vừa vang lên, mọi người đều khiếp sợ. Dùng đế ngọc đổi linh thú sao? Phú Thiếu dùng Hà Thủ Ô 300 năm đổi lấy đế ngọc không nói nữa. Hà Thủ Ô 300 năm chỉ là đồ ăn trước mặt linh thú, căn bản không có biện pháp so sánh với linh thú. Trừ phi là linh dược hơn 500 năm, mới có khả năng so sánh với linh thú. Tiêu Thiếu, anh đang nói đùa sao, không nói đến chuyện đế ngọc có thể đổi lấy linh thú hay không, trong hội giao dịch nhỏ lấy đâu ra linh thú. Một Phú Thiếu cười mỉa nói. Linh thú 100 năm cho dù ở hội giao dịch lớn ngày mai, chưa hẳn có thể nhìn thấy, huống chi là giao dịch nhỏ. Chuyện này thì chưa chắc, theo tôi được biết, trên người vị Phạm công tử này có một linh hồ 100 năm. Hoàng Thiếu Tuấn hơi nhếch miệng, nhìn Mạc Phàm chăm chú cười nói. Cái gì? Mọi người không hẹn mà cùng nhìn theo tầm mắt Hoàng Thiếu Tuấn, mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Cậu ta là ai thế? Hẳn là tham gia lần đầu tiên, tôi chưa gặp bao giờ. Hoa Hạ không có gia tộc họ Phạm nổi tiếng mà. Tất cả mọi người lắc đầu, trên cơ bản mỗi người bọn họ đều từng tham gia hội giao dịch nhỏ hai lần trở lên, tương đối quen biết nhau. Nhìn bộ dạng như là người mới. Có người cười không có ý tốt. Còn là đứa bé. Hai mắt Tôn Thiếu yếu ớt sáng lên, trên mặt hiện lên kinh ngạc vui mừng. Từ lúc 12 tuổi anh ta đã bắt đầu sa vào tửu sắc, bởi vì tửu sắc quá độ, thân thể càng ngày càng kém. Hiện giờ anh ta ngay cả thuốc đều không có tác dụng, nhìn thấy mấy cô bé xinh đẹp chỉ có thể mắt nghiện và tay nghiện. Vì thế anh ta tìm rất nhiều danh y, gần đây có lão đông y nói với anh ta, phải có máu linh thú 100 năm mới khiến thân thể anh ta khôi phục, anh ta liền tới hội giao dịch thử thời vận. Ai biết thật sự có linh thú 100 năm, còn ở trong hội giao dịch nhỏ. Tiểu tử, trên người cậu có linh hồ 100 năm sao? Nhanh lấy ra cho chúng tôi nhìn xem. Một đám người nhìn Mạc Phàm chăm chú, trong mắt có chờ mong, đợi hắn lấy linh hồ 100 năm ra. Sắc mặt Mộc Phong Nhạc trầm xuống, cuối cùng chuyện anh ta lo lắng nhất vẫn xảy ra. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, cười khẽ. Là của tôi, vì sao phải cho các người xem? Hắn vừa nói xong, bầu không khí trong khoang thuyền âm u, sắc mặt không ít người trầm xuống. Một người mới, đúng là ngông cuồng. Có người nói thầm. Trên đài cao. Hoàng Thiếu Tuấn nhíu mày, rất nhanh khôi phục như thường, lộ ra tươi cười giả nhân giả nghĩa. Phạm công tử, cậu mang linh hồ tới hội giao dịch hoàng gia chúng tôi, chẳng lẽ không phải vì giao dịch? Mang tới thì phải giao dịch, hội giao dịch không có quy củ này đúng không? Mạc Phàm hỏi. Đúng là không có quy củ này, nhưng có một số quy củ bất thành văn, không biết Phạm công tử muốn nghe hay không? Hoàng Thiếu Tuấn cũng không tức giận, nói. Quy củ gì? Mạc Phàm đầy hứng thú hỏi. Một khi lấy ra đồ quý trọng, vẫn nên giao dịch tốt hơn, người mới nên nghe theo tiền bối mới tốt, thân là người tham gia hội giao dịch nhỏ 6 lần, tôi khuyên Phạm công tử nên giao dịch linh hồ tốt hơn, nếu không nhỡ xảy ra chuyện gì, có khả năng hoàng gia chúng tôi lực bất tòng tâm. Hoàng Thiếu Tuấn làm bộ như là người tốt, nhắc nhở. Hoàng Thiếu Tuấn vừa nói như vậy, không ít người cười, sắc mặt rất kỳ lạ. Một khi có người cầm thứ gì không xứng đôi với thân phận, thực lực, kết cục ở hội giao dịch nhỏ không khá hơn chút nào. Vận khí tốt, giá đổi rất thấp, nể mặt đồ của đối phương sẽ không làm gì người đó. Vận khí không tốt, cái gì cũng không chiếm được, cả người cả của không còn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, mỉm cười. Hắn tu tiên 500 năm, kiếp trước còn trả giá bằng sinh mệnh, sao không biết những đạo lý này? Trái lại đám người này còn không biết. Người nào mới là kẻ săn thú thật sự, người nào là con mồi? Ý của anh là không giao dịch không được. Mạc Phàm cười hỏi. Tốt nhất Phạm công tử nên giao dịch tốt hơn, nếu cậu đồng ý giao dịch linh hồ 100 năm với tôi có thể cho cậu 10 khối đế ngọc. Hoàng Thiếu Tuấn hào phóng nói. 10 khối đế ngọc,
vẻ mặt không ít người khiếp sợ. Hà thủ ô 300 năm của Phú Thiếu vừa rồi còn không đổi được một khối đế ngọc, vậy mà Hoàng Thiếu Tuấn dùng 10 khối đế ngọc đổi một linh hồ. Nhưng nghĩ đến giá trị của linh hồ 100 năm, không ít người cười không nói gì. 10 khối đế ngọc. Mạc Phàm nhíu mày, Hoàng Thiếu này coi hắn là đứa bé ngốc sao, đế ngọc vô cùng hiếm lạ trong mắt những người này, nhưng hắn từng thấy vô số kỳ chân dị bảo rồi, đây chỉ là địa bảo bình thường mà thôi. Một giọt máu trên người tiểu hồ ly, đã là một khối đế ngọc. Hoàng Thiếu Tuấn thấy Mạc Phàm hơi do dự, cười khẽ, nói tiếp. Chỉ cần cậu đồng ý đổi linh hồ 100 năm cho tôi, cậu có chuyện gì ở hoàng gia chúng tôi, đều có thể đến tìm tôi sẽ đảm bảo cậu bình yên vô sự ở hội giao dịch, thế nào? Bảo vệ tôi sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Nói không đáng tin như vậy, hắn không cần. Nếu Hoàng Thiếu Tuấn này biết hắn tới diệt hoàng gia, lấy yêu linh, không biết anh ta còn nói như vậy không? Tôn Thiếu kia thấy Mạc Phàm vẫn không trả lời, nhíu mày, lộ ra chút bất mãn. Tiểu tử, 10 khối đế ngọc không ít đâu, cậu đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không ngay cả một khối đế ngọc cậu cũng không lấy được. Chỉ cần Mạc Phàm đổi linh hồ 100 năm cho Hoàng Thiếu Tuấn, với quan hệ giữa tôn gia và hoàng gia, một giọt máu cũng không khó. Ở trong tay tiểu tử này thì khó mà nói, nhỡ đâu tiểu tử này bóp chết linh hồ, anh ta vẫn bị bệnh liệt dương, phải đi tìm linh thú khác. Tiểu tử, linh hồ 100 năm chỉ có giá trị 5 khối đế ngọc. Cậu thấy ít thì đi đi, đừng có mà lòng tham không đáy rắn nuốt voi. Một người khác nhắc nhở. Nơi này là địa bàn của hoàng gia, tất nhiên không thể thiếu người vỗ mông ngựa hoàng gia. Hai người mở miệng, lập tức có những người khác nói theo. Tiểu tử, cậu nên đổi cho Hoàng Thiếu tốt hơn, nói cách khác, cậu ra ngoài sẽ bị người ta đoạt, cậu chỉ có thể khóc. Một con súc sinh mà thôi, đổi cho Hoàng Thiếu, sau này cậu là bạn của Hoàng Thiếu rồi. Nhiều giọng nói chen miệng vào. Trên đài cao, Hoàng Thiếu Tuấn nhếch miệng, cười đắc ý. Bên cạnh Mạc Phàm, sắc mặt Mộc Phong Nhạc trắng bệch. Con linh hồ của Mạc Phàm hơn phân nửa là không giữ được, muốn giữ phải đại khai sát giới ở đây. Nếu ra tay ở đây, muốn đi vào tổ địa hoàng gia, gần như là không có khả năng. Anh ta liếc nhìn Mạc Phàm một cái, vẻ mặt lo lắng. Nếu tôi không bán thì sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Lời này vừa vang lên, không ít người lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái. Không biết tốt xấu. Mạc Phàm đổi linh thú cho Hoàng Thiếu Tuấn là tốt nhất, còn được một ít đế ngọc. Tự mình cất giữ mà nói, có khả năng không giữ được linh hồ, đế ngọc cũng đừng nghĩ lấy được. Hoàng Thiếu Tuấn cũng không tức giận, vẫn cười khiêm tốn như trước. Nếu là linh thú 100 năm, làm thế nào cũng phải đạt được, có một linh thú, còn ai dám cướp vị trí gia chủ với anh ta? Phạm công tử cảm thấy 10 khối đế ngọc quá ít sao, nếu vì nguyên nhân này, 20 khối thế nào? 20. Mạc Phàm lắc đầu. Đừng nói là 20 khối, 20 vạn khối hắn cũng không đổi. Hắn đang định từ chối, giọng tiểu hồ ly truyền vào trong tai hắn. Mộc đầu, lấy hết đế ngọc của anh ta đi, rồi đổi bổn đại tiểu thư cho anh ta. Nghe câu này, Mạc Phàm khẽ cau mày. Chỉ trong chớp mắt Mạc Phàm hiểu rõ ý của tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly này nghĩ rằng cầm đế ngọc của đối phương, lại quay trở về. Ít ngày trước ở Vân Trung Thự, tiểu hồ ly vừa ý một cổ ngọc hình kiếm trên cổ một phu nhân nhà giàu, luôn đi theo người đó không chịu về nhà, cũng không chịu đi cùng người đó. Người này thấy bộ dạng nó đáng yêu, lại có linh tính như vậy, cao hứng đeo cổ ngọc cho nó, lúc này nó mới về cùng người kia, đêm đó tiểu hồ ly đeo cổ ngọc quay về nhà. Phu nhân này ở trong biệt thự gần đó, liền mang người tới tìm. Sau đó hắn ra mặt, bồi thường cho người ta một chút, mới tính là giải quyết chuyện này. Rất rõ ràng, tiểu hồ ly nhìn thấy đế ngọc, muốn lặp lại chiêu cũ. Khóe miệng hắn nhếch lên, một đoạn thần niệm truyền đến tiểu hồ ly. Ngươi chắc chắn muốn chơi như vậy. Lừa gạt cổ ngọc của vị phu nhân kia, hắn không đồng ý, nếu là cướp đồ của những người này, vậy kệ nó đi. Đám người này xấu xa như thế, không đùa bọn họ, bổn đại tiểu thư không xả được tức. Tiểu hồ ly đầy căm phẫn nói. Được rồi. Ngón tay hắn khẽ động, tạo mấy pháp thuật. Tiểu hồ ly đến trúc cơ trung kỳ, gần đây theo hắn học không ít pháp thuật, trúc cơ hậu kỳ bắt nó cũng không dễ như vậy. Để ngừa ngộ nhỡ, hắn vẫn thi triển mấy pháp thuật lên người tiểu hồ ly. Phạm công tử,
tôi đã đưa thành ý lớn nhất rồi, ý của cậu thế nào? Hoàng Thiếu Tuấn thấy vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, vội hỏi. Xuất hiện đi. Mạc Phàm bĩu môi nói. Tiểu Hồ Ly nghe thấy nhảy từ trong túi áo lên vai hắn, vẻ mặt giảo hoạt liếc đám người này, giống như đang nhìn con mồi của mình. Tiểu Hồ Ly vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nó, đánh giá cẩn thận. Đây là linh hồ trăm năm sao, nhỏ như vậy. Có người hoài nghi nói. Tiểu Hồ Ly lớn bằng lòng bàn tay, nhìn thế nào cũng không giống trăm năm. Có trăm năm hay không không phải nhìn lớn nhỏ, nhìn đuôi của nó mà xem, anh không thấy nó có hai đuôi à? Một người hơi lớn tuổi nói. Người này vừa mở miệng, không ít người nhìn đuôi Tiểu Hồ Ly, hai mắt lập tức sáng lên. Đúng là hai đuôi, thật sự là linh hồ trăm năm, vậy mà tiểu tử này có linh hồ trăm năm. Vẻ mặt Hoàng Thiếu Tuấn khẽ đổi, vui vẻ ngoài ý muốn. Không nhìn thấy linh hồ trăm năm, anh ta không chắc Mạc Phàm có không, không ngờ Tiêu Dật Trần không lừa gạt anh ta. Phạm công tử đồng ý giao dịch rồi sao? Hoàng Thiếu Tuấn hỏi. Đưa hết đế ngọc cho tôi, linh hồ này là của anh. Mạc Phàm nói. Tất cả đế ngọc. Không ít người sửng sốt, cười vui vẻ. Tiểu tử này đúng là không biết đủ, không sợ bụng bị nứt ra à, ở đây có không ít người muốn đế ngọc đâu. Đế ngọc ở trong tay Hoàng Thiếu, bọn họ không dám cướp đoạt, ở trong tay Mạc Phàm, bọn họ không sợ gì. Hoàng Thiếu Tuấn nhíu mày, trong mắt hiện lên dị sắc, nhưng biến mất rất nhanh, cười to. Không thành vấn đề, tất cả đế ngọc sẽ là của cậu. Anh ta khoát tay với thuộc hạ. Hạ nhân kia đóng hộp đá lại, đi về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không để ý đến lời Hoàng Thiếu Tuấn, hắn chỉ nói với Tiểu Hồ Ly. Đi đi. Tiểu Hồ Ly cười nghịch ngợm với Mạc Phàm, chạy dọc theo bàn ăn đến bên cạnh Hoàng Thiếu Tuấn, nhảy người lên rơi lên vai anh ta. Một đám người thấy linh hồ trăm năm tới tay Hoàng Thiếu Tuấn, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, không để ý đến Mạc Phàm nữa, cả đám đi về phía Hoàng Thiếu Tuấn. Chúc mừng Hoàng Thiếu, được một linh thú trăm năm. Có linh thú này, vị trí gia chủ của Hoàng Thiếu sẽ ổn định rồi, chúng tôi chúc mừng Hoàng Thiếu. Trong mắt đám người tràn đầy hâm mộ, giơ ly rượu lên. Đây là linh hồ trăm năm, trên hội giao dịch lần trước cũng xuất hiện yêu thú trăm năm, nhưng dùng linh dược 500 năm mới đổi được. 33 khối đế ngọc quý hiếm mấy, cũng chỉ đổi được linh dược 500 năm. Hoàng Thiếu Tuấn nhìn Tiểu Hồ Ly trên vai, khóe miệng hơi nhếch lên, đắc ý giơ ly rượu. Vừa rồi cảm ơn mọi người chúc mừng, tối nay mọi người cứ chơi thoải mái. Hội giao dịch nhỏ diễn ra hơn 2 tiếng mới kết thúc, giao dịch dược liệu, đồ cổ, ngọc khí, nhưng so với đế ngọc, linh hồ trăm năm thì kém rất nhiều. Hội giao dịch nhỏ tiến hành hơn nửa, Mạc Phàm dặn dò Tiểu Hồ Ly một phen, dẫn Mộc Phong Nhạc rời đi. Hai người vẫn chưa đi xa, Mộc Phong Nhạc không nhịn được hỏi. Mạc tiên sinh, rốt cuộc những video clip đó là... Chuyện tối nay quá kỳ lạ, anh ta suy nghĩ đã lâu mà không nghĩ ra. Mạc Phàm giống như đoán được Mộc Phong Nhạc sẽ hỏi, cười thần bí, chỉ mặt hồ cách đó không xa. Anh xem nơi đó có gì? Mạc Phàm nghi ngờ nhìn theo tay Mạc Phàm. Hồ nước và ánh trăng. Mạc Phàm cười tạo pháp ấn, đánh vào trong cơ thể Mộc Phong Nhạc. Anh nhìn lại xem có gì? Mộc Phong Nhạc nghi ngờ nhìn thoáng qua mặt hồ, mắt mở to. Trên mặt hồ, bạch quang từ mặt trăng chiếu xuống, hình thành một sân khấu hình tròn trên mặt hồ. Trên sân khấu, một mỹ nữ dáng người cao gầy, khí chất tao nhã mặc váy dài màu trắng, mái tóc dài màu đen như thác nước, giống tiên tử hạ phạm nhảy múa trên mặt hồ. Đây không phải Tiểu Hân sao, sao cô ấy lại ở đó? Mộc Phong Nhạc kích động nói, muốn đi về phía hồ. Đây là ảo giác, hình ảnh các anh nhìn thấy ở hội giao dịch đều là ảo giác. Mạc Phàm giữ chặt Mộc Phong Nhạc nói. Mộc Phong Nhạc rụi rụi mắt, lại nhìn mặt hồ, hồ nước vẫn là hồ nước, ánh trăng vẫn là ánh trăng, bạn gái cũ của anh ta đã biến mất khỏi hồ nước. Đợi quay về Giang Nam liền đi tìm bạn gái anh đi, những video clip này đều là ghép, cô ấy không có một chút quan hệ với Tiêu Dật Trần. Mạc Phàm buông Mộc Phong Nhạc ra, nói. Mạc tiên sinh. Cậu nói cái gì? Mắt Mộc Phong Nhạc mở to, khó có thể tin nói. Anh ta từng thấy video clip rồi, chắc chắn là thật, vậy mà Mạc Phàm nói là giả. Tiếp trước video clip của Tô Nhã Hân bị lộ, tạo ra mưa to gió lớn,
mỗi trang web đều có ảnh giường chiếu của Tô Nhã Hân. Không lâu sau một phú thiếu Mộc gia nhảy lầu mất mạng, chắc là Mộc Phong Nhạc. Trong lễ tang Mộc Phong Nhạc, Tô Nhã Hân uống thuốc độc tự sát. Chuyện này kinh động cục cảnh sát, trải qua điều tra, những video clip đều là giả. Tô Nhã Hân không vì tiền tài danh lợi, xảy ra quan hệ với người đàn ông khác. Người phụ nữ trong video clip rất giống Tô Nhã Hân, được PS rất kỹ lưỡng. Năm đó PS còn chưa lưu hành, gần như tất cả mọi người đều tin là thật. Tuy cuối cùng chân tướng đã rõ, nhưng hai người đã chết. Tất nhiên hắn không nói cho Mộc Phong Nhạc biết. Mạc tiên sinh, rốt cuộc cậu biết chuyện gì, tôi cầu xin cậu, cậu nói cho tôi biết đi. Mộc Phong Nhạc thấy Mạc Phàm không nói lời nào, kích động hỏi. Hiện giờ anh ta nằm mơ cũng đều nghĩ chuyện video clip là giả, nhưng mà... Video clip anh xem không khác gì ảo giác vừa rồi, anh tìm cao thủ máy tính thì biết, cho dù anh không tin tôi, cũng phải tin bạn gái anh chứ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mộc Phong Nhạc như bị sét đánh, ngây ngốc tại chỗ, biểu cảm kỳ lạ, không biết cao hứng hay đau lòng. Thực ra anh ta không tin Tô Nhã Hân vì thân phận thiếu phu nhân Tiêu gia, xảy ra quan hệ với Tiêu Dật Trần, có nhiều người theo đuổi Tô Nhã Hân còn lợi hại hơn Tiêu gia. Có những lời của Mạc Phàm, anh ta càng tin tưởng hơn. Mạc tiên sinh, bây giờ tôi có thể về Giang Nam không? Mộc Phong Nhạc kích động hỏi. Có thể, nhưng có người sẽ không cho anh đi. Mắt Mạc Phàm nheo lại, hàn quang lóe ra, liếc cửa cách đó không xa, lạnh lùng nói. Cái gì? Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, cảnh giác nhìn bốn phía. Gần đó, trong phạm vi tầm nhìn, hạ nhân hoàng gia gác đêm không có một ai, đèn bên hồ cũng đã tắt sạch. Vừa mờ tối lại yên tĩnh dọa người. Bầu không khí quỷ dị khiến Mộc Phong Nhạc hồi hộp. Cơ bản mỗi lần kết thúc hội giao dịch nhỏ, dù ít dù nhiều đều có chuyện chặn đường cướp bóc, đã thành thường lệ. Xem ra đối tượng bị chặn tối nay là bọn họ. Mạc Phàm nhìn chằm chằm cánh cửa kia, cười lạnh lùng. Không cần ẩn nấp nữa, ra hết cả đi. Giọng nói vừa vang lên, Tiêu Tử Dịch người đàn ông gầy khô đi theo Tiêu Dật Trần nhíu mày, mang theo bốn tráng hán đi ra. Phạm công tử rất nhạy bén đó, vậy mà có thể phát hiện chúng tôi, xem ra Phạm công tử không phải là người thường. Tiêu Tử Dịch hơi bất ngờ nói. Anh ta là tu đạo giả, đã đến trúc cơ sơ kỳ. Vừa rồi anh ta đã bố trí một trận pháp thu liếm hơi thở quanh bọn họ. Không ngờ vẫn bị Mạc Phàm phát hiện, chắc chắn không phải phàm nhân. Mạc Phàm không để ý đến Tiêu Tử Dịch, lại nhìn lướt qua tảng đá cách đó không xa. Những người khác phái tới, đừng nấp nữa, xuất hiện cả đi. Phía sau tảng đá vô cùng yên tĩnh. Không chịu ra cũng được, lát nữa bắt các người ra cũng không muộn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cũng không sốt ruột, cười nói. Hắn mới nói xong, 10 đại hán áo đen và 6 người mặc trang phục luyện võ đi từ sau tảng đá ra. Trên lưng đám đại hán áo đen có một cái hộp màu đen, không biết trong đó có thứ gì. Người đứng đầu lúc trước vẫn đi theo Tôn Thiếu. Còn mấy người mặc trang phục luyện võ, trước ngực có dấu hiệu hoàng gia, thân phận rất rõ ràng. Chỉ trong phút chốc phía trước phía sau có 21 người cản đường Mạc Phàm, trong mắt mỗi người đều lóe hào quang, bộ dạng khó đối phó. Mộc Phong Nhạc nuốt nước bọt theo phản xạ có điều kiện, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc trước anh ta tin Mạc Phàm sẽ không sao, bây giờ hơi lo lắng. Anh ta tiếp xúc Tiêu Dật Trần, Hoàng Thiếu Tuấn, Tôn Bân không ít lần, anh ta biết rõ thực lực của đám thuộc hạ bọn họ. Tuy đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng 21 người trúc cơ, cho dù là Tiên Thiên Tông sư cũng không dám lấy lực địch lại. Tiêu Tử Dịch, các anh muốn làm gì, chẳng lẽ các anh muốn bắt nạt Mộc gia chúng tôi? Mộc Phong Nhạc nhìn chằm chằm người kia nói. Mộc gia, khà khà. Mộc Phong Nhạc mới mở miệng, không ít người cười, nhất là đám người hoàng gia. Mộc Thiếu, nếu là hội giao dịch nhỏ năm trước, một câu của anh sẽ khiến chúng tôi lập tức đi ngay, nhưng năm nay anh làm hỏng chuyện của hoàng gia, trên cơ bản thành đồ bỏ đi của Mộc gia ngay cả vệ sĩ cũng không cho anh cảm thấy chúng tôi còn sợ anh sao? Tiêu Tử Dịch cười nói. Sắc mặt Mộc Phong Nhạc trầm xuống. Vẻ mặt rất khó coi, không nói nữa. Trước khi tới hoàng gia anh ta không có cảm giác gì, đến nơi này anh ta mới phát hiện, có khả năng anh ta bị Mộc gia từ bỏ rồi. Tiêu Tử Dịch liếc nhìn Mộc Phong Nhạc đầy khinh thường, sau đó rời mắt nhìn Mạc Phàm. Phạm công tử, chúng tôi có nhiều người như vậy,
cậu tự mình giao đế ngọc ra đây, hay là để chúng tôi tới lấy? Tiêu Tử Dịch nhìn chằm chằm hộp đá trong tay Mạc Phàm, cười mỉa nói. Mạc Phàm không phải là phàm nhân thì sao, không phải là phàm nhân cũng chỉ 16, 17 tuổi, ở trước mặt 21 người bọn họ, giết chết Mạc Phàm dễ như giết một con kiến. Tôi tự giao và các người tới lấy khác gì nhau? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên là có khác, tự cậu giao, nể mặt cậu đổi linh hồ cho Hoàng Thiếu, chúng tôi có thể để lại cho cậu một khối đế ngọc, nếu chúng tôi lấy, cậu sẽ không còn khối nào. Tiêu Tử Dịch cười mỉa nói. Tiểu tử, nhanh chọn đi, nếu không chúng tôi chọn giúp cậu. Thuộc hạ của Tôn Thiếu không kiên nhẫn nói. Theo tôi đừng để bọn họ chọn, chúng ta lấy hết tất cả, 33 khối đế ngọc, chia đều mỗi nhà là 11 khối, còn hai người kia, cứ giết chết là được. Trong 6 người hoàng gia, Hoàng Vô Phi người đứng đầu lạnh lùng nhìn hai người Mạc Phàm, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nếu tới chặn đường cướp bóc, còn lưu tình làm gì, đồ lấy đi, người cũng giết, sạch sẽ lưu loát. Cho dù sau này có người tính sổ, cũng chết không đối chứng. Ý kiến hay. Thuộc hạ của Tôn Thiếu không do dự gật đầu. Tôi cũng không có ý kiến. Tiêu Tử Dịch cũng gật đầu nói. Trong chớp mắt ba đám người đã có quyết định, trong mắt lóe sáng hung quang, giống như nhìn con mồi. Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc trắng bệch, trong mắt là tuyệt vọng và không cam lòng. Hội giao dịch nhỏ thường xuyên xảy ra chuyện chặn đường cướp bóc, giết người cũng không ít, lại để anh ta gặp phải. Anh ta mới biết được chân tướng video clip, còn chưa kịp làm lành với Tô Nhã Hân. Anh ta không muốn chết như vậy. Nhưng nhiều cao thủ trúc cơ muốn giết bọn họ như thế, anh ta và Mạc Phàm muốn sống đã khó như lên trời. Mạc tiên sinh, tôi, chúng ta phải làm sao đây? Mộc Phong Nhạc nhìn đám người này đến gần, toàn thân run rẩy hỏi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn đám người một cái. Bây giờ các người cút, các người còn có cơ hội. Đám Tiêu Tử Dịch cười khinh thường, bao vây hai người lại. Tránh để hai người chạy trốn. Tiểu tử, mày nghĩ mày là ai? Lâm Thiên Nam Giang Nam, Mạc Đại Sư Đông Hải sao? Cho dù là hai người bọn họ, đụng phải đám chúng tao cũng chỉ cút thật xa. Tao khuyên mày nên cam chịu số phận đi, nếu ngay từ đầu mày nể mặt Tiêu Thiếu chúng tao, lại không trả giá đưa linh hồ cho Hoàng Thiếu, sẽ không có chuyện như bây giờ, có trách thì trách mày không có thân phận, chiếm được thứ không xứng với thân phận mày. Mạc Phàm lắc đầu cười. Khi Tiêu Giật Trần chiếu video clip, hắn có thể dễ dàng giết sạch người trong hội giao dịch. Không những đạt được đế ngọc, còn lấy được tất cả những vật phẩm người ta mang đến làm giao dịch. Hắn không ra tay ở hội giao dịch nhỏ, không ngờ đám người này còn để mắt đến đế ngọc hắn đổi được, còn suy đoán rằng hắn không xứng có được linh hồ và tư cách từ chối người khác. Xem ra câu quyền thần vô địch luôn nói rất chính xác, gặp phải người xấu xa, năng ra tay cũng không tệ, hữu tất tất không. Không bằng giết mấy kẻ đê tiện cho hết giận. Nếu như vậy, tất cả các người đều ở lại cho cá ăn đi. Mạc Phàm cười mỉa nói. Tiểu tử, người cho cá ăn là mày đó. Một thuộc hạ của Tôn Thiếu lộ ra chút không kiên nhẫn, tàn nhẫn nói. Một tay anh ta vươn ra cái hộp sau lưng, một trường đao màu đen được anh ta rút ra, phát ra tiếng xoẹt cọ sát. Anh ta cúi người, dưới chân lập tức nứt ra, thân thể bay lên trời như đại bàng tung cánh. Hắc đao giơ lên cao phát ra tiếng ong ong, đao khí mang theo tiếng gió phần phật, dùng sức chém về phía tay cầm hộp của Mạc Phàm, thế tất muốn chém cánh tay Mạc Phàm xuống. Mặt Mạc Phàm không đổi, hàn quang trong mắt chớp lóe, sát khí lấy hắn làm trung tâm dập dờn tỏa ra bốn phía. Trong hồ nước bên cạnh, một số cá nổi lên mặt nước rào một tiếng, chìm sâu xuống nước. Cùng lúc đó, một tay Mạc Phàm duỗi về phía đệ tử Tôn gia này. Thử uy lực của tiên thiên ngọc cốt trên người đám người này trước xem. Thuộc hạ của Tôn Thiếu nhíu mày, sau đó cười khinh thường. Tay không đỡ dao sắc, đâu đơn giản như vậy, cái tay này của mày tao muốn rồi. Đệ tử Tôn gia chém mạnh xuống, hắc đao chém mạnh lên tay Mạc Phàm. Mạc Phàm cười khinh thường, trên tay hắn lóe lên bạch quang, vươn về trước. Keng, hắc đao dễ dàng bị hắn nắm trong tay, tay khẽ dùng lực. Rắc. Hắc đao bị bẻ gãy, chỉ còn lại chuôi đao trong tay thuộc hạ Tôn gia. Vẻ mặt thuộc hạ Tôn Thiếu sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn chuôi đao trên tay, tràn đầy vẻ khó tin. Đao bọn họ dùng đều không phải vũ khí bình thường, là hợp kim trăm năm của đúc đao thế gia tạo ra. Không chỉ chém phát đứt ngay,
chém sắt như chém bùn, còn vô cùng cứng rắn. Bọn họ dùng máy thủy áp kiểm tra rồi, lực ngàn cân căn bản không thể bẻ gãy đao của bọn họ, trái lại máy thủy áp bị chém nứt, như móng vuốt kim cương của sói. Đao như vậy lại bị Mạc Phàm dùng một tay bẻ gãy, anh ta lùi về phía sau theo bản năng. Chạy sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không đợi người này rời đi, hắn xông lên trước, trở tay nắm hắc đao chém xuống. Phập, thuộc hạ Tôn gia này bị chém thành hai khúc, ngã xuống đất, trong huyết dịch có lục phủ ngũ tạng đầy đất, vô cùng đẫm máu. Mọi người xung quanh sửng sốt. Dám giết người Tôn gia chúng tao, kết đao trận, đêm này mày phải chết. Vẻ mặt một thuộc hạ của Tôn thiếu thay đổi, quát. Cung bắn mũi tên không quay lại được, phải giết Mạc Phàm. Còn lại 9 tên thuộc hạ của Tôn gia, 3 người một tổ, tạo thành hình chữ phẩm pin, mỗi người cầm một hắc đao, bao vây Mạc Phàm lại. Mạc Phàm khẽ nhếch miệng, một chưởng đánh về phía 3 người trong đó. Keng, 3 thanh đao hiểu ngầm cùng chém về phía tay hắn, lực đạo như 3 đạo sóng biển, một đạo lại chồng lên một đạo, chặn tay Mạc Phàm. Cùng lúc đó, 6 thanh trường đao bên cạnh tạo thành hai chữ xuyên choan, đâm về phía Mạc Phàm. Một phòng ngự hai tấn công. Quả thật 9 người phối hợp vô cùng khăng khít. Đây là thập phương trận gia truyền của Tôn gia, chính là công phòng nhất thể trận pháp. Nếu không phải vừa rồi người kia quá lỗ mang, bị Mạc Phàm một chiêu đánh chết, 10 người bọn họ cùng hợp lực, cho dù là Tiên Thiên Tông sư rơi vào trong trận này cũng phải chết. Bọn họ từng dùng thập phương trận, hành hạ đến chết một Tiên Thiên Tông sư gây bất lợi cho Tôn gia bọn họ. Cho dù bây giờ bọn họ chỉ còn lại 9 người, cũng thừa sức đối phó tiểu tử này. Quả nhiên thập phương trận của Tôn gia kỳ diệu, chắc không cần chúng ta ra tay rồi. Tiêu tử Dịch Tiêu gia thấy Mạc Phàm bị ngăn cản, vẻ mặt hơi khôi phục, cười nói. Tôi cũng thấy vậy. Thủ lĩnh của Hoàng gia cũng gật đầu nói. Mộc Phong Nhạc nhíu mày, trái tim treo cao, lần này Mạc Phàm gặp nguy rồi. Keng, 6 thanh đao thuận lợi đâm vào người Mạc Phàm. 9 người Tôn gia lập tức vui vẻ. Trên đao này có rãnh máu, như dao găm, chỉ cần đâm vào sẽ chảy máu không ngừng, chỉ có thể đợi chết. Nhưng mà, một lát sau, ngoại trừ Mạc Phàm ra sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đạo bọn họ đâm về phía Mạc Phàm chỉ làm rách quần áo của hắn, không thể tiến vào thêm chút nào, bạch quang như thép chắn đao bọn họ ở bên ngoài. Sao có thể như vậy? Sắc mặt 9 người Tôn gia đầy hoảng sợ. Người Tiêu gia, Hoàng gia, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Đao người Tôn gia dùng bọn họ đều biết, sao có thể không đâm được người Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười hài lòng. Tiên Thiên Ngọc Cốt, há nói đâm vào là đâm được. Y Tiên Bất Tử hắn có thể bị một đao trận đơn giản giết sao? Đừng nói là công phòng hỗ bổ đao trận, cho dù là nhất phương động, thập phương phá chu sát trận cũng vô dụng. Hắn cười lạnh lùng, ngón tay sáng lên. Hộp đá đựng đế ngọc được hắn cho vào trong nhẫn. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, một quyền đánh 3 đao trước mặt. Phá cho tôi. Rõ ràng chỉ là một quyền lại như nhiều quyền chồng vào nhau, đánh vào hắc đao của 3 người kia. Bùm, một tiếng thật lớn, giống như trái bom nổ tung, kinh phong tàn sát bừa bãi thổi quét 4 phía, mặt hồ cách đó không xa nổi lên một tầng sóng. Rắc rắc, một chưởng của Mạc Phàm đánh 3 hắc đao ngăn cản hắn. Đao chỉ kiên trì được một lát liền gãy thành từng đoạn. Đao bị gãy, một quyền của Mạc Phàm đánh bay 3 người kia. Phốc, hắc đao sắc bén dễ dàng đâm vào 3 người kia, 3 người nhìn thoáng qua đoạn đao trên người, vết thương chảy máu liên tục. Phịch, 3 người ngã xuống đất, mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng. Một màn này làm sắc mặt đám Tiêu tử Dịch thay đổi. Hoàng tiên sinh, còn thất thần làm gì, mau ra tay đi, cậu ta luyện ngoại công. Phải dùng độc. Mấy người Hoàng gia lập tức phản ứng kịp, một đám người phi đạn, phi đao, phi tiêu về phía Mạc Phàm mang theo tiếng xé gió, bay về phía Mạc Phàm. Cho dù là ám khí gì, trên ám khí đó đều lóe sáng ánh sáng tím đen dưới ánh trăng, rõ ràng có bôi kịch độc. Chỉ cần chúng một chút, sẽ hóa thành máu loãng. 6 người Tôn gia còn lại, sắc mặt rất khó coi. Tiêu tử Dịch, Hoàng vô phi, hai người có ý gì? Nhưng ám khí này không chỉ ném về phía Mạc Phàm, còn không quan tâm sống chết của bọn họ, có một số ám khí bay về phía bọn họ. Vì một giọt máu linh hồ cho Tôn thiếu các anh, đành để các anh ấm ức rồi. Hoàng vô phi người đứng đầu Hoàng gia ở đây cười âm hiểm nói.
Mạc Phàm này lợi hại vượt qua tưởng tượng của bọn họ, nếu tránh người Tôn ra, khó mà giết được cậu ta. Nếu là như vậy, cũng chỉ có thể để thuộc hạ Tôn ra đi chết với Mạc Phàm. Các anh, vẻ mặt thuộc hạ Tôn ra ngẩn ra, mắt như muốn phun lửa. Bùm bùm, năm quả bom nhỏ nổ tung trên người Tôn ra, một đám khói tím vây quanh bọn họ. Vù vù, các ám khí bay tới. A, tiếng kêu khiến người ta nổi da gà truyền từ trong khói tím ra. Lần này tiểu tử đó chết chắc rồi. Người Hoàng gia và Tiêu gia cười nói. Lúc này giọng nói của Mạc Phàm truyền từ trong khói tím ra. Chỉ dựa vào những thứ độc này, còn kém xa lắm, Hoàng gia các người cũng đi chết đi. Giọng nói vừa vang lên, khói tím lập tức tản ra, chỉ thấy trong khói tím người Tôn gia đều hóa thành nước đen. Mạc Phàm đứng trước gió, tay phải vươn ra, ám khí bay về phía hắn đều trôi nổi cách người hắn nửa thước, liền không thể tiến thêm. Quay về. Một tay hắn vung lên, những ám khí này lập tức bay về phía người Hoàng gia, tốc độ nhanh như tia chớp, không để người Hoàng gia phản ứng kịp. Trong mắt đám người đều là vẻ khó tin. A, tiếng kêu như giết heo vang lên trong màn đêm yên tĩnh, mấy người Hoàng gia trúng độc ở nhà mình, hóa thành bãi nước đen, mùi máu tanh tưởi truyền trong gió đêm. Còn lại Tiêu Tử Dịch và đám người Tiêu gia anh ta mang tới, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này mới chưa tới một phút, 10 cao thủ dùng đao của Tôn gia, 6 cao thủ dùng độc của Hoàng gia đều chết dưới tay Mạc Phàm. Chuyện này, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Mộc Phong Nhạc thất thần, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn thần linh. Mạc tiên sinh cũng quá lợi hại rồi. Mặt Tiêu Tử Dịch không còn chút máu, anh ta tự xưng là nhãn lực vô song, vậy mà không nhìn ra Mạc Phàm lợi hại như vậy. 16 cao thủ trúc cơ đều không phải đối thủ của cậu ta. Tiểu tử, cậu là ai, ở Hoàng gia, ngay cả người Hoàng gia mà cậu cũng dám giết? Tiêu Tử Dịch hỏi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Tôi sao? Tôi là Mạc Đại Sư Đông Hải các anh vừa nói, lần này tôi tới là diệt Hoàng gia. Cái gì? Mắt Tiêu Tử Dịch mở to, trong mắt đều là khó mà tin được. Tiểu tử 16, 17 tuổi trước mặt là Mạc Đại Sư sao? Làm sao có thể? Sao Mạc Đại Sư lại trẻ như vậy? Cậu không phải Phạm Nhất Trần, Phạm Gia Giang Nam sao? Tôi họ Mạc, tên một chữ Phàm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm. Thần y Mạc Phàm ở Đông Hải, Phàm công tử. Vẻ mặt Tiêu Tử Dịch khiếp sợ, rất nhiều bí ẩn được giải quyết dễ dàng. Chẳng trách Mạc Phàm nói mặt mũi Tiêu thiếu bọn họ không đủ lớn. Chẳng trách Mạc Phàm có thể dễ dàng lấy ra được nhiều dược liệu quý hiếm và linh hồ trăm năm. Chẳng trách Tiêu thiếu bọn họ chiếu video clip sẽ biến thành video clip gay. Bởi vì cậu ta không chỉ là Mạc Đại Sư, còn là Mạc Phàm. Trong hai người. Bất luận là người nào người thường cũng không thể trêu chọc, càng không nói hai người là một. Mạc Đại Sư, đừng giết chúng tôi, cậu giết nhiều người như vậy, nhất định sẽ kinh động đến Hoàng gia, tôi có thể che giấu giúp cậu. Tiêu Tử Dịch kích động nói, mắt đảo liên tục. Nhất định phải nhanh chóng báo cáo tin này cho Tiêu Thiếu biết, chỉ có kinh động Hoàng gia, mới có khả năng đối phó Mạc Phàm. Các người đuổi hết người gác đêm Hoàng gia bên này đi, kinh động Hoàng gia thế nào? Còn nữa, tất cả người Hoàng gia đã chết, các người có lý do gì sống sót? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn tiến lên trước một bước, bước tới trước người đám Tiêu Tử Dịch. Trong mắt Tiêu Tử Dịch đều là sợ hãi, kéo hai người chắn trước người anh ta. Ngăn cậu ta lại cho tôi, ai có thể ngăn cản cậu ta, sẽ theo họ Tiêu như tôi. Anh ta vội vàng trốn ra sau, hai tay run rẩy lấy điện thoại ra, tìm số di động của Tiêu Giật Trần. Trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bốn người kia nhíu mày, gật đầu với nhau. Ở Tiêu gia, không họ Tiêu đều là lợn chó, họ Tiêu có lực hấp dẫn không nhỏ đối với bọn họ. Còn về Mạc Phàm, có phải đại sư hay không, phải đánh giá mới biết được. Tay bốn người khẽ kéo, quần áo trên người lập tức bị xé rách, lộ ra bắp thịt. Mạc đại đúng không, chúng tôi tới thử bản lĩnh của cậu xem. Quyền của bốn người như thần chùy, chân như chiến phủ. Đánh về phía Mạc Phàm, khí thế hung hăng. Vậy các người cũng đi chết đi. Vẻ mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Băng sơn. Linh khí điên cuồng rót vào quả đấm của hắn, tạo thành vòng xoáy, khí thế hủy diệt kinh khủng tùy ý mà ra, đánh về phía một đại hán trong đó. Răng rắc, tiếng xương gãy khiến da đầu người ta run lên vang lên.
dưới một quyền của Mạc Phàm, từ cánh tay đến bả vai, phần chân của đại hán không có bất luận đường sống phản kháng, cả người bị vặn thành bánh quai trèo, chết không thể chết lần nữa. Một quyền hạ một người, chân hắn dài như gậy, như gió thu cuốn hết lá vàng quét ba người còn lại. Bụp bụp bụp, ngực ba đại hán cường tráng còn lại bị đánh lõm xuống, gấp thành góc độ không khoa học, bay ra ngoài, rơi xuống nơi xa 10 thước. Tiêu Tử Dịch vừa tìm thấy số điện thoại, còn chưa kịp bấm. Liền cảm thấy cổ căng chặt, thân thể bị Mạc Phàm xách lên, treo giữa không trung. Hai tay anh ta nắm lấy cánh tay như thép của Mạc Phàm, nhìn thoáng qua bốn tráng hán, vẻ mặt thay đổi. Bốn người này là cao thủ ngoại công Tiêu gia bồi dưỡng, bốn người phối hợp còn lợi hại hơn thập phương trận của Tôn gia. Bốn người như vậy, vậy mà chưa tới 10 giây đã bị Mạc Phàm giết chết, tất cả nằm trên đất với hình dáng kỳ lạ. Mạc đại sư tha mạng, tha mạng. Trong mắt Tiêu Tử Dịch đều là kinh hãi bối rối, liên tục lắc đầu cầu xin tha thứ. Tha thứ cho anh có lý do để được tha thứ sao? Tay Mạc Phàm khẽ động. Những người này động sát tâm với hắn còn muốn sống. Răng rác, cổ Tiêu Tử Dịch nghiêng sang một bên, không cam lòng trong mắt nhanh chóng biến mất, di động rơi xuống. Cùng lúc đó, trên du thuyền tổ chức hội giao dịch nhỏ, trong một phòng VIP riêng biệt. Biểu cảm của Hoàng Thiếu Tuấn, Tiêu Giật Trần, Tôn Bân Ma ốm rất thích thú, lắc ly rượu trong tay. Hoàng Thiếu, hội giao dịch nhỏ lần này anh kiếm lời rồi, đừng quên chúng tôi đó. Tôn Bân cười hâm mộ nói. Được miễn phí linh thú trăm năm, là ai nằm mơ cũng cười tỉnh. Tôn Thiếu, tôi sẽ không quên, vì chiếm được linh hồ trăm năm này, mà đưa tất cả đế ngọc. Hoàng Thiếu Tuấn cười khó xử nói, trong mắt tràn đầy ý cười. Linh hồ trăm năm, đúng là không ngờ tới. Một lát nữa đế ngọc sẽ quay lại, phần đế ngọc của Tôn gia tôi sẽ đưa cho anh hết, anh cho tôi một lọ máu linh hồ là được. Tôn Bân híp mắt nhìn tiểu hồ ly chăm chú nói. Có máu linh hồ, anh ta có thể thúc ngựa lao nhanh. Chỉ cần lấy lại đế ngọc, đảm bảo một lọ máu linh hồ sẽ đưa đến tay anh. Hoàng Thiếu Tuấn cười hài lòng nói. Có cao thủ ba nhà chúng ta, đế ngọc còn có vấn đề gì, nhất là bốn cao thủ của Tiêu Thiếu, đều là cao thủ ngoại công trúc cơ kỳ, tiểu tử kia còn kiêu ngạo sẽ chết, có phải không, Tiêu Thiếu? Tôn Bân nói với Tiêu Giật Trần bên cạnh. Hoàng Thiếu yên tâm, nếu không lấy lại được đế ngọc, tôi sẽ đền cho anh. Tiêu Giật Trần tự tin nói. Vừa mới nói xong, di động của anh ta sáng lên, anh ta nhìn thoáng qua tên hiển thị, lông mày nhíu lại. Anh xem, tin tức tốt đến rồi. Hoàng Thiếu Tuấn nhếch miệng, lộ ra tươi cười đắc ý. Nào, chúng ta cạn một ly trước. Những người khác đều nâng chén lên. Keng, ly chân dài va vào nhau, Tiêu Giật Trần nghe máy, bật loa ngoài ra. Lấy được đế ngọc chưa? Tiêu Giật Trần cười hỏi. Chuyện này còn phải hỏi sao, điện thoại đã gọi về rồi. Tôn Bân cười khinh thường nói. Ba người đã nắm chắc, chờ đợi tin tức rồi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh như băng. Đế ngọc, các người đừng nghĩ, mạng của các người và linh hồ tôi đều phải mang đi, ra tay đi. Giọng nói này ngoại trừ Mạc Phàm ra, còn có thể là ai? Phạm Nhất Trần. Đám Hoàng Thiếu Tuấn sửng sốt, ly rượu để bên miệng liền dừng lại. Cướp đế ngọc về, Phạm Nhất Trần và Mộc Phong Nhạc bị ném vào trong hồ cho cá ăn mới đúng. Giọng của Phạm Nhất Trần, sao lại truyền từ trong điện thoại Tiêu Tử Dịch đến? Chẳng lẽ, còn chưa ra tay, Phạm Nhất Trần bảo người nào ra tay? Không để bọn họ suy nghĩ cẩn thận tình huống, một giọng nói thanh thúy mang theo sát khí vang lên trong phòng VIP. Mộc đầu, động tác của ngươi thật chậm, nếu ngươi không gọi điện, bổn đại tiểu thư sẽ bị bọn họ rút máu mất. Bây giờ ngươi có thể đi rồi. Mạc Phàm cười nói. Đám người Hoàng Thiếu Tuấn lại khiếp sợ, kích động nhìn xung quanh. Trong phòng VIP của bọn họ không có phụ nữ, lấy đâu ra giọng nữ. Đừng tìm nữa, là hồ tiên tỷ tỷ của các người. Tiểu hồ ly cười mỉa nói. Nó há miệng phun ra một cổ ngọc hình tiểu kiếm, đúng là lấy từ chỗ phu nhân nhà giàu kia, được Mạc Phàm luyện thành kiếm phủ giúp nó. Nó nghiêm túc niệm thần chú. Két một tiếng, chín đạo kiếm khí nhuệ khí bức người bay ra. Thập vạn bát thiên kiếm. Tiểu hồ ly thầm quát, kiếm khí không ngừng phân ra, rất nhanh liền chi chít, nhìn làm ra đầu người ta run lên. Mày, sao mày có thể nói chuyện? Đám người Hoàng Thiếu Tuấn nhìn tiểu hồ ly như nhìn thấy quỷ, sắc mặt vô cùng khó coi.
Linh thú có thể nói hoàng gia cũng có, nhưng tiểu hồ ly này cũng có thể nói chuyện. Linh thú tiên thiên. Trong chớp mắt, đám người Hoàng Thiếu Tuấn như bị sét đánh. Bổn đại tiểu thư có thể nói chuyện có gì mà ngạc nhiên, sau này bản tiểu thư còn biến thành mỹ nữ, nhưng các người sẽ mất mạng không thể nhìn thấy rồi. Tiên tử tha mạng. Hoàng Thiếu Tuấn trực tiếp quỳ xuống. Linh thú tiên thiên, không cầu xin tha thứ chỉ có đường chết. Hoàng gia các người đắc tội Mộc Đầu còn chưa tính, lại muốn nô dịch bản tiểu thư, muốn sống, nghĩ hay quá nhỉ, đi. Tiểu hồ ly vô cùng khí phách quơ móng vuốt. Kiếm khí lắc mình, bay về phía đám Hoàng Thiếu Tuấn. Trong mắt đám Hoàng Thiếu Tuấn là tuyệt vọng, bọn họ định cướp đoạt linh hồ của Mạc Phàm, ai biết cướp đoạt linh hồ còn cả người cả của không còn, đây là đùa giỡn bị phản ngược sao. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong phòng VIP nhanh chóng yên tĩnh lại. Tiểu hồ ly rời đi không lâu, trong căn phòng VIP này. Dầm một tiếng, cửa phòng hợp kim được đẩy ra, bên trên xuất hiện mấy dấu tay rất sâu. Hoàng Vân Long một người đàn ông trung niên có 4-5 phần tương tự Hoàng Thiếu Tuấn, nổi giận đùng đùng đi vào, phía sau có một đám lão giả tóc hoa râm. Xảy ra loại chuyện này trong hội giao dịch nhỏ Hoàng gia tổ chức, tất nhiên sẽ khiến cấp cao Hoàng gia coi trọng. Đám người này nhìn thi thể như bị vạn kiếm xuyên qua trên đất, sắc mặt lập tức trầm xuống, trên mặt mỗi người đều vô cùng khó coi. Đường đường là thiếu gia Hoàng gia, vậy mà bị người ta chém thành mảnh nhỏ ở Hoàng gia. Chuyện này không khác gì tát mạnh vào mặt Hoàng gia bọn họ trước mặt thiên hạ. Nhất là Hoàng Vân Long, ánh mắt ông ta ngơ ngẩn nhìn chằm chằm thi thể Hoàng Thiếu Tuấn một lát, hai mắt gần như phun ra lửa. Ai có thể nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra không? Âm thanh như tiếng sư tử giống, chấn đắc mấy hạ nhân Hoàng gia khiến bọn họ run rẩy, im lặng như ve mùa đông. Mãi mà không có ai dám nói. Hoàng Vân Long nhíu chặt mày, lạnh lùng liếc những hạ nhân sợ hãi. Không ai biết đúng không, được lắm, các người đợi cho cổ ăn đi. Sắc mặt những hạ nhân Hoàng gia trắng bệch, ở Hoàng gia không ai không biết cổ. Hoàng gia nói cho cổ ăn không phải ném vào cổ trùng, để cổ trùng cắn nuốt, mà hạ cổ lên người bọn họ, lấy khí huyết, tinh hồn trong cơ thể bọn họ nuôi cổ trùng. Phương thức trừng phạt này thống khổ vạn lần so với để dã thú cắn chết, quả thực sống không bằng chết, còn không được tự sát thì người nhà sẽ bị liên lụy. Câu này vừa vang lên, một thị nữ mặc sườn xám hoa xanh ngã xuống đất ngất đi. Hoàng Vân Long liếc mắt nhìn thị nữ này một cái, hừ lạnh một tiếng. Kéo cô ta xuống, chuẩn bị chôn cùng Thiếu Tuấn nhà tôi. Hai đại hán hoàng gia đi tới, kéo thị nữ này ra ngoài. Vẻ mặt đám lão giả tóc hoa râm không đổi, giống như đã luyện thành thói quen. Hạ nhân hoàng gia biến sắc, không ít người liếc mắt nhìn thị nữ này đầy thương hại, nhưng không ai dám nói gì. Bây giờ ai nói cho tôi biết có chuyện gì được không? Lúc này một thanh niên thanh tú mặc trang phục tiếp khách run rẩy đi ra. Ở hội giao dịch nhỏ, Hoàng Thiếu nhìn chúng một linh hồ trăm năm, hẳn là liên quan đến chuyện này. Linh hồ trăm năm. Hoàng Vân Long và mấy lão giả tóc hoa râm nghe thấy vậy, vẻ mặt đều thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nói tiếp. Hoàng Vân Long lạnh giọng quát. Hạ nhân Hoàng gia nói rõ chuyện ở hội giao dịch nhỏ cho Hoàng Vân Long nghe. Ở đây, cho dù là đám lão giả tóc hoa râm hay Hoàng Vân Long đều là người từng trải, rất nhanh hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Linh hồ trăm năm, tu vi trúc cơ sơ kỳ và hậu kỳ, nói cướp là cướp được sao? Hay cho một phạm công tử, dám dùng linh hồ giết con tao, tối nay không băm mày ra vạn đoạn, Hoàng Vân Long tao không họ Hoàng, tao sẽ lập tức đi giết mày. Hoàng Vân Long nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta tưởng rằng con ông ta đắc tội đại nhân vật nào đó, lúc này mới gặp tai họa bất ngờ. Không ngờ giết chết con ông ta là một tiểu tử vô danh tiểu tốt. Nếu là người bình thường, Hoàng gia ép mày bán linh thú, mày nhất định phải bán. Hoàng gia cướp đoạt đế ngọc của mày, mày phải cho. Hoàng gia giết mày, cũng là mày đáng chết, mày không thể động vào người Hoàng gia. Vậy mà tiểu tử này dám giết con ông ta, chết một vạn lần cũng không đủ. Vân Long, chớ nóng vội. Hoàng Kình Khôn một lão giả nuôi tròm dâu ngăn cản. Hoàng Vân Long nhíu chặt mày, lộ ra bất mãn. Chú hai, một tiểu tộc vô danh dám gây chuyện ở địa bàn Hoàng gia chúng ta, còn phải điều tra sao? Hoàng Kình Khôn không quan tâm Hoàng Vân Long, gọi hạ nhân tới. Đi điều tra xem tiểu tử kia ở đâu,
tiếp xúc với người nào, điều tra rõ ràng cho tôi. Hạ nhân kia vội vàng rời đi, không lâu sau liền quay trở về. Tiểu tử kia tên Phạm Nhất Trần, có quan hệ không tệ với ông chủ Lỗ, bây giờ nghỉ ngơi ở biệt thự của ông chủ Lỗ, tạm thời ông chủ Lỗ có việc gấp rời đi, tiếp xúc với cậu ta nhiều nhất là Mộc Phong Nhạc Mộc gia. Tiểu tử này cho rằng có ông chủ Lỗ ở đây, thì có thể giết người hoàng gia chúng ta sao, chú hai, còn đợi gì nữa, trực tiếp giết chết tiểu tử kia. Hoàng Vân Long tức giận nói. Hoàng Kình Khôn nhíu mày. Đợi hội giao dịch lớn ngày mai. Chú hai, chú có ý gì đây, chẳng lẽ chú sợ Lỗ lão hổ? Hoàng Vân Long cảm thấy khó hiểu, hỏi. Đã điều tra rõ thân phận của Phạm Nhất Trần rồi, giết tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, đoạt linh hồn của cậu ta, báo thù cho hoàng gia lại còn đẩy ba lần bốn lượt, chú sợ sao? Hoàng Kình Khôn lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Vân Long một cái, sắc bén lóe lên. Ha ha, bây giờ giết cậu ta thì được gì, nếu tiểu tử này dám giết người hoàng gia ở hoàng gia, trong hội giao dịch ngày mai, đoạt linh hồn của cậu ta trước mặt tất cả mọi người, giết cậu ta, không chỉ giết cậu ta, Mộc Phong Nhạc kia cũng phải chết, nếu Lỗ lão hổ có ở đó, sẽ giết trước mặt Lỗ lão hổ. Gần đây thiên hạ như quên uy nghiêm của hoàng gia, liên tục có người hoàng gia gặp chuyện không may. Hoàng gia bọn họ bị người ta vả mặt, phải trả lại gấp bội. Người hoàng gia bọn họ bị giết, báo thù phải để cả hoa hạ biết, để không ai dám động vào bọn họ nữa. Đây mới là hoàng gia. Nếu tiểu tử này muốn chết, thì bắt đầu ra tay từ cậu ta, Mạc Phàm Đông Hải, Lạc Gia Bắc Xuyên, sẽ từng bước tìm bọn họ tính sổ. Hoàng Vân Long sửng sốt, lúc này trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, giơ ngón tay cái với Hoàng Kình Khôn. Chú hai, vẫn là chú lợi hại. Ông ta vì báo thù, thiếu chút nữa quên mất tác phong của hoàng gia bọn họ, trực tiếp giết tiểu tử kia thì lợi cho cậu ta quá. Hoàng Kình Khôn tức giận liếc Hoàng Vân Long một cái, nếu Hoàng Vân Long thông minh một chút, bây giờ đã là tông chủ hoàng gia. Lập tức báo chuyện này cho Tôn gia và Tiêu gia. Trên du thuyền lại bận rộn, lúc này thôn trang chân núi mới yên tĩnh lại. Bất luận là hoàng gia trên núi, hay Mạc Phàm trong biệt thự, đều giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông truyền từ xa tới. Sương mù bao trùm trên núi, tản ra một khe hở, giống như bị người ta chém giữa, lộ ra con đường núi. Người tham gia hội giao dịch dưới sự dẫn dắt của hạ nhân hoàng gia, mang theo đồ chuẩn bị giao dịch, vừa kinh ngạc thưởng thức sương trắng bên đường, vừa đi lên núi, Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc cũng nằm trong số đó. Đường núi không dài, người tham gia hội giao dịch nhanh chóng đến nơi giao dịch, một khu rất rộng. Khu đất này rộng khoảng 10.000 mét vuông, giống như một ngọn núi bị san bằng đỉnh. Trên đất phủ đầy tảng đá màu trắng, bên trên có khắc hoa văn cá chim thú kỳ lạ. Cuối khu này là một cung điện màu trắng, bên trong tràn ngập sương trắng dày đặc. Sương trắng và nền khá cao, như một vùng sương mù, một cơn gió thổi qua, thổi từng sóng sương. Người tới tham gia hội giao dịch, phần lớn là người du lịch khắp nơi, nhìn thấy sương mù cũng không khỏi gật đầu lấy làm lạ. Trong một góc sân, Mộc Phong Nhạc nhìn càng ngày càng có nhiều người đi lên, càng hoang mang lo sợ. Mạc tiên sinh, cậu có cảm thấy rất kỳ lạ không? Mạc Phàm giết nhiều người như vậy, vậy mà hoàng gia không có một chút động tĩnh, hội giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Còn chưa bắt đầu đâu. Mạc Phàm đánh giá bốn phía, cười nhạt nói. Còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ hoàng gia muốn ra tay ở hội giao dịch? Mộc Phong Nhạc nuốt nước bọt. Ra tay ở đây, bọn họ có chạy đằng trời. Anh ta nhìn thoáng qua đường nhỏ lên núi, bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi. Một cơn gió thổi tới, mây mù trong đường nhỏ đột nhiên tản đi, trong chớp mắt đường xuống núi biến mất. Mạc tiên sinh, đây là... Còn chưa bắt đầu hội giao dịch, khóa đường là sao đây? Phong Sơn, sắp bắt đầu rồi. Mạc Phàm cười nói. Hắn mới nói xong, một người đàn ông đeo đại đao cổ Đồng Văn Long đi về phía hắn. Đại hán này khoảng hơn 30 tuổi, làn da đen xì, mặt như đao chém gọt, trên đầu buộc dây màu đen, ngũ quan hơi bình thường, nhưng hai mắt sáng ngời có thần sắc bén, bá đạo, cuồng vọng như đao quang. Phạm Nhất Trần. Người đàn ông đi đến bên cạnh Mạc Phàm, tích chữ như vàng hỏi. Anh là ai? Mạc Phàm nhìn lướt qua người đàn ông này, nhướng mày lên hỏi. Người đàn ông này có tu vi trúc cơ hậu kỳ, toàn thân như đao. Xem ra trình độ đao pháp không tầm thường.
đây là võ giả đầu tiên khiến hắn có ý nghĩ này. Tôi, ha ha. Người đàn ông không trả lời, chỉ cười. Nụ cười của anh ta khiến không ít người đang quan sát biển mây biến sắc. Đây, đây không phải Tôn Vô Địch người điên của Tôn gia sao, sao anh ta lại ở đây, không phải Tôn gia phái Tôn Bân tới tham gia à? Có người mờ mịt hỏi. Chuyện này mà anh cũng không biết, tối qua trên hội giao dịch nhỏ xuất hiện linh hồ trăm năm, được Hoàng Thiếu Tuấn dùng đế ngọc đổi, không lâu sau Hoàng Thiếu Tuấn, Tiêu Dật Trần, Tôn Bân cùng với đám thuộc hạ của bọn họ bị giết chết, chắc Tôn Vô Địch đi suốt đêm tới đây. Một người đàn ông có vẻ nhanh nhẹn biết chút tin tức nói. Đã chết nhiều người như vậy, tiếng gió không truyền ra ngoài cũng rất khó. Là tiểu tử này giết sao? Một người ở bên cạnh xen miệng vào, hỏi. Cậu ta đâu có thực lực này, lợi hại là con linh hồ kia có tu vi ít nhất là trúc cơ trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Người đàn ông liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh thường, cười nói. Cho dù linh hồ là trúc cơ hậu kỳ, tiểu tử này cũng xong rồi. Ai nói không phải chứ? Không ít người liếc mắt nhìn Tôn Vô Địch một cái, nói rất chắc chắn. Trên đài cách chỗ Mạc Phàm khá xa. Đám Hoa Thiên Tinh lúc trước đi theo Tiêu Dật Trần nhìn thấy Tôn Vô Địch đứng đối diện Mạc Phàm, đều lộ ra vẻ bất ngờ. Bọn họ đều biết Tiêu Dật Trần đã chết, nhưng không ngờ Mạc Phàm không chạy trốn, còn dám tới tham gia hội giao dịch. Lá gan của tiểu tử này còn rất lớn, hội giao dịch lần này càng thú vị hơn rồi. Hoa Thiên Tinh khoanh tay trước ngực, vui sướng khi người khác gặp họa nói. Ở bên cạnh, sắc mặt Chu Hoa trắng bệch, trừng Mạc Phàm đầy hung dữ. Tối hôm qua vì Mạc Phàm anh ta liếm nhiều chén đĩa như thế, còn bị nhét một bụng đồ thừa, quay về liền ói cả đêm, anh ta ước gì bây giờ có thể ngũ mã phân thây Mạc Phàm ném vào trong biển sương mù. Tiểu tử này nhất định phải chết. A, à, Mộc Phong Nhạc nhìn thấy Tôn Vô Địch, hít vào một hơi khí lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phạm công tử, anh ta tên là Tôn Vô Địch, cao thủ số một của Tôn gia Hoa Nam, ngoại hiệu là kẻ điên, đao pháp vô cùng lợi hại, chắc là anh ta tới báo thù cho Tôn Bân. Ai ở Tôn gia tới cũng không sao, ngoại trừ tên Tôn Vô Địch này. Tôn Vô Địch này có bộ đao pháp điên, nghe nói lúc điên còn giết cả người mình. Vì để Tôn Vô Địch tu luyện đao pháp này, Tôn gia đưa Tôn Vô Địch đến những nơi nguy hiểm trên thế giới khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật để rèn luyện. Thần nông giá ở Hoa Hạ, cổng địa ngục ở Nga, thung lũng chết ở Hoa Kỳ, tam giác quỷ Bermuda nằm ở phái Tây Đại Tây Dương, rừng rậm Amazon ở Nam Mỹ. Gần như tất cả mọi người cho rằng Tôn Vô Địch không có khả năng sống quay về, nhưng Tôn Vô Địch một mình một đao trở về. Chuyện đầu tiên anh ta làm khi quay về là diệt 18 gia tộc có mâu thuẫn với Tôn gia, chó gà không tha, hung danh mãnh liệt. Một người hung ác như vậy, không ai không sợ. Tôn Vô Địch. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Chỉ là một chút cơ hậu kỳ, đao thuật giỏi một chút, cũng dám xưng vô địch. Chuyện này làm quyền thần vô địch phải xưng thế nào đây? Anh tìm tôi có chuyện gì? Mạc Phàm cười hỏi. Không tìm cậu, tôi tìm linh hồ cậu trộm từ Tôn gia chúng tôi. Tôn Vô Địch lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú, lắc đầu nói, linh hồ là của Tôn gia. Rất nhiều người khiếp sợ. Lúc này có không ít người cười. Xem ra Tôn gia không chỉ muốn báo thù, còn đoạt linh hồ, Tôn Vô Địch nói linh hồ là của Tôn gia chỉ viện cớ mà thôi. Đương nhiên cũng có không ít người không thể nhìn thấu. Chẳng trách tiểu tử này còn nhỏ tuổi đã có linh hồ, hóa ra là trộm từ Tôn gia. Mạc Phàm cười lạnh lùng, hỏi. Vậy sao, anh có chứng cứ gì không? Là của Tôn gia chúng tôi thì là Tôn gia chúng tôi, cần chứng cứ gì, muốn chứng cứ, đao là chứng cứ, cậu muốn xem hay không? Tôn Vô Địch nhíu mày, vô cùng khí phách nói. Lúc anh ta nói chuyện khẽ nâng mí mắt, nhuệ khí bức người tỏa ra xung quanh, làm cho hô hấp của người ta bị kiềm hãm, giống như có một cây đao để ở cổ. Không ít người chảy mồ hôi lạnh. Quả nhiên Tôn Vô Địch là vô địch. Có người lau mồ hôi trên trán nói. Không có chứng cứ mà nói, dựa vào một mình anh không lấy được linh hồ đâu. Mạc Phàm vân đạm phong khinh nói. Mạc Phàm vừa nói như vậy. Không ít người sửng sốt, ánh mắt kỳ lạ đánh giá Mạc Phàm lần nữa, lập tức nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Tiểu tử này là ai, vậy mà dám nói chuyện với Tôn Vô Địch như vậy? Tôi thấy không phải Tôn Vô Địch điên rồi, là tiểu tử này điên rồi. Tôn Vô Địch trở về từ những nơi nguy hiểm, có lẽ không đủ chứng minh thực lực của anh ta.
Nhưng 18 gia tộc bị Tôn Vô Địch chém giết, mỗi gia tộc đều mời cao thủ, trúc cơ kỳ có 36 người, bên trong có không ít trúc cơ hậu kỳ tồn tại, thậm chí còn có mấy người danh chấn hoa hạ. Nhưng những cao thủ này bị Tôn Vô Địch giết dễ như thái rau, gần như một đao một người. Tiểu tử này chỉ là người bình thường tay trói gà không chặt, vậy mà nói một mình Tôn Vô Địch không lấy được linh hồ. Cho dù linh hồ lợi hại đến mấy cũng chỉ đến trúc cơ hậu kỳ, có thể là đối thủ của nhân loại mạnh sao? Lúc trước còn có người thấy thương hại Mạc Phàm, bây giờ không còn gì nữa. Thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, yếu ớt không phải là cái tội, nhưng nếu biết rõ mình yếu, lại càng muốn đoạt thức ăn trước miệng hổ, đó chính là tự tìm đường chết. Giống như những người biết rõ bên ngoài xe có lão hổ, nhưng càng muốn mở cửa xe ra ngoài, không đáng đồng tình. Hiện giờ Mạc Phàm là người mở cửa xe hấp dẫn lão hổ. Mắt Tôn Vô Địch nheo lại, trong con ngươi như có hai ánh đao nuốt nhả, lời nói của anh ta ít hơn chút. Tiểu tử, không chỉ linh hồ tôi muốn lấy, cậu trộm linh hồ Tôn ra chúng tôi, cậu cũng nên chết, để trừng phạt linh hồ sẽ ăn cậu. Dám động vào người Tôn ra bọn họ, giết Mạc Phàm quá hời cho cậu ta, nhất định phải để linh hồ ăn mới được. Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt phát lạnh. Anh có thể thử xem, nhưng chỉ cần anh vừa ra tay, anh sẽ là Tôn vô mệnh. Mạc Phàm vừa nói xong, một giọng nói giả nua truyền đến. Tôn tiên sinh không đủ, nếu thêm lão đạo nữa thì sao? Mọi người nhìn về phía nơi phát ra tiếng, trên đường núi đã bị sương trắng che lại, một đạo sĩ tóc hoa râm, thân hình gầy khô, không cao lắm mặc đạo bào màu đen, trên lưng đeo cái kiếm đồng tiền, thản nhiên đi từ trong sương mù ra, như xuyên qua cửa kính thủy tinh, đi lên sân phẳng. Bỗng nhiên không ít người sửng sốt, đây không phải là... Đây không phải là Trương Vấn Thiên Thiên Cơ chân nhân sao? Vậy mà Trương chân nhân cũng đến đây. Hoa Thiên Tinh kích động nói. Chân nhân bình thường là tu đạo giả được xưng cảnh giới pháp thuật thông thần, tu vi nhập pháp. Nhưng Trương Vấn Thiên là người duy nhất không đến cảnh giới nhập pháp, nhưng được thừa nhận là chân nhân. Nguyên nhân chỉ có một, Trương Vấn Thiên không phải chân nhân, nhưng thực lực mạnh hơn Thiên Thiên chân nhân. Từ chuyện Trương Vấn Thiên thoải mái đi trong hộ sơn vân vụ của Hoàng gia, đủ để chứng minh thực lực của Trương Vấn Thiên. Bọn họ muốn bái Trương Vấn Thiên làm vi sư, nhưng không ít chân nhân còn bái Trương Vấn Thiên là đại sư, ai cũng có thể bái sư được sao? Trương chân nhân đã đến đây rồi, tiểu tử này sẽ phải quỳ thôi, khà khà. Chu Hoa lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú, cười đắc ý nói. Vậy mà dám ép anh ta liếm chén đĩa, ăn đồ thừa. Xem lần này tiểu tử kia có dám cản rỡ hay không? Trương Vấn Thiên vừa tới, trên đài náo động. Sao Trương Vấn Thiên lại tới đây, hình như chuyện này không liên quan đến ông ta mà. Ai nói, trước khi Trương Vấn Thiên chưa nhập đạo, là Thanh Mai Trúc Mã với lão mẹ Tiêu Dật Trần. Sau khi lão mẹ Tiêu Dật Trần kết hôn, quan hệ của hai người vẫn không rõ ràng, Tiêu Dật Trần họ Tiêu hay họ Trương còn chưa biết được. Không chỉ như vậy, Trương Vấn Thiên còn chỉ đích danh muốn nhận Tiêu Dật Trần làm đồ đệ. Tiêu Dật Trần đã chết, sao ông ta có thể không đến? Có người nói, chẳng trách, lần này tiểu tử kia. Một Tôn vô địch đã đủ phiền phức rồi, lại thêm một chân nhân tới nữa, một võ một pháp phối hợp với nhau, thiên hạ này có ai không giết được? Trương Vấn Thiên nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Xẹt xẹt, trong hư không như có dòng điện chạy qua. Một số người đứng giữa Mạc Phàm và Trương Vấn Thiên chỉ cảm thấy thân thể tê dần. Vội vàng lùi sang một bên theo bản năng, sắc mặt thay đổi. Sinh điện ở hư không? Nghe nói pháp lực mạnh đến cảnh giới tiên thiên, nhất ngôn nhất niệm là phong hỏa lôi điện. Trương Vấn Thiên chỉ liếc mắt một cái, liền tạo ra tia chớp. Pháp lực này, quả thật không thẹn với danh hiệu thiên cơ chân nhân. Chưa tới 2 giây, có một đường thông đạo từ chỗ Trương Vấn Thiên đến chỗ Mạc Phàm. Người xung quanh Mạc Phàm, ngoại trừ Mạc Phàm ra toàn bộ đều trốn xa. Cậu sử dụng linh hồ giết chết Dật Trần con nuôi tôi, còn đoạt huyết linh chi, băng liên trăm năm và hơn 10 loại dược liệu trăm năm khác của thằng bé đúng không? Trương Vấn Thiên chất vấn. Nghe lời Trương Vấn Thiên nói, không ít người lắc đầu. Đoạt linh hồ Tôn gia, giết thiếu gia Tôn gia, Tiêu gia, còn trộm dược liệu trăm năm của Tiêu gia nữa. Hôm nay tiểu tử này chắp cánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Mạc Phàm chỉ cười. Huyết linh chi trăm năm của hắn lập tức thành của Tiêu gia, đúng là buồn cười. Nếu ông muốn đi gặp Tiêu Dật Trần, không cần tìm nhiều lý do như vậy, tôi sẽ đưa ông đi gặp anh ta nhanh thôi.
Tiểu tử, khẩu khí thật lớn, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Trương Vấn Thiên lạnh giọng hỏi, trong mắt như có lôi điện lóe sáng. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, cho dù là Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo gia chính thống Hoa Hạ, thấy ông ta cũng phải vô cùng khách sáo. Ha ha, Mạc Phàm cười mà không nói. Người tự tìm đường chết, không cần phải biết tên. Trương Vấn Thiên nhíu mày, mây mù màu trắng sau lưng ông ta lập tức bắt đầu khởi động, hình thành hư ảnh lửa giận hừng hực, như lôi thần nổi giận. Tiểu tử, cậu cho rằng cậu có yêu hồ trăm năm, là có thể hung hãn, tôi sẽ cho cậu nếm thử giá phải trả của việc giết con trai nuôi tôi. Mạc Phàm lắc đầu cười không nói gì, hình như đám người này cảm thấy người là tiểu hồ ly giết. Giá phải trả, ông muốn giá phải trả gì? Tôi sẽ luyện thi thể cậu thành cương thi, rút hồn phách cậu ra, luyện thành ác quỷ, cho cậu muốn sống không được, muốn chết không xong, bị tôi dùng cả đời. Trương Vấn Thiên hung dữ nói. Ông ta vừa dứt lời, hư ảnh lôi thần nổi giận sau lưng ông ta lập tức biến thành một lệ quỷ, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Nhất ngôn nhất niệm đều có pháp tướng đi theo. Mạc Phàm nhíu mày. Đồ đệ của ông giết tôi luyện thi dưỡng quỷ, những người bị đồ đệ ông giết, bọn họ nên làm gì bây giờ? Nếu Tiêu Dật Trần phái thuộc hạ chặn hắn, chắc chắn không phải lần đầu tiên, tất nhiên có không ít người chết. Bọn họ sao? Trương Vấn Thiên cười lạnh lùng. Thiên đạo vốn vô tình, thiên lý vốn ưu thắng liệt thái. Chỉ là phàm nhân sao có thể đánh đồng với con ông ta, cho dù Tiêu Dật Trần giết 1.000 1.000 người, ai cũng không thể động vào thằng bé, người nào động người đó chết. Nếu bọn họ có bản lĩnh báo thù cứ việc tới, tôi không ngại có thêm một số vong hồn dưới kiếm pháp của tôi. Mạc Phàm nheo mắt, hàn quang nở rộ. Ở trong mắt Trương Vấn Thiên, người bình thường như cỏ đuôi chó. Ở trong mắt hắn sao Trương Vấn Thiên lại không phải là cỏ đuôi chó. Trương Vấn Thiên đến báo thù, vậy thì ở lại đây luôn đi. Vậy chúc mừng ông sắp trúng thưởng rồi. Trương Vấn Thiên nhíu mày, điện quang lóe lên trong mắt, ông ta còn chưa ra tay. Tiểu tử, cậu đoạt đế ngọc của hoàng gia tôi, còn giết thiếu tuấn cháu nội tôi, cậu đã tự tin như vậy, vậy cộng thêm hoàng gia tôi nữa, thế nào? Một giọng nói như kinh lôi cuồn cuộn mà đến. Truyền từ trong cung Bạch Thạch ra. Mây mù tứ phía chấn động, lùi về phía sau. Không ít người nhìn về phía cung Bạch Thạch ở xa, mắt cả đám mở to. Trên không cung Bạch Thạch, một lão già mặc huyền y tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hào như trẻ con, chậm dẫm lên mây xanh, đi về phía này. Rõ ràng mỗi bước không dài lắm, nhưng chỉ vài chục bước đã đi xa trăm mét, đến trên không sân này. Ông ta vung tay lên, mây xanh dưới chân tản đi. Khẽ rơi xuống nơi cách Mạc Phàm không xa, vây quanh Mạc Phàm cùng với Tôn Vô Địch và Trương Vấn Thiên. Lão giả này không phải ai khác, đúng là Hoàng Kình Thương Tông chủ Hoàng gia. Hành động tùy ý của ông ta khiến cho mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một bước lên mây. Bọn họ chỉ nhìn thấy pháp thuật của tiên nhân này ở trên TV hay trong tiểu thuyết tiên hiệp, nếu không dùng pháp khí, cho dù là chân nhân cũng không làm được, vậy mà Tông chủ Hoàng gia cho bọn họ thấy tận mắt. Tông chủ Hoàng gia đã lâu không hỏi thế sự lợi hại biết bao nhiêu. Đến hội giao dịch Hoàng gia một chuyến đúng là không vô ích. Có người thán phục nói. Ngay cả Trương Vấn Thiên Thiên Cơ chân nhân cũng nhíu mày, lộ ra chút kính nể. Pháp lực của Hoàng Tông chủ thật mạnh. Trương chân nhân quá khen. Hoàng Kình Thương cười nhạt, hơi gật đầu với Trương Vấn Thiên. Hoàng Kình Thương vừa xuất hiện, một đám người mặc trang phục có dấu hiệu Hoàng gia, già hay trẻ. Đi từ trong cung Bạch Thạch đến trong sân, vẻ mặt đám người vô cùng hung dữ, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú. Tam phương tề tụ, tâm niệm của Tôn Vô Địch, Trương Vấn Thiên khẽ động, áo bào không gió mà bay, khí thế toàn thân tăng vọt, không hẹn mà cùng đè về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, lúc trước cậu ngông cuồng như vậy, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Hoàng Kình Thương nheo mắt, hàn quang lóe lên, cũng phóng ra uy áp bàng bạc. Trong lúc này khắp sân yên tĩnh. Giống như điềm báo trước sấm chớp mưa bão. Lực lượng vô hình như Thái Sơn đè về phía Mạc Phàm. Phịch, Mộc Phong Nhạc không chịu nổi áp lực này ngã xuống đất, trong chớp mắt quần áo ướt đẫm, như ngã vào trong nước. Ngay cả tiểu hồ ly trốn trong túi Mạc Phàm cũng sợ hãi. Mộc đầu, có phải chúng ta gặp rắc rối rồi không? Khí thế của ba người này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức nó muốn nhận sai, sớm biết thế đã không giết mấy người kia. Gặp rắc rối là bọn họ. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường,
lạnh nhạt truyền âm cho tiểu hồ ly, ánh mắt nhìn lướt qua Tam Phương. Tiểu hồ ly anh muốn ở ngay trong túi tôi. Mạc Phàm nói với Tôn Vô Địch. Tôn Vô Địch nhíu mày. Huyết Linh Chi trăm năm, Bạch Liên trăm năm ông muốn ở đây. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Trương Vấn Thiên nói. Ngón tay hắn sáng lên, mấy khối huyết linh chi trăm năm, Bạch Liên trăm năm, nhân sâm trăm năm và một số linh dược xuất hiện, đám linh dược này trôi nổi trong không trung, trôi nổi quanh người Mạc Phàm, giống như có ma thuật biến đổi. Mọi người đều khiếp sợ, tiểu tử này lấy đâu ra nhiều dược liệu như vậy, vì sao dược liệu lại bay lên như vậy? Đây là nhẫn chữ vật trong truyền thuyết sao? Ngay cả mắt đám người Hoàng Kình Thương cũng sáng lên, lộ ra tham lam. Hoàng gia truyền thừa ngàn năm, cũng chỉ có linh thú ngàn năm, không có một cái nhẫn chữ vật nào. Hai người Tôn Vô Địch và Trương Vấn Thiên thì không có linh thú và nhẫn chữ vật. Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã có những thứ này, đúng là quá lãng phí. Mạc Phàm không quan tâm những ánh mắt mọi người, ngón tay lại sáng lên, hộp đá màu đen chứa đế ngọc lại xuất hiện ở chỗ hắn, trôi nổi trước người hắn. Đế ngọc của hoàng gia các ông cũng ở đây, đồ các người muốn đều nằm trong tay tôi, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Mạc Phàm nói. Nói xong tay hắn giơ lên không trung, đến chỗ nào bảo vật chỗ đó biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Ba người vốn nhíu mày, sau đó đều lộ ra vui mừng khác nhau. Đã chết người có quan hệ với bọn họ, không ngờ lại dẫn tới một người nhiều bảo bối như vậy, bắt lấy tiểu tử này, không biết có bao nhiêu kinh ngạc vui mừng trong đó, đám Hoàng Thiếu Tuấn chết cũng đáng. Tiểu tử, cậu nói nhiều thật, lấy đồ trong túi và trong tay cậu có khác gì nhau? Tôn Vô Địch lạnh lùng nói, đao cũng không kéo ra, bước lên trước một bước, giơ tay thành móng vuốt, như móng vuốt chim ưng giáng xuống, vồ về phía túi Mạc Phàm. Trương Vấn Thiên và Hoàng Kình Thương cũng không chịu chậm hơn, hai người tạo pháp ấn, pháp thuật tương tự nhanh chóng hình thành, roi một xanh một đen bay về phía Mạc Phàm, mục tiêu là nhẫn trên tay hắn. Ba cường giả trúc cơ hậu kỳ cùng ra tay, nhưng không dốc hết toàn lực, một đứa nhóc căn bản không đáng để bọn họ ra tay. Mạc Phàm lắc đầu cười, thực sự coi hắn là quả hồng mềm sao. Sư tử bắt thỏ còn phải dốc toàn lực, huống chi người ba người đối phó không phải là con thỏ, mà là một tu tiên giả sống hơn 500 năm. Cũng được, để cho bọn họ xem uy lực của tiên thiên ngọc cốt. Bạch quang trên tay hắn chớp lóe, như tia chớp nghênh đón Tôn Vô Địch. Còn hai đạo pháp thuật phía sau, hắn căn bản không thèm nhìn. Mạc Phàm vừa ra tay, không ít người nhíu mày. Tiểu tử này muốn chết sao, không thả linh hồn ra, tự mình chống chọi Tôn Vô Địch, còn không quan tâm pháp thuật của hai tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Ba người cùng cười lạnh lùng, tuy bọn họ không dốc hết sức, nhưng một chiêu của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ sơ kỳ cũng không đỡ được, một tên tiểu tử có thể đỡ được sao? Khóe miệng Tôn Vô Địch hơi nhếch lên, không bắt tiểu hồ ly nữa mà vồ về phía tay Mạc Phàm, trong mắt hiện lên sắc bén. Phế cánh tay của cậu trước đã. À. Phải không? Mạc Phàm cười nói. Dầm, tay hai người chạm vào nhau, tiếng nổ to vang lên, sóng khí lập tức nổ tung. Lúc trước trên mặt Tôn Vô Địch vẫn còn rất tự tin, trong chớp mắt hiện lên vẻ kỳ lạ, anh ta chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng khổng lồ truyền từ nắm tay Mạc Phàm đến, giống như bom mới chui từ trong ống pháo ra. Anh ta gần như không do dự bay ngược về phía sau, lùi 10 bước mới dừng lại. Cùng lúc đó, roi của Hoàng Kình Thương và Trương Vấn Thiên đến bên cạnh Mạc Phàm. Hai cái roi giống như rắn quấn vào người Mạc Phàm. Trong chớp mắt Mạc Phàm bị roi quấn chặt lấy như xác ướp. Hoàng Kình Thương và Trương Vấn Thiên nhìn nhau, cười đắc ý. Lúc này, cút, Mạc Phàm thét lên giận dữ, thân thể chấn động, người tỏa ra ánh sáng trắng, roi màu xanh và màu đen như bị hào quang nhấn chìm, biến mất hoàn toàn. Sắc mặt hai người thay đổi. Nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ kinh ngạc. Pháp thuật của bọn họ tên là Phược Yêu Tác, đừng nói Mạc Phàm chỉ là đứa bé, ngay cả con trâu trọi trưởng thành bị quấn cũng khó mà tránh thoát. Phược Yêu Tác này lại bị Mạc Phàm đánh tan dễ dàng như vậy. Không chỉ ba người bọn họ vô cùng kinh ngạc, mọi người ở xung quanh cũng sửng sốt. Không phải tiểu tử này không có tu vi gì, không phải giết ba thiếu gia kia là linh hồn sao, sao cậu ta có thể bước lùi Tôn Vô Địch? Phá được pháp thuật của Hoàng Kình Thương và Trương Vấn Thiên. Chẳng lẽ tiểu tử này là tu sĩ, còn có tu vi không kém? Ba người đánh giá Mạc Phàm một lát, lông mày giãn ra. Hoành Luyện đại sư, tiểu tử, không ngờ cậu giấu kỹ như vậy.
Trương Vấn Thiên kinh ngạc nói. Một trưởng của Mạc Phàm đánh lùi Tôn Vô Địch, còn không thèm quan tâm pháp thuật trói chặt của bọn họ, hơn phân nửa là Hoành Luyện Đại Sư. Còn trẻ tuổi đã là Hoành Luyện Đại Sư, đúng là nằm ngoài dự đoán. Là các người không nhìn thấu mà thôi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nhìn thấu hay không không quan trọng, cho dù cậu có tu vi thì sao chứ, cậu nghĩ rằng hôm nay cậu có thể sống ra ngoài sao? Tôn Vô Địch tự tin nói, điên cuồng lóe lên trong mắt anh ta. Đại đao cổ đồng Văn Long được anh ta rút ra, nắm trong tay. Quả thật vừa rồi là bọn họ sơ sót, xem thường Mạc Phàm. Nhưng đó là cơ hội duy nhất của Mạc Phàm, cậu ta không nắm chắc, vậy chỉ có thể chết. Anh ta nổi giận thét lên một tiếng, nội kình điên cuồng rót vào trong. Anh ta bước dài đến chỗ Mạc Phàm, đại đao giơ lên cao, ánh đao trên thân đao tăng vọt, khoảng chừng hơn ba thước, hai luồng cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, cùng với ánh đao chém về phía Mạc Phàm. Ánh đao này khiến bầu không khí căng thẳng, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy như bị bàn tay bóp chặt cổ. Hai người Hoàng Kình Thương và Trương Vấn Thiên cũng không nhàn rỗi. Tiểu tử, cậu sẽ chết không thể nghi ngờ. Hoàng Kình Thương cầm một lá cờ vàng nhỏ có vẽ năm loại độc vật, miệng lẩm bẩm, giơ lá cờ nhỏ lên. Chỉ trong phút chốc năm loại độc vật là bò cạp, rắn, ong vò vẽ, cóc, rét lóe lên ánh ngũ sắc, mang theo khói độc nồng đậm bay từ trong lá cờ ra, quấn lấy Mạc Phàm. Trương Vấn Thiên rút kiếm đồng tiền sau lưng ra, ném lên không trung, đồng tiền trên thân kiếm tỏa ra hào quang màu đồng cổ. Trương Vấn Thiên chỉ về phía Mạc Phàm ở xa, kiếm đồng tiền như tiên kiếm trong truyền thuyết, lập tức chém về phía Mạc Phàm. Ngoại trừ lá cờ nhỏ và kiếm đồng tiền, hai người còn liên tục niệm chú, pháp lực cường đại dao động xung quanh hai người, đủ pháp thuật tấn công xuất hiện xung quanh bọn họ, chuẩn bị hạ xuống Mạc Phàm bất cứ lúc nào. Bây giờ ba người không nương tay, vừa lên là chiêu thức cực mạnh, đánh về phía Mạc Phàm. Trong lúc này Mạc Phàm rơi vào tấn công của hai vị pháp sư trúc cơ đỉnh phong và một vị võ giả nội kình hậu kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.